anh lại muốn làm gì tủ thần, anh để cho tiểu đê này cỏ được cái chết thoải mái một lần đi. Lần này có chết cũng không được thoải mái, có muốn cho tôi chết không? Đế Thiết hét lớn, tay chân giãy giụa muốn liều mình lao về phía tượng đá. Tiểu đế chúng ta phải sống, với thể lực của chúng ta còn có thể kiên trì thêm vài ngày. Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật nói. Nhưng chắc chắn là vô dụng, Đế Thiết hét lớn. Sống thêm vài ngày nữa cũng có gì, chỉ bằng chết trước để sớm gặp Thượng Đế có phải hơn không? Tiếu Bỉ, giữ chặt anh ta lại. Diệp Phàm ra hiệu cho Bi Á Lạc Phu. Còn giữ làm gì, anh ta muốn chết để cho anh ta chết. Ít ra chúng ta cũng có thể ăn thịt anh ta mà sống vài ngày. Nếu như tiết kiệm còn có thể sống được nửa tháng. Không ngờ anh ta lại đột nhiên nói ra như vậy. Đế Thiết tức tốc không thèm chết nữa, nhìn chằm chằm Bị Á Lạc Phu chửi mắng. Mẹ kiếp, khốn nạn, xác thối tha của ta đây mà ngươi cũng ăn sao, còn phải là người nửa không? Đế Thiết quá tức giận, đá một cái vào Đi Ả Lạc Phu. Nhìn tình thế hoàn toàn không phải là bấn cợt, lại còn có cả tiếng xé gió. Để dành sức mà đào đường đi. Diệp Phàm ra tay một cái đánh Đế Thiết bay vào trong tượng đá rồi lại bay ra, Bị Á. Lạc Phu ôm chặt lấy người này. Đào cái con khỉ, lại không phải quay về đây sao? Đế Thiết chửi mắng. Yên lặng. Diệp Phàm đột nhiên nghiêm nghị, trừng mắt nhìn Đế Thiết hừ nói. Nếu anh không để cho tôi yên chút thì tôi và Tiểu Bỉ sẽ cho anh một trận. Anh nói cũng đúng, thân thể anh tuy có gầy nhưng cũng hơn 5 kg, tiết kiệm thì cũng được hơn nửa tháng đấy, nghĩa là anh muốn chết đi để cống hiến có phải không? Tôi không chết, muốn chết các anh chết trước đi, tôi muốn uống, muốn ăn thịt thổi của các anh. Đế Thiết ngồi dưới đất, không ngờ đã tỉnh táo rồi. Trước kia chúng ta đào 4 bên mới có thể về chỗ cũ, tôi nghĩ lần này chúng ta cứ đào đi không chừng có thể thấy nước ngầm, cỏ nước thì ít ra chúng ta cũng sống lâu thêm chút. Nếu như có thêm may mắn, chúng ta có thể xuôi dòng mà ra ngoài thì tổ quá. Diệp Phàm lại nói ra cách khác. Đế Thiết và Bỉ Á Lạc Phu vừa nghe xong liền ngây người, rồi cũng gật đầu đồng ý. Ánh mắt hai người lóe lên tia hy vọng, dường như lúc này Diệp Phàm như một cô nương vậy. Người này như lạnh sống lung, biết rằng trong trường hợp thế này thì hai người cũng không thể nào tưởng tượng ra có một cô nàng bên cạnh. Bởi vì ba người đều chẳng hứng thú gì. Giờ thứ mà ba người muốn chính là thức ăn và nước. Có lẽ Diệp Phàm đã thành một mỹ vị trước mặt hai người họ. Thực ra, Diệp Phàm giờ cũng không có cách nghĩ đó. Trong tình cảnh này thì mơ ước như vậy là đương nhiên. Bởi vì con người ta hy vọng sống mà. Lần này Diệp Phàm đi đầu, xuống đảo. Đa người đói đến mức chóng mặt nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Vẫn còn lại một chút sức lực. Hơn nửa cộng thêm cả ỷ thúc mà không lâu sau đã đào được sâu 3 mét rồi. May mà đất ở hai bên còn cứng chứ không đã sụp xuống mà chôn vùi cả ba người họ rồi. Ba người không từ bỏ ý định, nghỉ ngơi trên động tỉ rồi lại tiếp tục đào. Khi đào đến độ sâu 5 mét thì lại keng lên một tiếng như đào vào kim loại. Làm gì thế, tiếng quái gì thế? Bị Á Lạc Phu không chịu nổi nói. Lại đào phải đá, xong rồi, chẳng trông cậy vào đâu được. Lại còn nói là mạch nước ngầm, chẳng thấy tí nước nào đâu. Đế Thiết ủ rũ nói. Các anh lên đây, tôi xuống xem sao. Diệp Phàm luôn cảm giác âm thanh đó rất kỳ lạ, thế là gọi hai người kia lên để hắn ta xuống. Đúng là tảng đá, hình như là màu xanh, đó là loại đá hoa cương rất cúng. Với sức ngày trước của Diệp Phàm cộng thêm công lực thời thịnh có thể ô kim đao để đâm nát tảng đá này ra. Nhưng khoảng cách ngắn không thể duy trì được. Diệp Phàm dùng con mắt ưng nhìn vào tảng đá, tạm thời biết ngựa chết thành ngựa sổng, Diệp Phàm muốn xem tảng đá này dày bao nhiêu. Đột nhiên mắt ung bị đau. Hắn ta nhanh chóng nhắm mắt lại, đột nhiên có nước mắt trào ra. Bên trong có một điều kỳ lạ, Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ. Lại một lần nữa dùng mắt ung để nhìn, đột nhiên lại thấy mắt ưng kỳ lạ. Không ngờ có thể nhìn xuyên qua cả bên trong tảng đá. Cảnh tượng trước mắt cứ như đang xem tivi vậy, không lâu sau ổn định lại thì hiện ra một bức hoa văn kỳ lạ. Hoa văn này hoàn toàn cũng không giống với đá hoa cương đen kia, hiện tượng này quá là kỳ quái rồi. Hơn nữa, Diệp Phàm thấy khoảng cách cũng không xa, trong cùng một tảng đá lại có cả hai loại đá khác nhau. Diệp Phàm càng nhìn lại càng thấy kỳ lạ, rụng cả tóc gáy lên. Bởi vì, hắn ta phát hiện ra càng nhìn hoa văn trong tảng đá càng giống như tượng đá trên đất. Tuy hoa văn đó rất mờ nhưng mặt của tượng đá cũng rất mờ. Chẳng lẽ dưới đất cũng có tượng đá sao? Ở đây ỉ à hang tượng đá sao?
Diệp Phàm lẩm bẩm trong miệng rồi lại dùng ô kim đao đánh sang hai bên đào ra mộ lối để ba người có thể qua. Bởi vì đã phỏng đoán trước đất rắn này có thể chịu được. Vừa mới đào Diệp Phàm lại kinh ngạc, ô kim đao từ trong tay tuột vào bên trong đất. Bởi vì đào ngang sang hai bên mới biết, táng đá hoa cương xanh kia không phải là một khối hoàn chỉnh. Như là một cột dài khoảng 2 mét, rộng khoảng 1 mét, cũng là lớn rồi. Nếu như là tảng đá thì chắc chắn hoa văn ở dưới nó cũng được đắn đo kỹ lưỡng. Diệp Phàm lên nói lại tình hình cho hai người biết, đương nhiên hắn ta không nói đến những hoa văn trong đá, mắt ưng chính là bản lĩnh bảo mệnh của hắn không thể lộ ra. Nhưng, mặc dù là thế nhưng hai người kia cũng há miệng ra suýt cho một quả đấm. Hai người xuống xem rồi mới bỏ lên. Phía dưới đúng là một cây đá tạo thành, lẽ nào lại là một đồng phế sao? Mà đồ phế này là đồ cổ lưu lại. Bên dưới có thể là một thành cổ không lồ. Bỉ Á Lạc Phu nói. Đúng vậy, thành cổ là do người cổ đại tạo ra. Giống như bí mật về người Maya. Trái đất của chúng ta, chẳng ai có thể hiểu rõ thời cổ đại rốt cuộc ra sao. Mà tôi đang nghĩ, đây có phải là nơi mà người ngoài hành tinh thời cổ đại đã từng đến chăng? Bọn họ tiện tay chi ra những sinh vật trên trái đất, cho một chút trí tuệ để làm ra trận chiến này. Mà ví dụ như tượng đá này. Nếu như người hiện đại lợi dụng công nghệ 3D thì kết quả bước đầu cũng có thể được một chút. Rất giống thật, sự kết hợp giữa sự thực và giả thuyết này căn bản chúng ta khó mà phân biệt được. Mà khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh không phải thủ mà chúng ta có thể đoán được. Ví dụ như nói đến thần bí của UFO, người ta bay thế nào cũng được, còn máy bay của chúng ta không được như vậy. Trí tưởng tượng của đế thiết quả là phong phú. Trong chốc lát không ngờ lại nghĩ đến vũ trụ bao ỉa. Anh ta không đi viết sách thì quả là đáng tiếc, không chừng còn có thể lại xuất hiện thêm một cậu bào tử chuyên viết về khoa học viễn tường. Tôi nghĩ có phải bên dưới là một phần mộ của sinh vật viễn cổ không, cũng không nhất thiết là loài người hoặc là động vật vừa mới tiến hóa thành người. Chỉ là sao họ có thể làm một thứ thông minh đến nỗi chúng ta khó mà đoán được. Bỉ Á Lạc Phu nói. Kệ, xuống xem sao, không chừng lại chính là đường sống của chúng ta. Như này chết ở dưới còn đáng hơn là chết khô héo trên này có đúng không? Diệp Phàm lại xua tay, hai người kia bèn không nói nhiều, cùng nhau đi xuống. Ba người đứng ngang trước tảng đá. Thay phiên nhau dùng nội công để ép ô kim đao, không lâu đã đào được đường để người có thể vào được. Sau khi đào thẳng xuống dưới một mét, Diệp Phàm cũng đã dừng ô kim đao lại. Bởi vì đã đến chỗ hoa văn thần bí lòi, tiến lại gần mới không giống như phần của tượng đá. Mà là một loại hoa văn quái lạ. Diệp Phàm nói vọng ra cho hai người, sau khi thương lượng đã quyết định tiếp tục đào. Nhưng, âm thanh tang tang truyền lại, không thể đào được nữa. Hai người cũng lại thử, đốm lửa chảy ra dưới đá hoa văn còn cứng hơn cả những hợp kim cứng nhất trên đời. Cái này có thể khiến tang lục của ô kim đao, ép ra mũi đao nhọn, sẽ khiến cho độ sắc bén tăng lên n lần. Chặt thép như chặt tàu phớ, kết quả không thể tạo ra một vết đao nhạt trên tảng đá đó. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, rồi quyết định lại đào ngang. Đá hoa cường bên trên có thể đổi phó được. Ba người đào một lúc lâu cuối cùng cũng đào được một động vượt ngang qua, động này dài chừng mười mấy mét. Bởi vì Diệp Phàm muốn tìm xem tảng đá hoa văn này có khẽ hở không. Nếu như tảng đá là một khối như vậy thì chính là số mạng ba người đã định. Diệp Phàm có cảm giác táng đá này không phải một khối mà là từng miếng ghép lại nên chắc chắn có khe hở. Đào ngang được mười mấy mét quả nhiên cũng thấy khe hở nhưng rất mờ, phải dùng mặt ưng mới có thể nhìn thấy được. Đế Thiết và Bỉ Á Lạc Phu cũng không thấy, vẫn đào về hai bên, nhưng Diệp Phàm đã kêu họ dùng lại. Hai người không hiểu gì nhìn Diệp Phàm. Tôi cảm tưởng như có khe đá, các anh đừng nói vội tôi thử trượt xem sao. Diệp Phàm nói. Miệng của khe đá hình như làm bằng chất liệu đặc biệt. Trong đầu Diệp Phàm đột nhiên nhớ ra việc làm nhưng mộ cổ của Hoa Hạ. Nhìn những khe hở của những viên gạch hay viên đá của ngôi mộ cổ đều dùng những nguyên liệu đặc biệt. Ví dụ như nhũ sắt hay những chất kết dính hay thậm chí là nước thép phủ vào. Cũng có khi dùng chất dính. Đây chủ yếu là phòng bọn ừ ộp, thứ hai cũng là bảo vệ mộ hơn. Mà có nhiều mộ cổ khi vào thi thể vẫn còn khá hoàn hảo, đó là nguyên nhân vì sao lại kín như vậy. Cũng là nguyên nhân thi thể không kịp bị phân giải. Để dùng nội công xem sao. Sau đó dùng mắt ưng để quan sát, Diệp Phà, thấy trong khe đá đó có những khối nhỏ, giống như chúng chim bồ câu. Chẳng lẽ lại có quan hệ với cái này sao? Diệp Phàm thử dùng ô kim đao gõ nhẹ, phát ra tiếng bộp, bộp. Diệp Phàm chợt giật mình,
hình như là âm thanh trứng bị đâm thủng. Chương 2754, đáng sợ. Thấy hai người đế thiết đều không hiểu gì cả, bởi vì thực tế trứng chim bồ câu kia còn nhỏ hơn cả sợi tóc. Hai người vốn không nhìn thấy được. Còn mắt chim ưng của Diệp Phàm còn thấy rõ hơn cả kình hiển vi phóng to mấy trăm lần, vì thế mà có người còn khắc chữ trên tóc được, còn Diệp Phàm đúng là đâm được quả trứng kia. Trong nháy mắt, quả trứng sau khi vỡ ra đất lộ ra một khe nhỏ. Nơi này có thể là miệng ngưng tụ của khe đá, có cảm giác như long nhãn. Diệp Phàm nghĩ thầm lại dùng đao đâm, phát hiện ra cùng với việc trứng chim bị nứt ra sau những vết đao, lại một đao khác, ô kim đao dài bằng bàn tay đã tiến vào trong được hơn một nửa. Hắn ta trượt một ván. Tiếng kẹt kẹt lạ thường lại xuất hiện, tảng đá hoa văn lại chuyển động. Có của A Tử Thần, dùng lực nữa đi, tảng đá kia như buông lỏng rồi. Đế thiết kỉnh sợ kêu lên. Diệp Phàm lại dùng lục, lần này dễ dàng rồi. Toàn bộ tảng đá mười mấy mét đã nghiêng sang một bên. Một bên khác đế thiết và bi á lạc phu cũng dùng lực, kết hợp với Diệp Phàm. Xèo. Ầm thanh quỷ quái vang lên, không lâu sau, cả tảng đá đã mở ra. Nhưng, sau khi mở ra, liền đóng lại luôn. Ba người chẳng có chỗ mà quay cái mông nữa. Hay là treo tảng đá lên chứ thế này không có cách nào mà vào được. Ba người nói xong là làm, lúc này tạm thời đã quên đi đói khát. Không lâu sau đã đào đá màu xanh to hơn lên. Bởi vì là đá, lực chịu tải nhiều hơn, ba người cũng dám buông tay ra mà đào, không lâu sau, tảng đá lại lật lại. Lại kết hợp dùng lực đế dùng dây xích kéo lên trên về phía dưới, ba người quyết định nghỉ một lát rồi tiếp tục thăm dò. Một là không thể vội nhất thời, hai là cũng khôi phục được thể lực, ba là chỉ sợ ở dưới có chất khí độc đã bị bịt cây em nên có thể gây chết người. Lúc này ba người lại không có mặt nạ phòng độc, nếu như để khí trong động tản ra thì còn an toàn hơn chút. Mẹ kiếp, tảng đá có hoa văn này lại nặng thế, may mà chúng ta còn có chút sức, nếu không thì chắc chắn không làm được rồi. Đế thiết chửi một câu, đá một cái, tảng đá lại phát ra một âm thanh khác. Đúng lúc này, cả người đế thiết ngẩn ngơ, anh ta nhìn thấy miếng đá có hoa văn kỳ quái, rồi lại nhìn lên tượng đá không tiếng động bên trên. Sao mà ngây ra thế, đồ ngốc. Bị Á Lạc Phu đẩy đế thiết một cái nói. Anh xem đi có phải hoa văn trên tảng đá này giống với tượng đá không? Để xa ra mà nhìn. Đế thiết vừa nói vừa chỉ. Bị Á Lạc Phu nhìn, lùi lại thêm mấy chục bước nữa nhìn. Đột nhiên con mắt mở to hết cỡ, mồm lắp bắp nói. Lẽ nào bên trong tảng đá màu xanh kia ỉ ạ ỉ là tượng đá trên mặt đất sao? Diệp Phàm sủng sốt, nhanh chóng chạy ra xa nhìn, đột nhiên hét lớn. Đế thiết, chúng ta dựng tảng đá này lên xem sao. Ba người cùng chung tay dựng tảng đá mười mấy mét này lên. Ba người đều ngây ngô, há hốc mồm miệng nhìn tảng đá, nhìn gần thì có hoa văn nhưng từ xa nhìn lại tổ hợp hoa văn đó lại chính là tượng đá. Ba người nhìn nhau đều kinh ngạc. Thật là thần kỳ, đúng là thần kỳ thật, còn thần bí hơn cả Mê Cung Tử Thần hàng vạn lần. Đế thiết vỗ đùi, hét lên. Mê Cung Tử Thần, anh đi rồi sao? Diệp Phàm quay lại hỏi. Ha ha! Đế thiết vẻ xấu hổ nhìn hai người. Lúc này còn giấu giếm gì nữa? Tôi cũng đã đến rồi, chắc chắn tử thần đã đến rồi chứ. Theo như họ đoán, anh đã lấy đi tấm bản đồ dưới thi thể và đại bộ phận thi thể phải không? Bị Á Lạc Phu hỏi. Ha ha! Diệp Phàm cười lên, không trả lời câu hỏi. Nhưng, dưới đất này, rất có thể chứa đựng một bí mật lớn. Chúng ta đi đi, nghỉ cũng lâu rồi. Ngay lập tức ba người lại đi. Bên trong có một động ngang mười mấy mét hiện ra ngay trước mặt, cảm giác thật là sâu. Một khối lạnh từ trong ập ra, thổi đến ba người nhu có cảm giác thấu cả xương. Mà trong khí đó lại có cả một mùi kỳ lạ, khiến người ta phải sởn tóc gáy lên. Lẽ nào là một mộ cổ thật sao? Mẹ kiếp, kiểu này sao mà giống trong mộ cổ thế? Đế thiết dùng mình một cái, nhìn bên ư ong nói. Nhung căn bản không thể nhìn rõ bên trong có gì. Ngay cả mắt ưng của Diệp Phàm cũng chỉ thấy chút bóng dáng mơ hồ. Có lẽ bên trong quá sâu, chỉ như một màu mực đen. Tôi còn có chiếc bật lửa đây, hay là bật lên ném vào trong xem sao. Dù sao cũng sắp hết rồi. Đế thiết lấy tay sờ sờ, móc từ túi quần ra một chiếc bật lửa màu đồng. Xem ra cũng rất tinh xảo. Được đẩy chứ, chiếc bật lửa của anh lại còn có cả hình quốc vương, chắc là mua hả? Bị Á Lắc Phu nhìn nói. Ồ! Một người bạn tặng, vẫn còn tiếc lắm nhưng giờ thì cũng chẳng làm gì. Thấy Diệp Phàm gật đầu,
Đê Thiết bật lên rồi ném vào bên trong hang. Ôi giời, đúng là quá sâu. Đê Thiết đến bên xem, nhờ nhìn qua ánh lửa nên phát hiện ra chiếc bật lửa bay thẳng xuống dưới. Ba người kinh ngạc vì ở nơi xa kia hình như có khắc một tượng lớn. Cụ thể cao lớn bao nhiêu thì chưa hình dung được bởi vì ba người chỉ nhìn thấy mặt của bức tượng, dựa vào suy đoán thì còn hơn cả đầu người thân sư tử N lần. Cái mặt đó có chút kỳ lạ, có 5 phần giống người, nhưng Đế Thiết nhìn thấy giống như con rắn. Mà bị Á Lạc Phu nhìn giống như quái thú. Diệp Phàm dùng mắt ưng để nhìn phát hiện ra 5 phần giống người, không dùng mắt ưng thì sau khi nhắm lại thì sẽ thấy giống như chim, có vẻ rất kỳ cục. Tai của tượng rất to, nếu chỉ tính một bên tai chúng phải rộng bằng 2 sân đá bóng. Cái bật lửa ngay lập tức tắt, ba người nhìn nhau, quyết định xuống xem. Bởi vì đó là con đường duy nhất, sống hay là chết còn phải xem tấm lòng của Thượng Đế ra sao. Đúng lúc này, ba người đột nhiên sợ hét lên. Bởi vì, không ngờ rằng bức tượng cách hàng nghìn mét kia lại đang tiến về hướng ba người. Bức tượng cứ như có bánh xe vậy chậm chậm bước về phía ba người, mà dáng điệu cười của tượng ghê sợ đến mức dựng tóc gáy, như kiểu còn đang nháy mắt, tiến về phía ba người càng ngày càng gần. Mặc dù ba người đều là cao thủ, nhưng cũng bị hiện tượng quái quỷ này hù cho loạn tim cả lên. Đúng lúc đó bên trên đột nhiên có tiếng động vang lên. Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn mau hô lớn. Không xong rồi, tượng đá sao lại đóng lại, chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Bởi vì trong tình thế quái quỷ này, ba người đều không chịu nổi. Mà bên trên lại có nguy hiểm khi tượng đá khép lại, Diệp Phàm nhảy lên trên, hai người Đế Thiết cũng không chậm, cũng theo hướng đó mà nhảy. May mà tượng thần rất nặng, chỉ có nửa bước chân nữa là ba người Diệp Phàm đã rơi vào một cái giếng lớn. Ba người nhìn miệng chiếc giếng đóng lại, liền thở phào nhẹ nhõm, miệng vẫn còn run rẩy. Tình cảnh quá kỳ lạ, đột nhiên một lục xà có đuôi giống người lại rơi xuống đất. Mà miệng lại có những hoa văn như ba người đào ra. Mà con rắn lớn lại rơi xa khi xác, một bức tượng cao chừng mười mấy mét có rắn quấn quanh. Bốn hướng đều có rắn quấn như vậy, khiến cho tượng không phải vì nặng quá mà ngã xuống đè lên con rắn khác. Công trình này giống như người kết hợp với nhau lại vậy, rất ăn ý. Dưới sự tương trợ của rắn, bức tượng từ từ ngã sụp xuống cái hang mà ba người Diệp Phàm đào. Như kiểu những con rắn này sau khi hợp xúc đã biến thành cần cẩu. Diệp Phàm nhìn lướt qua suýt nữa thì không ngậm miệng lại được. Bởi vì bức tượng vốn bí mật lúc đầu không hề thấy đâu, chỉ còn lại bức tượng vừa mới đào lên nãy. Mà khi mặt trời chiếu vào, chiếu thẳng vào bức tượng tỏa ra ánh hào quang giống cầu vồng. Vừa thấy ba người Diệp Phàm đã bò được lên mặt đất. Xèo một tiếng vang. Bầy rắn như sóng thủy triều, bên ngoài còn có mười mấy con rắn lớn đang nhằm về phía ba người mà tấn công. Ba người căn bản cũng chẳng suy xét gì, chỉ một chữ chạy. Chương 2755, vòng vây sát hại. Đế Thiết thấy thế quăng ngay dây xích quanh eo lên hàm trên của con mãng xà. Nó không cắn được. Lập tức, toàn thân thu ỉ ại, mặt của bị ả lạc phu đỏ như máu, có thể ỉ ả phần eo như sập đứt ra vậy. Còn Diệp Phàm cũng nhanh chóng đạp về phần eo của con rắn. Dùng ô kim đao đâm vào, tuy là có dao ra nhưng chi xước qua vảy của nó một chút. Để lộ ra cả vảy bên trong. Diệp Phàm thấy vậy hô to, Đế Thiết, anh cổ giữ, tôi giết chết nó. Ô kim chùy kia cứ vội lao đi, nhưng, lóp vảy bên trong lại có một lóp bảo vệ sền sệt khác, đao của Diệp Phàm lợi hại như vậy mà vẫn không thể xuyên qua được. Hai người, mau chạy đi, tôi không trụ được nữa rồi. Đưa cái này cho vợ tôi, cô ấy ở Bỉ Á Lạc Phu giật miếng ngọc bội trên cổ ném ra cho Diệp Phàm. Mặt anh ta dữ tợn, mũi và miệng đều đã chen lại với nhau, tai cũng không thấy nửa rồi, như kiểu xương sắp gãy hết mất rồi. Mẹ kiếp, chết đi. Diệp Phàm đau buồn, đã cùng đồng cam cộng khổ cùng hai người hơn một tháng rồi, thời khắc này đương nhiên là có cảm xúc thương xót vô cùng. Đúng lúc này, trên trán bay ra con rơi cái lạ. Nó bay đến kẹp lấy vảy của con rắn. Lập tức bị xé ra, máu bẩn tung tóe, con rơi đã vào được bên trong. Một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, con rơi nội công kia như hóa thân của Diệp Phàm. Diệp Phàm có cảm giác như chỉnh hắn ta đang chui vào trong con mãng xà đó. Đâm, đâm, chọc chọc. Diệp Phàm nghĩ thầm, con rơi kia như hiểu được tâm nguyện của hắn ta nên đã tung hoành một trận trong bụng con mãng xà. Đột nhiên con mãng xà đau đớn điên cuồng gào lên. Không chú ý đã nới lỏng thân thể. Bị Á Lạc Phu như viên đạn bắn ra, cùng với Đế Thiết chạy bán sống bán chết nhưng dừng lại thì thấy Diệp Phàm đã bị con mãng xà kia quấn lấy.
Mẹ kiếp, quay lại thôi. Bị Á Lạc Phu không hề do dự gì bắn đạn sặt về Mẫng Xà. Đế Thiết thấy thế cũng đành phải quay về. Lúc này sự phản kháng của con Mãng Xà đã giảm n lần so với lúc đầu rồi. Bởi vì trong bụng nó con rơi đang tác quái. Con rơi nhằm vào đầu con Mãng Xà mà xuyên vào, đột nhiên phát hiện ra cái gì đó như trứng chim bồ câu, bên ngoài còn có thịt như cây tốt có hoa văn quấn quanh bên ngoài. Miếng thịt đó mềm như nhung khiến người ta phải sợ hãi. Chẳng lẽ đây lại là tủi mật của con rắn hàng nghìn năm sao? Diệp Phàm ra hiệu, con rơi mở miệng ra cắn. Một phát đã cắn nút miếng thịt cái cây rậm rạp đó. Con Mãng Xà đau đớn kêu gào lên, cái đuôi cũng dựng lên, miệng há lớn giống như điên cuồng mà chạy trốn về phía xa, Diệp Phàm cũng để cho nó đi xa rồi lại phóng đạn theo. Bị Á Lạc Phu và Đế Thiết thấy thế nhanh chóng truy sát. Cứ điên cuồng chạy thế chúng mười mấy mét, còn lưu lại cả vết máu rắn. Mà trong bụng nó, con roi đã hút hết trứng chim bồ câu kia, nó còn lẻ lưỡi ra mà liềm, cứ như chưa thỏa mãn vậy. Thực ra trứng đó cũng chẳng có gì là ngon miệng. Chỉ có điều Diệp Phàm đã lâu rồi chưa ăn. Nhưng quái lạ là khi con rơi hút thì Diệp Phàm lại có cảm giác như chính hắn ta đang hút vậy, thật là kỳ lạ. Con rơi bay ra rồi lại vào trán của Diệp Phàm rồi không thấy đâu nữa. Đột nhiên một tiếng răng rặc vang lên, Diệp Phàm mừng vui như điên, nhảy dựng lên. Bởi vì hắn ta có thể cảm nhận được một sức mạnh để cho con người ta hít thời lại được trở về trong thân thể hắn ta, mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Diệp Phàm biết hắn đã đột phá lên giai đoạn đầu của thập nhị đẳng rồi. Có lẽ chỉnh là mật rắn trúng chim bồ câu mà nãy đã hút được. Diệp Phàm không khỏi sờ trên người túi mật rắn lấy được từ con rắn xanh nhỏ kia. Trong lòng nghĩ, chắc chắn cái này hơi kém một chút nhưng để đào tạo ra một cao thủ thập đẳng thì không khó. Thứ này hoàn toàn tinh khiết, còn tốt hơn cả Lôi Âm Cửu Long Hoàn nhiều lần. Hơn nữa, hiện tại nguyên liệu lại khó kiếm, Lôi Âm Cửu Long Hoàn không còn đất để chế biến rồi. Hắn ta lập tức sáng mặt lên. Nếu như có thể đem cả rắn ên đảo hoang này mà lấy mật đi thì không phải sẽ có một lọ ét các cao thủ sao? Kế hoạch này quá điên cuồng rồi nhưng quy lại khiến cho Đế Thiết bình tĩnh trở lại, phát hiện ra con Mãng Xà còn chút thở. Bị Á Lạc Phu và Đế Thiết tức tốc, muốn lấy mạng con Mãng Xà nên đập loạn lên. Không lâu sau thì con Mãng Xà này chết. Ba người bất chấp tất cả uống máu của con Mãng Xà. Không ngờ máu của nó lại có màu tím. Cũng chẳng lo có độc, ba người cứ lao đầu vào uổng. Cho dù chết vì độc còn hơn là chết khát. Máu con Mãng Xà này đúng là nhiều, ba người uổng no căng bụng vậy mà vin còn máu chảy ra. Không giữ lại chút thì hơi phí, không biết trên đảo có nước hay không. Chúng ta lấy da rắn ra để làm túi đựng máu rắn đi. Diệp Phàm nói một câu, bảo với Đế Thiết và Bỉ Á Lạc Phu, ba người lại bắt tay vào việc mới. Có lẽ con Mãng Xà này chạy nhanh quá. Cũng có khả năng chính những con rắn này xe dịch tượng đá. Tam hời chưa phát hiện ra có con khác nào chạy tới. Ba người rạch ra một tủi da rắn lớn, đương nhiên da này là da rắn chính tông rồi. Đổ đầy ba tủi máu rắn, khoác lên trên vai, Đế Thiết không khỏi tức giận mắng, con này sao nhiều máu thế, có thể khổng dưới 15 kg. Bình thường, nó to như vậy khổng chừng 2, 3 tấn cũng nên. Mấy trăm cân có vẻ không đúng. Diệp Phàm nói. Có chuyện kỳ lạ, khi nãy tôi trúng cả quân chùy mà không rạch được ra nó, sao giờ lại có thể rạch được? Lẽ nào con rắn này cũng luyện công sao, đã dùng nội công mà ép lên trên vảy sao? Khi chết đi thì mất hết nội công phải không? Bị Ả Lạc Phu không hiểu gì nói. Tạm thời đừng thảo luận làm gì, chúng ta nhanh chóng chuồn đã, để rắn chúa mà đuổi theo thì ba chúng ta phải bỏ mạng nơi đây đó. Mà, đảo này sao mà sợ thế, đặc biệt là tượng kia, sao lại không thấy? Tôi nghĩ hay là có liên quan đến tượng mà chúng ta đào được. Nếu có thể trở về, có thể trên mặt đất cũng có tượng thần. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, quá kinh khủng, tôi chưa từng thấy chuyện này. Ngày trước đến Mê Cung tử vong cũng không sợ như này. Mà tôi cảm thấy lẽ nào con Mãng Xà kia có liên quan đến tượng đá. Hơn nữa lúc thì thật, lúc thì giả, không hiểu thế nào nữa. Nếu không phải tôi còn sống... Quả thực tôi sẽ nghĩ không biết có phải mình đang lạc vào thế giới trò chơi giả thuyết rồi. Đế Thiết nói vừa thu thịt rắn. Đừng làm nữa, chúng ta không cần thịt rắn. Giờ có ra biển thì cũng không sợ đói nữa, quan trọng là đã có máu rắn rồi. Nhiều như vậy, nếu như tiết kiệm thì cũng cầm chừng được hơn 20 ngày. Nhưng chỉ sợ là bị hỏng thôi, đành phải theo số trời thôi. Diệp Phàm nói,
Bị Á Lạc Phu cũng gật đầu, ba người nhanh chóng vác máu rắn rồi đi về một hướng. Chạy một mạch mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thấy biển. Biển mênh mông ơi, mẹ của ta ơi, đúng là đáng yêu quá. Đế Thiết không ngờ lại quỳ xuống, khóc giống lên. Đi Á Lạc Phu cũng không khác mẩy, nhìn ra biển xanh thẳm mà rưng rưng nước mắt, Diệp Phàm cũng không khỏi bùi ngùi một chút, nhìn thấy biển cứ như thấy mẹ vậy. Ba người cùng nhau chặt cây khô, dùng dao găm và ô kim đao để cua, cắt. Không lâu sau đã hoàn thành một chiếc bè. Không lâu sau nữa lợi dụng đinh gỗ và một loại cành cây nhỏ để nổi lại, chiếc bè đã có thể thẳng tiến ra biển. Một ngày qua đi, một cái cây khổng lồ xuất hiện trước mặt ba người. Rộng chừng 30 mét, hoàn toàn có thể tải được trọng lượng ba người. Cuối cùng cũng có thể lên đường rồi. Chào tạm biệt hòn đảo, tao sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đê Thiết điên cuồng hét lên, dựng mái trèo lên rồi từ từ rời khỏi đảo. Giờ phút này người cũng đã nhá nhem tối. Diệp Phàm dùng mắt ưng nhìn về phía xa, cuối cùng cũng thấy sao Bạc Cực. Sau đó lại phát hiện ra hiện tượng quỷ quái. Đôi mắt ưng nhìn thấy sao Bắc Cực kia và hòn đảo hoang này, cùng với một vòng trên không trung có một ánh trăng rất mờ, không ngờ lại tạo nên một bức tranh tam giác. Diệp Phàm phát hiện, vị trí của đảo hoang này chính là tọa độ của tam giác lập thể, nghiêng thành một góc 9 độ. Nếu như chính xác sau này không có thuyền bè, hoàn toàn lợi dụng phương pháp này có thể xác định được vị trí hiện tại của mình. Mà Diệp Phàm làm như vậy đương nhiên là để xác định vị trí của đảo hoang, để sau này có hứng thú tìm kiếm thì cũng có thể quay lại đây được. Bởi vì đảo hoang này có nhiều điều thần bí, không tìm hiểu được nhưng bí mật này thì hắn ta còn phát hiện, bị Ả Lạc Phu và Đê Thiết cũng đang nhìn lên trời. Nhưng, Diệp Phàm tin tưởng hộ, hiện họ không có những thiết bị thông tin hiện đại, muốn nhờ lại đảo hoang này chắc chắn là không thể. Chương 2757, tăng cường tìm kiếm. Cung Khai Hà không phản ứng gì, bởi vì ông đang cổ kim nén nước mắt lại, chủ yếu là sợ Kiều Viên Viên phát hiện ra manh mối gì mà thấy phiền lòng. Tây Dương Lánh mà bị lộ ra thì sao mà gạt người được? Ai nói rằng cậu ấy đã chết, toàn là bịa đặt. Cung Khai Hà không ngờ đã dùng nội công để ngăn nước mắt, cho chảy vào trong hốc. Ông ấy liền nhanh chóng đến bên sofa của Kiều Viễn Viên, nói. Cháu hãy vứt cái thứ đen đủi này đi, cậu ấy là vương bài của tổ chúng ta, không thể hy sinh như vậy được. Cháu đã nghe ai nói ra những lời bịa đặt đó, để ta chém chết hắn đi. Giờ phút này Cung Khai Hà cũng tức giận. Chính ông cũng đã dặn dò những đồng chỉ nhận nhiệm vụ lần này. Việc của Diệp Phàm là bí mật quốc gia, tuyệt đối không được dò gì thông tin ra ngoài. Đây chứng tỏ có một vài đồng chí không tuân thủ kỷ luật của tổ chức. Nếu đắp lọt ra ngoài thì sao mà lau sạch được. Thủ trưởng, ông nói đi, tôi có thể chịu được. Tôi cũng đã biết nhưng đến hôm nay mới đến làm phiền ông. Tôi không chịu được nữa rồi, tôi đã nghĩ rồi. Kiều Viên Viên giống như người thần kinh không bình thường, luôn miệng lặp lại một câu tôi có thể chịu được. Nghe thấy vậy nên trong lòng Cung Khai Hà cũng thấy chua xót, nước mắt lại ứa ra. Lần này ông không dùng nội công mà thu nước mặt lại. Ông ngơ ngác nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn Kiều Viên Viên, nói. Tôi có thể chịu được, thủ trưởng, ông nói đi. Kiều Viên Viên lại nói. Cháu có thể chịu được không hả bà cô của tôi? Tôi còn chưa nói ra mà cháu đã thế này rồi, nếu mà nó ra thì không biết sẽ như thế nào. Sau này tôi có chết đi thì cũng ăn nói sao với Diệp Phàm được đây. Cung Khai Hà muốn gào khóc lên, đương nhiên là khóc đến nỗi mà như dọa đứa trẻ lên ba. Tổ A đã mất đi ba vị cao thủ, ngay cả vương bài bán thần tiên cũng đều đã chết. Thời gian này Cung Khai Hà đã chịu đựng nhiều nỗi đau, ông ấy nghĩ liệu có trở thành thần kình hay không cũng khó mà nói được. Xin lỗi thủ trưởng, việc này y ập do tôi nói với cô ấy, không có cách nào, cô ấy cảm nhận được, cô ấy rất thông minh mà. Cô ấy quỳ trước mặt tôi, cô ấy là chị dâu của tôi, cô ấy là vợ của anh trai tôi. Tôi để cho cô ấy quỳ vậy sao? Tôi không làm được, tôi không làm được, nếu như ông còn chưa hết giận thì hãy bẩn tôi đi. Nếu chết tôi cũng sẽ giấu chị tôi. Đúng lúc này một âm thanh nghẹn ngào vọng vào, đó là Vương Nhân Bàng. Cung Khai Hà ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nổi trận lôi đình, đúng là chuyện này anh nói ra sao? Đồng chí Cung Khai Hà như muốn xông ra cho người này một trận. Nhưng thấy mắt người này cũng đang đỏ au, cũng gầy giống như chị dâu kia. Cung Khai Hà đã tụ nguôi cơn giận lại. Nhân Bàng à, ngồi đi, Cung Khai Hà khua tay. Thủ trưởng, tôi chỉ muốn cho của anh ấy. Kiều Viên Viên lại nói.
Cung Khai Hà lại thở dài, mãi một lúc lâu mới nói. Anh ấy mất tích rồi, tàu Mã Lệ Châu nạp bị chìm xuống biển. Đó là biển, chứ không phải chúng tôi không tìm. Đó là biển chết, là tam giác gần Deckmoda. Dưới đáy biển đó sâu 5,6 nghìn mét, cho dù nước ta có tàu ngầm hiện đại đến cỡ nào cũng không có cách gì mà đến tận đáy tìm được. Chúng ta cũng đã cho người đến đó tìm rồi. Đồng thời cũng phát hiện ra nhiều tàu ngầm của các nước khác cũng đang tìm kiếm người của mình. Có lẽ con tàu đó không chỉ nuốt mình vương bài của chúng ta. Đồng thời, cũng đã nhấn chìm cả những đội quân tinh anh của nhiều nước khác. Nhưng tôi vẫn có cảm giác là anh ấy không thể đi được, bởi vì anh ấy là vương bài của chúng ta. Mỗi lần làm nhiệm vụ anh ấy đều bình yên ủa về. Tôi tin vào thực lực của anh ta, biển này tuy sâu nhưng cũng khó mà lấy được mạng anh ta. Cho nên, trước mắt chúng ta kỳ ù có thể chờ đợi. Đương nhiên ở những nước lân cận đó chúng ta cũng đã âm thầm cho người tìm kiếm rồi. Gần đây cháu cũng xem tín tức chứ, thủ trưởng của chúng ta cũng rất quan trọng việc này. Có phải gần đây quân sự đưa tín rằng Hải quân Hoa Hạ đang diễn tập tại khu tam giác Bermuda trên Thái Bình Dương không? Trong đó bao gồm cả tàu ngầm hiện đại của ta, tàu tiếp viện, có cả máy bay trực thăng. Vương Nhân Bàng không chịu nổi, chen vào nói. Cậu hiểu được là tốt rồi, bọn họ ra tay như vậy chỉ hy vọng có thể tìm được vương bài của chúng ta. Chẳng lo nó có một phần nghìn cơ hội chúng ta cũng không dừng tay, vì thế đội đã chi một khoản 100 triệu trợ cấp cho hạm đội Đông Hải. Yêu cầu họ kéo dài thời gian luyện tập đến nửa năm. Không dễ dàng, biết là hình thái thế giới hiện rất phức tạp, bão bùng tứ phía. Hạm đội có mặt trên biển Thái Bình Dương giờ này không chỉ có mỗi nước chúng ta. Ví dụ như Nga, hạm đội Anh, ngay cả hạm mẫu của họ cũng đã ra đó. Bao gồm cả những nước láng giềng với chúng ta như Nhật, bọn họ lấy các lý do như tự vệ trên biển, nói là. Tôi đoán chừng mục tiêu của họ cũng như chúng ta đó là tìm người, ngoài ra là nhẫn cơ hội mà tiêu diệt vương bài của chúng ta. Vùng biển kia đã có một hơi thở kỳ lạ. Khổng chi là việc tiêu diệt vương bài của chúng ta mà có thể là làm đến cùng, nếu như không phải cao thủ của nước đó thì chắc chắn là rát. Có lẽ cũng bao gồm cả những nước liên minh truyền thống nữa. Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Cậu nói đều là sự thật, ên Thái Bình Dương, sôi nổi nhất chính là đội hình hạm màu của Hoa Kỳ, mục tiêu của họ có ỷ vị sâu xa. Nghe nói cao thủ của họ thoát ra được, nhưng họ vẫn ở lại Thái Bình Dương, để làm gì, thôi, không nói nữa. Cung Khai Hà xua tay đi. Khuyên trước khuyên sau rồi cuối cùng cũng mời được Liễu Tuyết và chị dâu của Kiều Viên Viên đến. Đều khuyên Kiều Viên Viên rồi đưa cô về. Bà vợ thấy Cung Khai Hà người khác khác, sợ hãi chút, nghĩ là ông nhà đã bị sốt, cảm nhưng sờ vào người thì không thế. Cung Khai Hà bỏ tay vợ ra, đến mặt cũng không kịp rửa, vội vội vàng vàng lấy công văn lên tổng bộ. Không lâu sau mấy vị quan to lại chạm trán nhau. Tôi nghĩ phải báo cáo chuyện này với chủ tịch, chúng ta cấp thêm 1 triệu nữa cho hạm đội đang luyện tập ở Thái Bình Dương. Chúng tôi có yêu cầu hạm đội này cho thêm 2 chiếc tàu để tìm kiếm, mỗi một chiếc tàu ngầm đều có trực thăng hỗ trợ tìm kiếm. Mà phải mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cung Khai Hà nói. Tôi đồng ý. Lý Khiếu Phong không hề suy nghĩ gì liền đứng lên bày tỏ quan điểm. Tôi đồng ý. Đới Thành cũng không hề do dự, nói. Tôi thì không có ý kiến gì, nhưng tổ trưởng cung, bên tài vụ của chúng ta không rót thêm được nữa. Tuy nói hiện có mấy trăm triệu nhưng chỉ sợ lăn qua lăn lại. Đến cuối cùng ngay cả chúng ta cũng không có cách nào triển khai công việc. Hay là Vin chỉ thị cấp Ưên về việc trợ cấp cho cuộc tìm kiếm lần này là được. Kế Vĩnh Viễn cũng chau mày, khó xử. Không phải anh ta không muốn làm vậy mà chủ yếu là ngân khổ quốc gia cũng rỗng tuếch. Nếu không thương lượng với Hải quân, ông ấy dù sao cũng hiểu tổ A chúng ta. Việc này, tôi tin rằng ông ấy có thể hiểu. Việc của chúng ta là việc của một nước, chứ. Không phải việc cá nhân. Đới Thành đưa ra ý kiến. Đúng lúc này, Lão Vương gọi điện tới, Cung Khai Hà ừ một tiếng rồi giọng lại trầm lại, có chút khàn cổ nói. Diệp Phàm là người thế nào chúng ta đều biết, anh trai của cậu ấy là Diệp Hào quản lý tập đoàn Bàn Đế. Kiều Viên Viên đã nói chuyện này với Diệp Hào, đương nhiên Diệp Hào cũng nên biết về chuyện của Diệp Phàm. Lão Vương nói Kiều Viên Viên biết đại thể sự việc nhưng cũng không lộ quá nhiều bí mật. Diệp Hào vừa nghe, đã ký cho Kiều Viên Viên một tờ séc trị giá 1 tỷ. Kiều Viên Viên nghe Vương Nhân Bàng nói nên đấp đồng ý đưa ra 1 tỷ để cho tổ chúng ta làm việc tìm kiếm này. Yêu cầu duy nhất là muốn chúng ta ra tay toàn bộ, chỉ có 1% hy vọng cũng phải tìm kiếm không được dừng lại.
phải làm đến khi không còn tiền thì thôi. Chúng ta không thể nhận khoản tiền này, không thể người nhà anh hùng phải làm như vậy. Lý Khiếu Phong lập tức đứng dậy phản đối. Không thể nhận nhưng chúng ta chấp nhận yêu cầu của họ mới được. Đới Thành cũng phán đổi. Tôi sẽ nói với bên hải quân. Tây Môn Đông cũng thở dài nói. Cứ vậy đi, tôi sẽ bảo Lão Vương nói lại với Kiều Viên Viên. Tôi sẽ trực tiếp báo cáo với thủ trưởng, đồng chí Đông Hồng liên hệ với bên hải quân. Chúng ta phải nhanh chóng gom khoản tiền này, để làm cho cuộc diễn tập lớn hơn, mở rộng phạm vi. Cung Khai Hà quả quyết gõ xuống bàn. Chương trình phát sóng tin tức lúc 7 giờ buổi tối ngày hôm sau đã nói hạm đội Đông Hải đã tăng cường 2 chiến hạm trên Thái Bình Dương chấp hành tập luyện. Mà người phụ trách tổng họp tàu Thiên Viễn Dương cũng đã giám sát vùng quanh Thái Bình Dương. Chương 2758, Hồng Diệp Bảo xảy ra chuyện. 3 tháng phiêu lưu trên biển, ngoài những lần gặp sóng to gió lớn còn có lần bè gỗ bị đánh tan. May mắn bản lĩnh của 3 người cao, dù mệt dã rời nhưng sau đó Vin có thể đứng lên. Trên thuyền đồ ăn chỉ có cá và các loại sinh vật biển. Máu rắn là cứu mạng, nhưng thật ra ít uổng. Chẳng qua đến giờ cũng chưa gặp một con thuyền nào, vận khí đúng thật là đen. Ôi, thật phải chết ở giữa biển rộng cho cá ăn sao? Bi Á Lạc Phu vẻ mặt si ngốc, gần như chết lặng. Diệp Phàm ỷ trí kiên nghị hơn, ngồi xếp bằng giữa bè. Thật đúng là đừng nói, trải qua mấy tháng lưu lạc trên biển, 12 đẳng khai nguyên chi bậc xem như đã chắc chắn. Hơn nữa, vào lúc sóng yên biển lặng, xuống biển cùng sóng biến vật lộn cũng là một cách để rèn luyện tiến nhanh về công lực. Hiện giờ ngay cả vật lộn với gió lốc cũng không sợ hãi như vậy. Đương nhiên, cũng phải là người giỏi. Hiện giờ khả năng lặn biển của 3 người có thể so sánh với cá rồi. Thời gian lặng lẽ trôi đã đến Tết Nguyên Đán rồi. Cung Khai Hà vẫn còn đang ngồi ở phòng làm việc. Ông ta thở dài, cầm bút vẽ tới vẽ lui trên một bức tranh trên vách tường. Lại thêm một ngày. Hắn đi hơn 5 tháng rồi. Nhìn bức tranh lớn trên vách tường có mười mấy chữ to, Lý Khiếu Phong giọng trầm xuống. Lão Lý, cái chìa khóa núi xương bổi đã đến tay mấy tháng, sao đến giờ vẫn chưa giải mã được? Chiếc chìa khóa này không phải là giả chứ? Nghe nói chiếc chìa khóa này Diệp Phàm lấy được trong tay Brand, tên kia có thể đã làm giả để lừa chúng ta không? Có lẽ không, chúng ta đã nghiên cứu qua, lúc ấy thực lực giả đương hoàn toàn có thể nắm hết trong tay. Nghe nói ô kim đao trong tay Diệp Phàm cũng đoạt mất. Mà Ngô Đại là một quân cờ chúng ta mai phục từ trước. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Chiếc chìa khóa này các chuyên gia phỏng đoán, 8 phần là sự thật. Chỉ có điều, lúc ấy đua cho xa nhất đao xem qua sau ông ta nói có đúng không thì phải dùng nội khí của cao thủ hợp 2 chiếc chìa khóa lại mới có thể giải mã. Sau đó chúng ta mang chìa khóa đến Thiếu Lâm. Bọn họ thật ra có cao thủ ra thử một chút, nhưng vẫn không thành công. Có người nói, núi xương bổi này chẳng lẽ chính là có âm mưu. Tuy nhiên, trước khi giải mãi được tất cả cũng chỉ là dự đoán. Tuy nhiên hiện giờ chìa khóa trong tay chúng ta có đoàn chuyên gia đóng ở đó. Các quốc gia khác ghen ghét cũng không có cách nào. Chẳng qua chúng ta còn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề nan giải này. Cứ kéo dài chỉ sợ lộ ra những thông tín không được phép. Cung Khai Hà cũng có chút buồn bực, vuốt râu nói. Chẳng lẽ cũng phải Diệp Phàm trở về mới có thể cởi bỏ sao? Kế Vĩnh Viễn xen vào một câu. Các chuyên gia đã nói, bọn họ đang nhanh chóng tăng thời gian nghiên cứu. Chẳng qua người quen tình hình lúc đó nhất là Diệp Phàm. Nếu như có thể nói qua tình hình lúc đó thì chắc chắn có thể tiết lộ chi tiết về chiếc chìa khóa này rồi. Cung Khai Hà nói. Nói thế để làm gì, tất cả đều vô ích. Kế Vĩnh Viễn thở dài, ngơ ngác nhìn chữ đang củng cáp trên bức tranh treo trên bức tường. Chữ viết của Cung Khai Hà tương đối hữu lực mạnh mẽ. Trong thư pháp trình độ của lão già này cũng không nông. Đúng lúc này, điện thoại trong văn phòng Cung Khai Hà vang lên. Ông ta vừa nhấc máy lập tức sắc mặt ứ ay đổi hẳn. Nhấc điện thoại xong lập tức nói, nhiệm vụ khẩn cấp, lập tức điều tổ đặc biệt hành động, do đồng chỉ Thôi Kim Đồng dẫn đầu đến Hồng Diệp Bào. Xảy ra chuyện gì? Lý Khiếu Phong nghe xong liền đứng lên. Có cao thủ đến Hồng Diệp Bào. Theo Đường Thành báo cáo, nói là cao thủ nhằm vào Kiều Viên Viên. Cô hiện giờ đã bị thương nặng, mà cao thủ bị thương đã chạy, ngay cả Tuyết Hồng cũng bị thương. Tuy nhiên, người này để lại một tấm thiệp, xem ra hắn là có thủ oán với Diệp Phàm. Cung Khai Hà nói, đưa Kiều Viên Viên vào viện ngay, không biết tên khốn khiếp nào làm việc này. Mẹ kiếp! Lý Khiếu Phong tức giận đến mức run rẩy, kéo cổ vội vàng bước ra.
Thủ trưởng cung, chúng ta phải tăng cường theo dõi Hồng Diệp Bảo. Ôi, việc này sao có thể như vậy? Tôi thấy, nếu là cao thủ đến đây, trước mắt Xa Nhất Đao bị trọng thương, có phải là cầu người ngoài? Kế Vinh Viễn vẻ mặt khó nhìn. Không vội, trước tiên đi xem một chút. Tuy nhiên, nếu Tuyết Hồng bị thương, tôi thấy khách không mời là từ xưa đến. Đến lúc đó, từ ngoài đến rồi nói sau. Còn Kiều Viên Viên, tôi đoán có lẽ cao thủ kia chỉ là hả giận, hoặc là dùng phương pháp đặc thù. Chính là muốn Diệp Phàm xuất hiện. Cung Khai Hà cũng không có chút kích động nào, tuy nhiên, ông ta đột nhiên đập xuống bàn nói. Cố gắng điều tra, nhất định phải điều tra được người muốn phá hư. Tổ hành động đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Thôi Kim Đồng đều mặc quần áo cảnh sát vào Hồng Diệp Bảo. Kiều Viên Viên đã được Đường Thành hộ tổng vào quân y viện. Dưới sự yêu cầu của Cung Khai Hà viện lập tức thành lập tổ chuyên gia. Chập tối, Cung Khai Hà tự mình đến viện quân y. Thôi Kim Đồng lập tức vào. Tình hình thế nào? Cung Khai Hà hỏi ngay, mà Lý Khiếu Phong vẻ mặt cũng tức giận ngồi ở bàn không nói gì chi hút thuốc. Trong phòng họp sương khói mịt mù thiếu chút nữa thành tiên cảnh. Hôn mê bất tỉnh, theo tổ chuyên gia chuẩn đoán, có lẽ là trở thành người sống đời sống thực vật. Bởi vì tụ huyết trong não, không thể mổ vì mổ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thôi Kim Đồng nói, tỷ lệ mổ thành công là bao nhiêu? Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc tối sầm như mục. Không đến 50%, hơn nữa chuyên gia cũng nói, với kỹ thuật trong ngoài nước mà nói, não bộ là nơi mà phần lớn chưa được khai thác. Có thể điều trị đều là những bệnh não nhẹ, hơn nữa hiệu quả điều trị cũng không tốt lắm. Có một số người sau mổ mấy tháng thì chết. Nếu chèn dây thần kinh thì bệnh càng khó chữa rồi. Không chừng điều trị còn có thể duy trì sự sống cho người bệnh, nếu mổ rất có thể mất mạng. Hơn nữa, cho dù là có thể điều trị tốt cũng trở thành thằng ngốc. Cho nên, chuyên gia không có cách nào. Chúng ta cũng không có cách nào. Việc này làm sao bây giờ? Thôi Kim Đồng nói, tay trái vỗ thức xoa xoa tay phải ba người thoáng nhìn nhau. Lão Lý, ỷ của ông thế nào? Cung Khai Hà nói. Mổ sẽ trở thành người ngốc. Không mở thì thành người sống đời sống thực vậy. Vậy trước tiên cứ để sống đời sống thực vật xem hiệu quả thế nào nói sau. Người sống đời sống thực vật so với người ngốc thì tốt hơn. Nếu mù quáng cho mổ mặc dù cứu sống thành người ngốc, nếu Diệp Phàm trở lại thì làm sao bây giờ? Lý Khiếu Phong rất đau lòng nói ra băn khoăn của mình. Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Gọi Đường Thành vào. Cung Khai Hà nói. Anh ta đang đứng ngoài của. Thôi Kim Đồng nghiêm một cái. Đi ra gọi Đường Thành vào. Lúc đó tôi vừa bước vào phòng khách, phát hiện một người tướng mạo vô cùng xấu xí, tóc tai bù xù. Tuy nhiên, tôi cảm giác người này hẳn là dùng mặt nạ, hoặc dùng bí thuật gì để thay đổi khuôn mặt. Người này ép Kiều Viên Viên đưa một bức tượng nghệ thuật trong tay cho ông ta. Kiều Viên Viên chết cũng chịu. Người này có lẽ không có ý định làm bị thương Kiều Viên Viên. Nhưng Kiều Viên Viên giống như điên ôm lấy bức tượng kia. Đúng rồi. Tôi thấy thì càng ôm chặt hơn, người này duỗi tay qua, tôi thấy thế lập tức bổ nhào qua. Nhưng vì thân thủ kém quá xa nên bị người này tát một cái nện vào một góc, cả người như tan ra không bò dậy nổi. Đường Thành nói, cậu là bị ông ta điểm huyệt tạm thời, một lát sẽ tự tiêu trừ. Nhìn cách người này ra tay hẳn là chi muốn tìm Diệp Phàm mà không muốn hại người vô tội. Cậu chỉ là bị vạ lây, mà Tuyết Hồng từ trên tầng đi xuống cũng bị người này điểm huyệt. Tuyết Hồng nói người này có hỏi Diệp Phàm, sau đó không thấy Diệp Phàm liền ép Kiều Viên Viên, hình như là hỏi một cái hộp. Kiều Viên Viên nói là chưa thấy qua, sau người này thấy vừa lúc Kiều Viên Viên ôm một pho tượng, nhất định là cho rằng đây là bí mật muốn tim. Hơn nữa Kiều Viên Viên chết vẫn ôm không chịu bỏ, kết quả là người này tức giận ra tay nặng. Hơn nữa người này hình như cũng biết quan hệ giữa Diệp Phàm và Kiều Viên Viên. Có lẽ là xảy ra chuyện gì cho nên ông ta dùng bỉ thuật gì đó gây ra cho Kiều Viên Viên cũng khó nói. Các chuyên gia đã kiểm tra rồi, nói là 8 phần bị cái gì đó khống chế. Nhung nói không chính xác, bởi vì người này đánh Kiều Viên Viên ngã bay trên sàn nhà nhiều lần, nhưng Kiều Viên Viên rất kiên quyết cứ ôm pho tượng không bỏ ra. Sau đó lại hỏi Tuyết Hồng mới biết, pho tượng này chính là vật đính ước mà Diệp Phàm đưa cho cô. Lúc đó đồng chí Diệp Phàm dùng tay nặn ra, nặn hai pho. Một là Kiều Viên Viên giữ, một là Diệp Phàm giữ. Không thể tưởng tượng được cao thủ này hiểu lầm trong đó có bí mật. Ôi việc này, sóng cũng chưa qua sóng mới đã đến, bảo chúng ta phải giải thích với Diệp Phàm thế nào vì chuyện này. Chúng ta rất có lỗi với hai người họ,
ngay cả người nhà hắn cũng không bảo vệ được, trong lòng tôi thấy xấu hổ. Thôi Kim Đông mắt ngân ngấn nước. Người kia đi như thế nào? Cung Khai Hà hỏi. Sau đó Lý Tùng tiến vào nổ súng, người nọ có lẽ cũng sợ súng nhưng đạn cũng không bắn trúng ông ta. Công lực của ông ta quá cao, nháy mắt đã không thấy đâu rồi. Đường Thành nói. Tấm thiệp để lại nói như thế nào? Chương 2759, có thể cứu chữa. Được Tuyết Nha cầm đi, tôi đi lúc sau đã thấy lấy mất. Tuyết Nha đi vội vàng, Tuyết Hồng nói cô về nhà một chuyến cầm thiệp đi có lẽ là hỏi ý kiến người nhà. Hôm nữa, có lẽ nhà họ Tuyết cũng sẽ ngồi không yên. Thôi Kim Đồng nói. Hừ, một đám rác rưởi. Đúng lúc này cảnh cửa phòng họp bị ai đó đá một cái làm bổn người đều giật mình. Thôi Kim Đồng đang định quát bảo vệ sao lại thế thì phát hiện Thiên Thông vẻ mặt buồn rầu, tức đến mức sủi bọt mép đang đứng ở cửa. Đường Thành vội vàng chạy ra, phát hiện hai bảo vệ có vũ trang đã bị người này đánh ngã. Có lẽ là khi đá cửa làm ngã hai người. Đồng chỉ Thiên Thông, anh làm gì thế, vô tổ chức kỷ luật quá. Thôi Kim Đồng tức giận giống lên. Kỷ luật cái con khi, kỷ luật có thể cứu bọn họ sao? Các anh nói xem, bình thường các anh được gọi là đơn vị bộ đội gì? Tinh anh của nước Cộng Hòa, tôi thấy tất cả đều là một đống ngu ngốc, rác rưởi. Chẳng những không bảo vệ được cao thủ trong đội, người ta bên ngoài đổ máu, ngay cả tính mạng cũng không tiếc, các anh đã làm cái trò gì? Hiện giờ đến người nhà của hắn cũng không bảo vệ được. Các anh làm như vậy khiến anh Hùng cũng không yên lòng đấy. Hơn nữa, ngay sau khi em gái của tôi gặp hại, các anh đã thật khiến cho người ta thất vọng. Thiên Thông mở miệng liền mắng, giọng vừa thô vừa giống như sét đánh. Làm Thôi Kim Đồng sợ tới mức vội vàng qua đóng cửa lại, may mắn phòng này là phòng cách âm, cửa có thể chống lại mấy cái đá chi là cài của hơi bị hỏng, không có tật xấu gì. Cậu ngồi xuống cho tôi. Đột nhiên, dầm một tiếng nổ vang lên, Cung Khai Hà không ngờ đập bàn, đây không phải là việc thường thấy. Khí thế của thượng tướng của TQ phát ra, ngay cả Thiên Thông nhìn qua cũng sợ đến mức lui một bước, im thít, rõ ràng khí thế vừa rồi yếu đi không ít. Tuy nhiên, vẫn muốn giữ chút thể diện, ấp úng nổi, tôi nói nào có sai. Nghe nói ban đầu các anh sắp xếp bộ đội bảo vệ bên ngoài Hồng Diệp Bảo. Sao lại thế này? Các anh không ngờ bỏ đi, chỉ còn lại cỏ ba người phối hợp với Lý Tùng thay phiên nhau bảo vệ. Nếu còn có nhiều người thì mấy chục tay sủng có cao thủ nào dám tự y tiện vào. Y cũng không phải kim cương, tôi nói có sai không? Tôi biết, các anh biết Diệp Phàm không ở đây, các anh lập tức liền mặc kệ. Đây là hành động gì, được chim quên ná, được cá quên nơm, một hành vi vong ân bội nghĩa điển hình. Thiên Thông vừa nói xong Đường Thành nghe nói muốn bật cười. Người này lý lớn không nói, lại nói có chút thú vị. Sao lại thế này? Cung Khai Hà quay đầu hỏi Thôi Kim Đồng. Việc này là do đồng chí Tây Môn Hồng tướng quân phụ trách sắp xếp. Nghe nói là bên kia có hành động đặc biệt không đủ người. Khi cử người bảo vệ Hồng Diệp Bảo cũng không phải là cảnh sát có vũ trang bình thường mà là bộ đội giống như báo săn, thân thủ mỗi người đều đạt nhị đẳng đỉnh giai. Thôi Kim Đồng vẻ mặt khó coi, yên mặt có tia xấu hổ. Tôi nói có đúng không? Mục đích của các anh đừng cho là tôi không biết, còn không phải là đưa những người này đi chỗ khác muốn gần quan được ban lộc. Không phải là muốn Diệp Phàm lúc nhàm chán có thể tùy tiện dạy bọn họ chút kỹ năng sao? Hơn nữa, các anh đem nhiều cao thủ nhị và tam đẳng đỉnh giai đến, trong đó còn có một mục đích là muốn Diệp Phàm giúp các anh lựa chọn nhân tài. Hiện giờ Diệp Phàm là người đã chết, chúng ta lập tức liền phủi tay chạy lấy người rồi. Thiên Thông tôi nói các anh vong ân phụ nghĩa không sai chút nào, tôi nhổ vào. Mẹ kiếp, đều không ra cái gì cả, Thiên Thông lại đầy mạnh mẽ. Lập tức gọi điện thoại cho Tây Môn Hồng cho tôi. Cung Khai Hà tức giận môi có chút phát run. Tướng quân Tây Môn hiện giờ đang chỉ huy hạm đội Đồng Hải ở gần Thái Bình Dương tìm tung tích của hắn, còn chưa về tổng bộ. Thôi Kim Đồng nói. Chuyển được. Cung Khai Hà hừ hai tiếng. Một thượng tá đứng bên cạnh là thư ký chuyên trách của Cung Khai Hà, lập tức lấy ra một chiếc điện thoại đặc biệt. Không lâu cung kính đưa cho Cung Khai Hà. CSK sau khi nhận lấy điện thoại một hồi xong cúp máy. Tức giận đập điện thoại lên bàn mắng. Dương Quốc Đào ơi là Dương Quốc Đào, anh thật đúng là gây sự, lần này bất kể như thế nào tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Tôi đã từng nói người này không đồng lòng với chúng ta, nên đá ra ngoài từ trước. Mẹ kiếp, hóa ra là y làm. Tuy nhiên, việc này là do tướng quân Tây Môn phụ trách, có liên quan gì đến người làm công tác tư tưởng chính trị như y?
Lý Khiếu Phong hừ một tiếng hỏi. Y nói mấy cán bộ này tư tưởng chưa ổn định, hơn nữa trong đó có một nửa đều là tổ đặc nhiệm A chọn phái là những người hoàn hảo. Thậm chí nếu tốt có thể chính thức gia nhập đội, cho nên trước tiên phải tiến hành giáo dục đối với họ. Bởi vì đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A đều là tinh anh, không phải đội viên chính thức bộ đội bên ngoài cũng là tinh anh, không thể buông lỏng việc giáo dục tư tưởng đối với bọn họ. Hơn nữa, báo săn cũng cho y rút một nhóm người đến trường đảng trong tổ chúng ta học tập. Không thể tưởng tượng được trong lúc mấu chốt này không ngờ xảy ra chuyện. Việc này đồng chí Tây Môn Đông Hồng cũng quá là không báo cáo với tôi. Lát nữa tôi sẽ yêu cầu y báo cáo. Cung Khai Hà vẻ mặt ngây ra nói. Muốn làm công tác tư tưởng chính trị, mỗi ngày làm những việc đó thì có dám để dùng. Có thể làm thành cơm ăn sao, có thể tăng mạnh thực lực của tổ đặc nhiệm A sao. Tất cả đều là những lời nói suông vô nghĩa. Cậu lại nhảy ỉ cho tôi. Cung Khai Hà ngăn, nói. Công tác tư tưởng là bắt buộc, hơn nữa, không thể chậm trễ, phải không ngừng giáo dục, chỉ có như vậy mới có thể rèn luyện tâm tính. Đồng chí Quốc Đào xuất phát là tốt, tuy nhiên nếu coi đây là súng thì dùng hơi quá. Tôi thấy căn bản chính là y có ỉ sầu, coi đây là mánh lói, đơn giản không phải là muốn mở rộng lực ảnh hưởng của y trong tổ đặc nhiệm A sao. Y vẫn cho là chúng ta xa lánh y, chúng ta nào có như vậy. Cho nên y muốn tăng mạnh lực ảnh hưởng của mình, do đó tăng cường ảnh hưởng trong đội. Đơn giản chính là tăng tiếng nói thôi, tuy nhiên, y làm như vậy không có gì đáng trách. Nhưng không thể tùy tiện lấy người đi, cái này là thế nào loạn rồi. Thôi Kim Đồng cũng hừ lạnh nói. Việc này không cần bàn nữa, tôi về xong sẽ báo cáo. Cung Khai Hà khoát tay, nhìn Thiên Thông một cái hỏi. Ý của cậu là gì? Ông hỏi tôi hỏi ai? Thiên Thông tức giận hừ một tiếng xoay người đi vừa nói. Tôi muốn gặp em gái và chị dâu, cũng không có gì nói với lũ sâu bọ các anh. Sâu bọ ở đâu? Vừa mới mở cửa, một giọng nói vang lên ở lối đi. Vâng ủy viên Kiều, đây là chúng tôi nói đùa. Thiên Thông vội vàng cười, gã lên tiếng chào hỏi rồi nhanh chóng lẻn mất. Gã có chút sợ cán bộ cao cấp đấy, ủy viên Kiều, mời ngồi. Cung Khai Hà đưa hai tay về phía trước, tuy nói Cung Khai Hà cũng là cán bộ cấp phó nhà nước nhưng Kiều Viễn Sơn người ta là ủy viên quân ủy, hơn nữa phụ trách công tác của ban tổ chức trung ương, cấp bậc cao hơn một điểm rồi. Tôi vừa từ chỗ Kiều Viên Viên về đây, đã điều tra rõ sự việc chưa? Kiều Viễn Sơn cũng ngồi xuống hỏi. Việc này kính xin ủy viên Kiều yên tâm, chúng tôi tuyệt đối giải quyết tốt. Tuy nhiên, trong đó có một số vấn đề không tốt. Cung Khai Hà nghiêm một cái nói. Vậy được, các anh giải quyết tốt sau đó có thể trực tiếp nói với tôi một tiếng, tôi có việc đi trước. Kiều Viễn Sơn cũng không nói nhiều đứng lên đi. Ông ta cũng biết, trong chuyện này liên quan đến bí mật quốc gia, mặc dù là cán bộ cấp như ông việc không nên hỏi cũng không thể hỏi. Ôi, việc này, Thôi Kim Đồng nhìn bóng ủy viên Kiều có chút buồn bã khuất ở góc hành lang. Phía trước có chiếc thuyền, chúng ta có thể cứu chữa. Tiếng Đế Thiết hét lên. Diệp Phàm và Bỉ Á Lạc Phu giống như bừng tinh trong mộng, rụi rụi mắt lập tức mừng giờ. Cách đó khoảng 5-6 hải lý chắc chắn có thuyền, nhìn có vẻ nhỏ, có lẽ là thuyền cá khoảng 1.000 tấn. Nhanh chóng cầu cứu. Diệp Phàm hét lên, bởi vì không có đạn tín hiệu nên ba người đành dùng nội khí để hét lên. Người ứ ên thuyền vừa nghe lập tức có mấy người chạy lên bong thuyền. Vừa thấy thuyền hướng về phía bè gỗ của mấy người Diệp Phàm. Tuy nhiên, khi thuyền đến gần Diệp Phàm cảm thấy mấy người đó ăn mặc có chút kỳ quái, giống như trong phim cướp biển vùng Caribe. Hai người còn lại cũng thoáng nhìn nhau. Mẹ kiếp, bây giờ còn có người đóng giả cướp biển để lừa người nừa, thật đúng là điên. Đế Thiết cười lớn. Không chừng đúng là cướp biển, chúng ta cẩn thận một chút. Cậu xem hình như có người cầm súng. Nếu như thuyền đánh cá sao có súng? Bỉ Á Lạc Phu có chút lo lắng, đề phòng. Thật ra Diệp Phàm đã cảnh giác từ trước. Các anh ở đâu? Có người cầm loa hét lên bằng tiếng Anh. Chúng tôi đi du lịch, gặp gió lốc bị chim thuyền. Chương 2760, phát tài rồi. Mẹ kiếp, thật đúng là gặp cướp biển rồi. Đây chẳng lẽ là đang đóng phim? Đế Thiết nói thầm một câu, ba người thoáng nhìn nhau, Diệp Phàm hô. Nổ lên. Ba người đồng thời từ trên bè gỗ bùng nổ lên, tốc độ kia làm tên trên thuyền cầm thấy hoa mặt, sầm mặt. Diệp Phàm đã nhảy lên trên cao chừng 20 mét trong nháy mắt đã đến trên thuyền. Tiểu Lý đao giải ra, lập tức ba tay cầm súng liền ngã xuống.
mà bị Ả Lạc Phu và Đê Thiết bàn lĩnh không kém Diệp Phàm. Tuy nhiên, hai người cũng không chậm, nhảy lướt qua chừng 30 mét lặn xuống biển, không lâu giống như cá ló đầu vịn cạnh leo lên thuyền. Đế Thiết tát một cái đã làm cho tên canh ở mép thuyền ngã xuống biển sâu. Bị Á Lạc Phu cũng không phái người lương thiện, bóp chặt đầu một tên béo vặn vẹo, rắc một tiếng tên kia phun huyến đầu xoay tròn bay lên không trung chừng 10 mét. Chúng tôi là cướp biển, tất cả dừng tay nếu không thì sẽ chết hết. Trong khoang thuyền có người cầm súng vừa chạy lên vừa hét lớn. Ba người như lang hổ căn bản là không để ý đến người này. Cướp DP biển, bố là Lỗ Tân Tốn. Diệp Phàm rông lên một tiếng, bốp bốp mấy cái dưới đùi, máu tươi một ập tức phun ra. Mười mấy tên trên khoang thuyền trong thời gian vài phút đã giải quyết xong. Còn người vừa chạy ỉ ên, bị Diệp Phàm đá cho một cước đạp ra. Lại giết chết ba người. Đúng lúc này, Đê Thiết đang định đá vào đầu một tên thì tên này hét lớn. Hạ thủ lưu tình, tôi có bản đồ. Bản đồ, sao không nói sớm? Đê Thiết thu chân lại, một cái tát làm tên này choáng ngã xuống. Diệp Phàm điểm huyệt làm tên này người mềm nhũn, ba người lục soát toàn bộ thuyền, phát hiện tuyệt đối không có người sống mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Đế Thiết chạy đến phòng bếp làm một ít đồ ăn, ba người ăn một chút mới thở ra. Ăn no ấp bụng muốn dục vọng, nhưng lời này nói không sai. Ba người sau khi ăn xong mới nhìn lại tên kia, phát hiện cách ăn mặc của người này thật đúng là phong cách, quần áo rách, đôi giày trên chân không ngờ được bọc bên ngoài bởi một lá sắt, giày này, tuyệt đối có thể chống đạn. Đê Thiết dùng một chậu nước làm cho người này tỉnh lại, tên kia ngáp một cái tỉnh lại. Mày tên là gì? Diệp Phàm hỏi. Đại Hiệp, tôi là Uy Xe G. Uy Xe G nói. Mày là thuyền trưởng. Diệp Phàm có chút khinh thường hừ một tiếng. Không phải thuyền trưởng, anh ta bị các anh ném xuống biển rồi, tôi là quân sư. Uy Xe G nói rõ ràng còn có chút đắc ý. Quân sự, một đám cướp biển như chủng mày còn tự coi mình là quân đội chính quy có phải không? Còn quân sư cái dám gì? Đế Thiết cười thiếu chút nữa gãy lưng. Bị Ả Lạc Phu khá quan tâm đến việc này. Các anh phải thề không giết hoặc làm tôi bị thương. Uy Xê G nói. Tôi thề với danh nghĩa Thượng Đế. Đế Thiết làm dấu hiệu thánh giá thề, Diệp Phàm và Lạc Phu cũng thề. Không được, phải đợi sau khi tôi rời thuyền sẽ nói cho các anh biết. Các anh đều là đại hiệp, sẽ không sợ tôi lẻn đi có phải không? Uy Xê G thật sự có chút giảo hoạt. Không thể nào dễ bị lừa. Nể mặt mày mà không biết xấu hổ, mày còn định đòi cái gì? Đê Thiết cô kiên nhẫn được nữa, tát một cái làm người này ngã lăn ra đất, nửa mặt lập tức sưng như lợn. Từ đã, anh ta cô nói cũng đúng, để tôi thăm dò. DP khoát tay ngăn cái tát còn lại của Đê Thiết. Hẳn cười khan một tiếng, giơ tay vuốt vẻ vài cái trên người Uy Xe G. Vài tiếng xương răng rặc vang lên. Cô lâu... Cả người Uy Xê G giống như động vật nhuyễn thể, đau đến mức nhe răng nhếch miệng, cả người đều ướt đẫm. Anh ta nói không nên lời, mắt cũng chảy máu. Ngoài ra hai chân hai tay đều đang giãy giụa, giống như một con rắn. Ngay cả Bi Á Lạc Phu và Đê Thiết nhìn thấy thế cũng run rẩy. Tôi nói, Uy Xê G hét lớn. Cuối cùng khai ra chỗ để bản đồ, lật lưng người này lại, một tấm da dê cũ nát không ngờ khâu lại sau lưng người này. Đê Thiết bất chấp tất cả. Xé ra, Uy Xê G lập tức hét lên, sau lưng đầy máu tươi. Có lẽ anh ta ép sau lưng đã lâu dính cả vào da thịt. Bản đồ tương đổi chiều tượng, bên trên còn đầy máu, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không hiểu. Mà chất liệu bản đồ hẳn là da dê. Bản đồ của cậu hình như không chỉ một cái này đi. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng nhìn hừ nói. Thật ra, tôi cũng không rõ, đây là tôi lấy ra từ phòng một thủ lĩnh cướp biển chúng tôi bị giết. Cho đến giờ chúng tôi vẫn tìm kiếm, chỉ có điều mười mấy năm vẫn không thấy. Tuy nhiên, thật sự có truyền thuyết về bản đồ này. Tôi nghĩ, đã có một tấm bản đồ như vậy chắc chắn có bí mật. Uy Xê G nói, thủ lĩnh cướp biển kia tên là gì? Trước kia cướp bóc ở đâu? Diệp Phàm hỏi, đối với bản đồ cổ ba người đương nhiên càng hứng thú. Cướp biển vùng Caribe nổi tiếng toàn thế giới rồi. Nếu quả thật có bản đồ cổ, ba người chắc chắn có thể giàu so sánh với Bill Gates. Bọn họ gọi anh ta là rắn biển, tên thật là gì thì không ai biết, bởi vì người này tâm địa còn độc hơn rắn biển, cho nên gọi là rắn biển. Bọn họ thích nhất chính là biển Caribe. Đây là khu vực biển từ Bắc Mỹ đến khu vực Đông Nam, biển xanh, ánh nắng tươi đẹp, mặt biển trong suốt như thủy tinh.
Nghe nói thế kỷ 17, nơi này là đường giao thương từ châu Âu đến châu Mỹ. Cho nên, lúc đó hoạt động hải tặc rất hung hăng ngang ngược, không chỉ tấn công thương nhân, thậm chí bao gồm cả hạm đội Hoàng gia Anh. Mà giản biển còn rất kiêu ngạo, ngông cuồng tự cao tự đại, thường xuyên phải nói theo tổ tổng truyền, làm một cướp biển nổi tiếng. Sau đó để cả thế giới ngưỡng mộ y. Cho nên, có người đoán y không phải có phải cướp biển nổi tiếng rất không. Mà rắn biển còn đóng một con tàu dì ổng như tổ tiên Hắc Chân Châu Hào. Tuy nhiên, đến chết cũng không thể hoàn thành mục tiêu này. Uy CG nói, thật đúng là có cướp biển Caribe, xem ra, ong phim ảnh cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Đế Thiên Hào hứng kêu lên. Không có lửa làm sao có khói, đề tài của điện ảnh và truyền hình phải có cơ sở. Thực thế, nếu không, liền biến thành vô căn cứ. Lạc Phu cũng không hứng thú thật. Y chết như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Khổng rõ ràng, tôi đoán là y chết trong một cuộc chiến đấu. Bởi chứ ngay lúc đó người đứng thứ hai là Richard dã tâm cũng rất lớn. Có lẽ là y bí mật ra tay. Chẳng qua thi đấu rắn biển đã chết, cũng không ai ra mặt vì y. Uy CG nói. Mẹ kiếp, thật đúng là cướp biển Caribe. Nghe kể cướp biển nổi tiếng rách ngày xưa cũng bị tên phó phản bội. Thật sự tà mồn cũng có thú vị. Đế Thiết vừa lắc đầu vừa cười nói. Richard lúc này ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Không rõ lắm, hẳn là vẫn ở vùng duyên hái Caribe đi. Uy CG nói. Thuyền của các anh lớn như vậy, anh khổng định nói với chúng tôi là không kiếm được cái gì chứ? Lúc này bị Á Lạc Phu lạnh lùng xem vào một câu, Đế Thiết hai mắt cũng sáng lên, nhìn chằm chằm Uy CG giống như gã là một đống vàng. Chúng ta xui xẻo, trước kia cướp được một ít đồ, nhưng ăn nhanh hơn. Bình thường chúng ta đều chạy trốn chết. Cướp biển được tiền xong sẽ lên bờ để ăn chơi, tất cả đều nhét hết vào đàn bà. Hết tiền lại rời bến đi chém giết. Cho nên, cũng không có tiết kiệm được khoản nào, hơn nữa, lần này là chúng tôi vừa mới tiêu hết tiền rồi ra biển, còn chưa gặp đối tượng để ra tay. Bây giờ làm cướp biển không dễ dàng, các eo biển trước kia hoạt động rất tốt nhưng hiện giờ thì không dễ. Liên Hiệp Quốc đã tổ chức các hạm đội thay nhau canh giữ. Trang bị của chúng tôi sao có thể thắng được họp, ngay cả máy bay trực thăng bay chúng tôi đã sợ đến mức tẻ ra quần. Chương 2761, số 1 chiêu kiến. Bay bay. Đế Thiết giơ tay lên một chưởng đánh tới, bè gỗ kia chìm luôn xuống biển. Xa xa còn truyền đến tiếng mắng ác độc của Uy CG. Tuy nhiên, ba người cũng không so đo với y, với người chết thì có cái gì, việc này cũng không nên. Xui xẻo, chỉ kiếm được chút ít. Còn chưa đủ chúng ta xỉa răng. Đế Thiết mắng một câu. Đối với việc lái thuyền ba người đều là cao thủ. Những cao thủ này của tổ đặc nhiệm A, kỹ năng cơ bản là lái các phương tiện giao thống. Máy bay, ô tô, thuyền đều phải học một chút. A380 không thể lái nhưng máy bay hạng nhỏ thì phải biết lái mới được. Ô tô, xe tăng đương nhiên là phải thạo. Còn tàu thuyền, tàu sân bay không cần nói nhưng tàu đánh cá vẫn có thể làm được. Ba người định vị xong nhằm thẳng vào bờ. Còn bản đồ cổ kia, Diệp Phàm dùng đao chia làm ba phần, ba người hẹn khi nào có thời gian cùng liên lạc đến biển Caribe tìm hiểu, phương tiện liên lạc đương nhiên là điện thoại. Đương nhiên, ba người đều có số cầm tay, số này cũng không thể hiện cái gì. Khi khó khăn ba người có thể đồng lòng, một khi rời thuyền về nước lại là đối thủ thậm chí khi có nhiệm vụ còn là địch. Viên Viên cuối năm nay là ngày chúng ta kết hôn, em trời anh sẽ về. Diệp Phàm đứng ở đầu thuyền nhìn ra biển rộng, cảm xúc dạt dào. Hắn hát vang khúc Mãn Giang Hồng, ngay cả Đế Thiết và Bỉ Á Lạc Phu nghe xong cũng vỗ tay. Trong lòng tự nhủ, thằng nhóc này đúng là quyến rũ. Ngày 18 tháng 1 còn cách Tết Nguyên Đán 10 ngày. Cung Khai Hà rõ ràng gầy đi rất nhiều. Ông ta nặng nề nâng bút gạch lên tường một con số nữa, Lý Khiếu Phong nhìn ông ta viết. Hơn nửa năm rồi, gần 200 này, thằng nhóc. Cho dù chết thì cũng phải báo mộng cho lão Lý tôi chứ, không thể để tôi đem cái này vào núi Bát Bảo chứ. Lý Khiếu Phong thở dài, dí đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn. Lão Lý, họp thôi. Cung Khai Hà nói một câu, nhanh chóng bước về phía phòng họp. Trong phòng họp, cũng có chút nặng nề, các vị ủy viên đều đến rồi. Tuy nhiên, Dương Quốc Hào không có mặt. Bởi vì, người này đã được điều đến đại quân khu đảm nhiệm phó chủ nhiệm chính trị, chuyên làm công tác chính trị. Ông ta thích công tác tư tưởng hiện giờ có thể thoải mái. Người nhận chức của ông ta còn chưa quyết định cho nên,
lúc này vị trí này do Lý Khiếu Phong tạm thời giữ. Cung Khai Hà nhìn thoáng qua vị trí của Diệp Phàm, thở dài. Đầu tiên ông ta rút ra một điếu thuốc, Tây Môn Đông Hồng bên cạnh nhanh chóng bật lửa. Đông Hồng, anh cũng từ ngoài trở về, trong tổ đã cho anh nghỉ nửa tháng sao anh vẫn đến đây? Cung Khai Hà giọng khàn khàn nói. Ở nhà cũng không ở được, ngồi đây an tâm hơn một chút. Tây Môn Đông Hồng cố cười nói. Đều đã rút lui, ôi, tất cả đều đã rút lui. Bao gồm cả đội quân ở Thái Bình Dương. Tây Môn Đông Hồng thở dài. Bụi về bụi đất về đất rồi. Đới Thành cũng thở dài, ánh mắt có cảm giác rất mênh mông. Các đồng chí, chúng ta phải tỉnh lại, đảng và đất nước đang nhìn chúng ta. Cung Khai Hà vừa nói đến đây thì rầm một tiếng thật lớn vang lên. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trương Hùng vội vàng bước vào. Không chú ý nên đập cả vào cửa. Cung Khai Hà lập tức nhíu mày, đang muốn phê bình cậu ta vài câu sao liều lĩnh như vậy, không nhớ quy định gì cả. Tuy nhiên, Trương Hùng vẻ mặt vui mừng hét lớn. Báo cáo các vị thủ trưởng, có tin tức mới nhất, vừa nhận được điện thoại của đồng chí Diệp Phàm, hắn đang ở. Có phải tự hắn gọi điện thoại không? Có phải không? Không thể tưởng tượng được KLP, Cung Khai Hà và một số ủy viên đều đồng thời đứng lên hỏi. Theo đồng chí Triệu Thanh Ngọc nói thì là đồng chí Diệp Phàm gọi điện, nói là cái gì cũng hỏng rồi, đồng chí Diệp Phàm đầu tiên là gọi cho Vương Nhân Bàng, anh ta gọi đến đây. Trương Hùng vẻ mặt vui mừng hét lên, chỉ có thể nói là hét lên. Ha ha ha, có người cười vang. Tôi nói rồi, thằng nhóc sao có thể dễ dàng như vậy, gọi gọi. Lý Khiếu Phong cười to, đập rầm rầm trên bàn họp, tuy nhiên, kỳ lạ chính là Cung Khai Hà cũng không để ý, ông ta cũng đang có ý này. Nhất thời mọi người đều vui mừng. Lấy bình Mao Đài đến đây cạn một chét. Cung Khai Hà nói. Không, mở 7 bình, đúng rồi 8 bình, Trương Hùng cũng uống một lọ đi. Cung Khai Hà nói. Không lâu, Mao Đài được mang đến. Phòng họp lập tức biến thành tiệc rượu. Trên bàn đồ ăn không có, các tướng lĩnh cao cấp đều uống rượu suông. Cuối cùng khẽ đếm chai, hai nhân viên gác ngoài cửa âm thầm líu lưỡi. Những lão già này không ngờ 7-8 người uống hết 23 bình Mao Đài. Chia đều thì cũng là mỗi người hơn 3 bình, đó là thế nào? Lập tức cử người đón Diệp Phàm về đơn vị. Cung Khai Hà đập một cái như phát ra mệnh lệnh, thư ký bên cạnh nhanh chóng đi ra ngoài truyền đạt. Mau báo cáo với thủ trưởng một chút, tiểu cung, cậu điên rồi, sao có thể quên được? Đến lúc đó ông ta sẽ trách cậu. Lý Khiếu Phong bình tĩnh lại cười trêu. Không xong, thật đúng là đã quên việc này. Cung Khai Hà lập tức liền rút ra chiếc điện thoại màu đỏ. Sau khi cúp điện thoại, Cung Khai Hà ra lệnh. Thủ trưởng số 1 chỉ thị lập tức cử máy bay đi đón Diệp Phàm về. Gửi thông điệp cho đại sứ quán để phối hợp, phải đảm bảo an toàn cho đồng chí Diệp Phàm, phải chú ý giữ bí mật. Đúng rồi, thư ký Phí không phải đang phỏng vấn ở đó sao, nếu không thông báo cho cậu ta một chút. Đới Thành nói. Không cần phải nói nữa, mục tiêu của cậu ta quá lớn. Cung Khai Hà lắc đầu. Máy bay chiến đấu gào thét trên bầu trời. Tuy nhiên, máy bay này cũng không phải máy bay quân dụng mà là máy bay dân dụng. Mười mấy người ngồi trên đó, giống như thương nhân thuê máy bay riêng vậy. Buổi tối, máy bay hạ cánh xuống sân bay quân dụng. Cung Khai Hà và tất cả các ủy viên đều đứng dưới, sau đó đến mấy người Đường Thành. Tất cả lãnh đạo sân bay quân dụng đều đứng ở phòng ngoài cách xa đó, không thể nhìn trộm vì đây là bí mật quốc gia. Mấy vị lãnh đạo sân bay cũng âm thầm buồn bực. Trong lòng đều thầm nói không biết nhân vật thần bí nào khiến cho chủ nhân như họ cũng phải tránh xa. Mẹ kiếp, cũng không coi chúng ta ra gì rồi. Thật ra, không cần cách ly cũng không việc gì, bởi vì Diệp Phàm cũng không phải xuất hiện với tướng mạo bình thường. Đương nhiên vì đề phòng nên phải chú ý. Cậu chịu khổ rồi. Cung Khai Hà thân thiết ôm lấy Diệp Phàm thật lâu không muốn rời. Khụ khụ, tôi nói nhé tiểu cung, cậu ôm đủ chưa, cũng không phải là phụ nữ. Để tôi ôm cậu ta một cái, xem cậu ta có gầy không. Lý Khiếu Phong nói Cung Khai Hà có chút xấu hổ, buông ra. Diệp Phàm bị mỗi ủy viên ôm một phen, trong lòng cũng cảm động. Tuy bình thường các ủy viên cũng có xung đột nhỏ, nhưng mọi người đều đồng lòng. Máy bay trực thăng đi thẳng đến quân y viện. Đây là ý của Cung Khai Hà, trước tiên phải kiểm tra sức khỏe, nhiệm vụ sau hãy nói. Kiểm tra xong mọi người có chút giật mình, tuy vết thương trên người không ít. Nhưng cơ thể không ngờ hình như mạnh hơn ban đầu. Diệp Phàm biết,
đây là tác dụng của máu rắn kia. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng thầm quan sát, Đế Thiết và Bỉ Á Lạc Phu hình như cũng đột phải để 11 đẳng khai nguyên rồi. Tuy nhiên, vẫn bị Cung Khai Hà ép ở lại bệnh viện 2 ngày. Vốn Cung Khai Hà nói là nửa tháng, nhưng Diệp Phàm kiên quyết không chịu. Thật ra, Cung Khai Hà muốn trong mấy ngày này tìm cơ hội thuận lợi en soi chuyện Kiều Viên Viên. Chỉ có điều, không thấy tiện mở miệng. Trạng vạng ngày thứ 3, cũng là ngày Diệp Phàm xuất viện. Cung Khai Hà lại tới. Tổ trưởng Cung, anh dặn dò là được sao phải tự mình đến đây? Gần đây công tác của tổ bận rộn như vậy, tôi sẽ tự làm thủ tục xuất viện. Diệp Phàm còn cảm thấy cảm động, hắn nhìn Cung Khai Hà một cái hỏi. Điện thoại di động của tôi giải quyết xong chưa, còn thẻ đã xử lý xong chưa? Của cậu. Cung Khai Hà không nói hai lời ra hiệu cho thư ký Điền, thư ký Điền đưa ra một chiếc hộp tinh xảo. Dùng thế nào cậu biết rồi, tuy nhiên, đây là thế hệ mới nhất, thay đổi cũng không lớn, bên trong có hướng dẫn cậu đọc sẽ hiểu. Cung Khai Hà nói xong nhìn ra bên ngoài nói. Hơn 5 giờ, chúng ta ăn cơm trước ăn xong còn có chút tâm sự được chứ? Việc này, mấy anh em của tôi nói muốn đón tôi đi tẩy trần một chút. Ha ha, đã lâu không gặp, họ trách đấy. Hơn nữa, tất cả mọi người nói, lần này đại nạn không chết tất là hạnh phúc cuối đời. Tuy nhiên, anh yên tâm, tôi đến tổng bộ chào hỏi với Vương Nhân Bàng, cũng không nói với những người khác. Chưa tính là trái với tổ chức kỷ luật đúng không? Cho nên, tổ trưởng Cung, bữa cơm của anh thì thôi, nếu không tối tôi ăn cơm xong đến tổng bộ báo cáo với anh được không? Diệp Phàm thản nhiên cười, tuy nhiên trong lòng cảm thấy hơi lạ. Ăn cơm uống rượu với anh em là nên thế, tuy nhiên, không vội thì ở lại, chúng ta giải quyết công việc đã. Chuyện của cậu thủ trưởng muốn đích thân nghe báo cáo. Cậu cũng đừng quên, bí thư đảng ủy tổ đặc nhiệm A chúng ta là thủ trưởng số 1, tôi chỉ là phó bí thư đảng ủy, kiêm tổ trưởng thôi. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Vâng, vị kia muốn nghe. Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Cậu nghe không hiểu sao, cậu bảo ai mới có thể đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy tổ chúng ta. Cung Khai Hà còn tưởng hắn giả ngốc, trách. Rất xin lỗi, gây chuyện ầm ĩ rồi, tôi đáng chết. Diệp Phàm vỗ vỗ đầu, đứng nghiêm một cái. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ cùng ăn cơm với đồng chí Cung Khai Hà. Ha ha ha, Cung Khai Hà cười. Tuy nhiên, ngồi vào trong xe sau khi Diệp Phàm càng nghi ngờ, bởi vì xe nhằm hướng ra ngoại ô. Hơn nữa, con đường này hình như đã từng đi qua một lần. Tuy nhiên, có lẽ là thời gian quá lâu Diệp Phàm cũng cô nhớ gì cả. Một giờ sau, xe dừng lại một tòa nhà nông dân bình thường. Hai người đi tới, trong lòng Diệp Phàm cả kinh, cảm thấy có chút gì đó. Diệp Phàm có thể khẳng định, hai người này chắc chắn là một trong những nhân viên của Lang Phá Thiên. Chương 2762, lại một tai to mặt lớn nữa đến. Hai người rất nghiêm túc kiểm tra xong mới phất tay cho đi. Xe vào trong sân nhà dừng lại trước một vườn cây, DP phát hiện bên trong đã dừng một chiếc xe Hồng Kỳ công vụ. Chẳng lẽ là lần trước ở căn nhà này, Diệp Phàm thầm kinh ngạc, cũng cô nói gì, đi theo Cung Khai Hà vào viện. Khu trang trại này bên ngoài trồng rất nhiều cây ăn quả, đi vào bên trong lối vào thấy hai cảnh vệ mặc thường phục khác. Hai người lập tức cúi chào Cung Khai Hà. Tuy nhiên, mặc dù là người biết Cung Khai Hà là thủ trưởng nhưng vẫn kiểm tra một chút giấy chứng nhận mới cho đi, bởi vì đây là vấn đề trình tự. Ngài là thủ trưởng của vị này. Đột nhiên một trong những người đó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm sửng sốt sau đó nghĩ lại cười nói. Hóa ra là các cậu. Bởi vì trước kia Diệp Phàm có lần phối hợp với Lang Phá Thiên tham gia công tác bảo vệ Quốc Khánh đã gặp hai người này. Hai người là nhân viên hỗ trợ công tác của Diệp Phàm. Giờ này có người nhận ra Diệp Phàm. Bởi vì đang là mùa đông, thời tiết miền Bắc rất khá. Cho nên, lần này trực tiếp đi vào cửa ngôi nhà nông dân. Phát hiện trong phòng khách bày một bàn bát tiên, Diệp Phàm vừa thấy người ngồi trên ghế salon đang định chào hỏi, Cung Khai Hà đã đứng nghiêm chào, Diệp Phàm cũng không chậm chào hỏi theo. Đồng chí Diệp Phàm vất vả rồi. Đường Hạo Đông vẻ mặt tươi cười bắt tay Diệp Phàm, hơn nữa còn giơ tay ra vỗ vỗ tay Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay này. Vì nhân dân phục vụ không khổ cực. Diệp Phàm thu tay lại sau đó nghiêm đáp rất vang dội. Ngồi đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ tịch Đường chỉ vào bàn bát tiên nói, bên này, hai nhân viên phục vụ bưng nước để Diệp Phàm và Cung Khai Hà lau mặt. Sau đó hai người ngồi hai bên bàn.
đến giờ ăn cơm rồi, đã tới chậm. Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng cười sang sảng, chủ tịch Đường ngồi im, Diệp Phàm và Cung Khai Hà vội vàng đứng lên. Ngồi một chút, buổi tối tôi còn muốn bị phạt, mời hai cậu phạt, trước tiên cạn ba chén. Người vừa nhậm chức phó chủ tịch quân giới không lâu đồng chí Lâm Giang Trung tươi cười bước đến. Bởi vì đồng chí Tần Chí sức khỏe không tốt, không thể đảm nhiệm nên xin lui về tuyến 2. Cho nên Lâm Giang Trung có cơ hội thăng chức. Đừng nghe ông ấy nói hay, đã nhìn thấy hầm rượu lâu năm của chúng ta. Rượu phạt này là âm mưu của ông ta, không ổn, không ổn. Chủ tịch Đường cười ha hả. Lâm Giang Trung hình như bị vạch trần tâm sự, xin lỗi cười khan một tiếng nói. Không phải keo kiệt như vậy có phải không? Thật vất vả trong mong đến chỗ có vỏ rượu ngon này, nếu không phải đồng chí Diệp Phàm và đồng chí Cung Khai Hà đến có lẽ chủ tịch Đường không lấy ra. Lâm Giang Trung rửa tay xong ngồi xuống đối diện chủ tịch Đường, Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng quan sát phát hiện người này trán đầy đặn, mà mũi giống như đao gọt. Người này lập nghiệp từ bộ đội dã chiến, từ một trinh sát viên đi đến vị trí ngày hôm. Trong đó tham gia nhiều cuộc chiến tranh, ví dụ như cuộc chiến tự vệ, cuộc chiến trên biển phía Nam, thật sự là người lăn lộn từ cơ sở lên tướng lĩnh cấp cao. Mà cha của Lâm Giang Trung là lão thành cách mạng, là người có công khai quốc. Dưới sự phân hình của đôi mắt ưng phát hiện khí cơ học của Lâm Giang Trung vô cùng mạnh mẽ. Theo những tổng kết của Diệp Phàm về đôi mắt ưng, hẳn là chứng tỏ khí huyết của người này rất mạnh, rất vững chắc. Hơn nữa, Diệp Phàm thầm kinh ngạc phát hiện có rất nhiều bí mật. Bởi vì hắn phát hiện, khí tràn ra từ Lâm Giang Trung giống như Đường Hạo Đông. Hắn lặng lẽ nhìn Đường Hạo Đông một lần. Lập tức ánh mắt hơi đau nhức, vội vàng tránh đi. Trong lòng tự nhủ nghe nói có một số nhân vật lợi hại thì khí tràn ra từ họ có thể dọa người. Khí chất của chủ tịch Đường thật đáng sợ. Mà khí cơ của Lâm Giang Trung cũng không khác mấy, Diệp Phàm cùng cảm giác mắt hơi đau, hơn nữa, khí cơ của hai người đều không rõ. Hình như là không để người khác nhìn thấu, chỉ có thể có cảm giác mông lung thôi. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn cảm giác được sóng khí của hai người có phần tương tự. Trong lòng lại cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hai người này hợp nhau, tức là cùng một phe. Để kiểm chứng, Diệp Phàm lặng lẽ quan sát khí cơ của Cung Khai Hà. Phát hiện khí cơ của Cung Khai Hà cũng không phải kém so với Lâm Giang Trung, thậm chí càng mạnh hơn. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác ánh mắt như bị đâm, vội vàng tránh. Trong lòng có chút nghi ngờ về tác dụng phân hình của đôi mắt ưng. Theo lý thuyết thì khí cơ của Đường Hạo Đông phải mạnh hơn Cung Khai Hà mới đúng. Thứ nhất vì chức vụ của hai người họ Cung Khai Hà không thể bằng được, sao Cung Khai Hà lại mạnh hơn một chút? Nghĩ một chút, Diệp Phàm cũng nghĩ ra một điều, có lẽ do Cung Khai Hà là cao thủ. Diệp Phàm lúc sờ nếp mới nhớ tới so sánh khí cơ của ba người thì Cung Khai Hà linh hoạt sắc bén và mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ là sát khí của cao thủ rồi. Chỉ có điều... Diệp Phàm phát hiện khí sóng của ba người này hiện lên dưới đôi mắt ưng của hắn có hai phần tương tự. Chính tỏ, Cung Khai Hà Lâm Giang Trung đều là một trong những đại tướng dưới quyền của Đường Hạo Đông. Diệp Phàm, ngơ ngẩn cái gì vậy, Lâm tướng quân đã phạt ba chén cậu cũng không tỏ vẻ một chút. Đúng lúc này giọng Cung Khai Hà như sấm truyền đến. Diệp Phàm chấn động, vừa rồi không để ý, hắn đứng lên, ngại ngùng cầm chén nói. Chủ tịch Đường, tiểu Diệp trước tiên kính ngài một ly. Chén này của cậu tôi uống. Chủ tịch không ngờ đứng lên, dọa Diệp Phàm vội vàng mời chủ tịch Đường ngồi xuống đừng đứng. Tôi đứng là vì đất nước, chén rượu này tôi đại diện cho đảng và nhân dân, đại diện cho đất nước cảm ơn đồng chí Diệp Phàm chịu khổ cực. Chủ tịch Đường nói hơi ngửa đầu uống hết chén rượu. Chủ tịch Đường cũng đứng lên, Cung Khai Hà và Lâm Giang Trung đương nhiên không dám lần nữa ngồi, hai người cũng giơ chén lên cùng nhau cảm ơn Diệp Phàm. Diệp Phàm thiếu chút nữa lâng lâng, tuy nhiên may mắn công phu chấn định của hắn cũng không tệ, lập tức liền tỉnh lại. Rất cung kính đáp lễ ba chén bốn người lại ngồi xuống. Dùng bữa đi, mang này là chở từ phía Nam đến đây, rất non rất thơm giòn. Đường Hạo Đông ra hiệu cho mọi người. Diệp Phàm cũng gắp một miếng nếm thử, cảm thấy mùi vị thật sự rất ngon. Xem ra, đầu bếp ở đây rất giỏi. Uống vào mấy chén xong mọi người đều hơi đỏ mặt. Đồng chí Diệp Phàm. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Trước tiên cậu báo cáo tình hình cụ thể trong hành động lần này cho Chủ tịch Đường và Lâm tướng quân một chút. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Phàm cảm giác hơi lạ, đang ăn cơm thì báo cáo tình hình công việc thế nào đây, vậy thì ăn cơm còn gì là thú vị. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng làm theo,
đứng nghiêm sau đó nói rõ quá trình của hành động lần này. Ba người nghe xong bắt đầu buồn bã, sau đó vẻ mặt chấn kinh. Đồng chí Ngô Đại Thuận là một đồng chí tốt, ôi! Lâm Giang Trung thở dài. Đúng vậy, Ngô Đại Thuận nằm vùng ở Tommy đã 15 năm, khi tôi còn chưa đến tổ đặc nhiệm A là do đồng chí Lý Khiếu Phong tự mình sắp xếp. Nên đồng chí một mực lặng yên chiến đấu trong hoàn cảnh phức tạp nhất. Làm nhân viên quèn ở Tommy tư quyền đến hôm nay. Nói đến đây Cung Khai Hà nhìn Diệp Phàm một cái nói. Cậu ngàn vạn lần đừng cảm thấy lạ khi chúng tôi không nói với cậu về chuyện của anh ta, trên thực tế, con người, nếu biết đối phương là người nhà chỉ sợ ánh mắt không đúng sẽ bị trinh sát phát hiện. Đối thủ chúng ta là sói biển, trình độ không thua kém gì chúng ta, hơn nữa, ở Tommy tư quyền mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận. Bất luận lúc một chút sơ hở đều có thể làm đồng chí Ngô Đại Thuận mất mạng. Tôi có thể hiểu được, chuyện cơ mật càng ít người biết càng tốt. Diệp Phàm gật đầu. Tôi an tâm. Cung Khai Hà gật đầu. Tổ trưởng Cung, đồng chí Ngô Đại Thuận hy sinh vì cứu tôi, không hiểu ông ấy có người nhà trong nước không? Diệp Phàm hỏi. Có, chúng tôi đã cử người đi giải quyết rồi. Cung Khai Hà nói. Sau này kính mong tổ trưởng Cung nói cho tôi biết về người nhà của ông ấy. Tôi muốn đến thăm họ một chút. Giọng Diệp Phàm có chút nghẹn ngào. Cậu muốn? Cung Khai Hà nhìn Diệp Phàm một cái, nói hai câu. Vâng. Diệp Phàm gật đầu. Vậy được. Cung Khai Hà nói dứt khoát, biết Diệp Phàm muốn cấp tiền cho Ngô gia, dù sao tài sản của Diệp Phàm Cung Khai Hà cũng biết, cùng đồng ý. Đồng chí Diệp Phàm, nghe cậu nói tôi thật sự cảm thấy giống như truyền thuyết. Con người đã trải qua 3.000 năm lịch sử. Có trải qua một lần như vậy cũng không uổng. Lâm Giang Trung hơi vẻ hâm mộ. Tuy nhiên, sau đó mọi người không nói lại chuyện này nữa. Ăn cơm xong rồi. Chủ tịch Đường lại bắt chặt tay Diệp Phàm. Diệp Phàm tuy cảm thấy có chút lạ nhưng không hiểu được sao hôm nay chủ tịch Đường lại biểu hiện thân thiết như vậy. Sau đó Cung Khai Hà nói mấy ủy viên đã đang chờ, muốn nghe báo cáo, Diệp Phàm không thể nói gì, đi theo Cung Khai Hà. Tuy nhiên, khi đi vào Diệp Phàm vẫn nhìn vị trí của Dương Quốc Đào một cái. Phát hiện ngồi ở đó chính là tướng quân Lý Khiếu Phong. Lão già này còn nháy mắt với Diệp Phàm. Dương Quốc Đào đi đâu, sao lão Lý lại ngồi đây? Diệp Phàm có chút suy nghĩ. Cung Khai Hà hình như đọc được suy nghĩ của Diệp Phàm, cười nói. Đồng chí Quốc Đào đã đến đại quân khu đảm nhiệm phó chủ nhiệm ba chính trị, chuyên môn phụ trách công tác tư tưởng chính trị rồi. Diệp Phàm vừa nghe không phải là bị giáng chức sao? Chương 2763, tất cả đều ngây người. Phải biết rằng Dương Quốc Đào trước khi đến tổ đặc nhiệm A là phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đây gọi là càng sống càng thụt lùi, không ngờ ông ta đi vòng vo thì đến cuối cùng lại trao quyền cho cấp dưới mà đến đại quân khu đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm ban chính trị. Tuy nói đại quân khu và Tổng cục Chính trị là cùng một cấp bậc nhưng bây giờ ủy ban quân giới đã trải qua cải cách, đã loại bỏ các tư lệnh viên của đại quân khu. Ủy viên của Ủy ban quân giới do ba tổng tư lệnh cùng với Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị. Đại quân khu cùng cấp bậc nhưng địa vị so với Tổng cục Chính trị yếu hơn nửa bậc, giống Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Chủ tịch. Hơn nữa, Dương Quốc Đào nếu đi xuống đảm nhiệm Phó Tư lệnh coi như là điều chuyển ngang, xuống đảm nhiệm Phó Chủ nhiệm thì là bị giáng chức rõ ràng. Diệp Phàm còn chưa hiểu vì chuyện của hắn, nếu không không biết hắn nghĩ thế nào. Họp. Vì thế Cung Khai Hà nói qua với Diệp Phàm về lần hành động vừa rồi. Lại thấy vẻ mặt của các vị uy viên, gần như đều giống như là bức tượng. Tất cả đều há to mồm, Lý Khiếu Phong thiếu chút nữa nước miếng chảy ra mà còn không biết. Ước chừng 5 giây sau, mọi người mới tỉnh táo lại. Làm sao có thể, nghe nói như là đang nghe chuyện khoa học viễn tưởng vậy. Tây Môn Đông Hồng bình tĩnh lại, có chút không tin. Diệp Phàm nhìn những ánh mắt khác. Giống như cũng không khác lắm. Chỉ có Cung Khai Hà vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì lần này là ông ta nghe lần thứ hai rồi. Tuy nhiên, trong lòng nghĩ gì thì Diệp Phàm không rõ lắm, có lẽ vừa rồi có thắc mắc gì cũng không tiện hỏi trong bữa ăn với Chủ tịch Đường. Tôi biết mọi người khó lòng mà tin được, mặc dù là tôi đến hiện giờ vẫn nghĩ không biết đây có phải là giấc mộng không. Việc này thật sự là thái huyền rồi. Diệp Phàm cười khổ nói ra một câu. Có phải cậu cầm về một đồ vật? Thôi Kim Đồng hỏi tất nhiên là muốn chứng cứ. Không có bất kỳ vật gì, lúc ấy chạy trối chết còn không kịp. Hơn nữa, thần tượng kia rất kỳ lạ, chỉ sợ đưa rắn đến, sau đó lại lấy túi mật rắn, cuối cùng cho tôi nuốt sống. Thật đúng là đừng nói,
con rắn kia giống như có tác dụng giúp đột phá công lực. Diệp Phàm nói tất nhiên là nửa thật nửa giả. Miếng mật rắn lớn là cho con rơi nuốt, còn miếng nhỏ là Diệp Phàm giấu đi, tất nhiên là chuẩn bị để đào tạo ra cao thủ rồi. Cậu nói có hiệu cả đột phá công lực, cậu hiện giờ có đột phá không? Không thể tưởng tượng được lão cung cũng không ngồi yên cướp lời hỏi, ông ta đương nhiên hy vọng bản lĩnh của hắn càng cao càng tốt. Còn không phải bán mạng vì ông ta sao, Diệp Phàm thầm khinh bỉ một câu trong lòng, cũng không nói gì, Lý Khiếu Phong lại hỏi. Cậu hiện giờ đã đến đẳng cấp nào rồi? Ha ha, nếu đoán không sai hẳn là số này rồi. Diệp Phàm giơ tay ra hiệu số 12 sau đó lập tức nói thêm. Tuy nhiên, mới là khai nguyên trình tự thứ nhất thôi. Lập tức một người hít một hơi khí lạnh, Tây Môn Hồng là người đầu tiên hỏi. Cậu chắc chắn cậu đạt đến đẳng cấp 12 khai nguyên rồi sao? Làm sao có thể, không phải trước đây cậu nói cấp 11 là khai nguyên sao? Việc này tuy nói đã nửa năm rồi nhưng đối với người luyện công như chúng ta mà nói là không lâu. Nếu nói là đột phá thì thời gian quá ngắn. Chúng ta đột phá một bậc nhỏ còn phải là một năm, mà bậc lớn thì cần mấy năm, bậc lớn hơn nữa thì mấy năm cũng khó đột phá. Nếu không thì tôi luận bàn với tướng quân Đông Hồng một chút thử xem. Cho anh cảm nhận một chút uy lực của cao thủ 12 đẳng khai nguyên. Diệp Phàm như cười như không nhìn anh ta. Ai thèm đánh với đồ biển thái như cậu, tôi còn không muốn trở thành bánh bao nhân thịt. Tây Môn Đông Hồng tức khi ẩn hử một tiếng. Xem ra, mặt rắn ở đảo này thật sự có khả năng gì áp đột phá năng lượng. So với cái gì hoàn của cậu có lẽ hiệu quả tốt hơn. Đáng tiếc, nếu trước đó cậu có thể mang về mấy miếng thì tốt rồi, chúng ta có thể tạo ra cao thủ thay thế vị trí phá thiên. Kế Vĩnh Viễn lập tức nổi lòng tham. Mấy túi mật rắn, một quả thiếu chút nữa đã muốn lấy cái mạng nhỏ này của tôi rồi, con rắn kia quá mạnh mẽ, ngay cả 11 đẳng đỉnh giai như tôi cũng khó lấy được. Hơn nữa, Lạc Phu và Đế Thiết có thân thủ thập đẳng đỉnh giai cũng thiếu chút nữa chết trong miệng rắn. Con rắn kia hình như làm cho người ta mở mắt, lại có thể biết tính toán. Hơn nữa, khi tấn công không ngờ nó có thế phát sáng ở đầu. Mọi chuyện này tôi đã suy nghĩ qua. Dường như có liên quan đến tượng đá thần bí. Hơn nữa, năm đầu rắn, có lẽ hẳn là giống như do kết quả của ánh sáng 3D, nhưng tất cả việc này ai có thể làm ra? Người xưa ư, mặc dù là kỹ thuật hiện đại cũng không thể làm giả giống như thật được. Thật đến nỗi không thể phân biệt. Diệp Phàm nói, đảo này rất thần bí, nhất định phải cử người đi thăm dò điều tra một chút. Tôi nghĩ, có phải có liên quan đến một số truyền thuyết xưa? Hay là đó là trí khôn của người ngoài hành tinh, mọi việc đều là bí mật, ví dụ người Maya đến từ nơi nào, tam giác Bermuda. Chuyện thần bí trên trái đất chúng ta có rất nhiều, ngay cả câu đố ở mê cung tấc đây cũng không thể dùng khoa học kỹ thuật hiện đại để phân tích. Cung Khai Hà nói, nghĩ một chút, ra hiệu cho thư ký gọi thủ trưởng của tổ khoa học năng lượng Ngô Quang Bảo. May mắn vừa rồi có video, Ngô Quang Bảo xem qua cuộc nói chuyện của Diệp Phàm, suy nghĩ của ông ta cũng không khác mấy. Ông ta trầm ngâm một hồi nói, việc này cũng không phải không được, ví dụ như hiện tượng quang học có thể làm cho người ta sinh ra một số ảo giác. Ảo giác này rất thật, trong suy nghĩ của cậu sẽ là sự thật. Ví dụ như tượng đá kia trước đây làm cho Diệp Phàm cảm giác là sự thật. Sau đó sao lại có thể biến thành giả thuyết như vậy? Tôi nghĩ, có phải ban đầu làm cho con người sinh ra ảo giác, sau ảo giác càng thêm ảo? Hay là tượng đá thật sự mà giá in đó trống không? Chỉ là tác dụng của quang học. Tuy nhiên, nhiều tượng đá như vậy muốn lệch vị trí là khá khó khăn, khả năng này không lớn. Nhưng tôi còn nhảy thử qua, hơn nữa nhảy tìm chân trên đầu tượng thần này sang tượng khác, nếu thưởng là giả thì sao có thể chịu được trọng lượng của tôi? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Ha ha, có lẽ chân cậu vốn dẫm trên sàn đất, ngay lúc đó ảo giác làm cho cậu cảm giác đang dẫm trên đầu các pho tượng. Việc này mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc này tâm lý sẽ nảy sinh một chút thay đổi đặc biệt, cũng không phải nói tâm lý các cậu không tốt, ý của tôi là mặc dù là ai gặp tình trạng này đều có thay đổi như vậy. Ai rơi vào hoàn cảnh này tin rằng đều sẽ như vậy. Ngô Quang Bảo nói. Nói vậy cũng đúng, hơn nữa, chúng tôi đào ra một hầm giống như cổ mộ thì tượng đá trên mặt đất toàn bộ biến mất. Mà đám rắn kia hình như biết những bí mật này, hoặc là cảm giác được cái gì không ngờ liều chết muốn kéo tượng đá về. Mà càng kỳ lạ chính là sau khi tượng đá biến mất thì chúng tôi tấn công con rắn lớn lại thuận lợi hơn nhiều. Con rắn lớn này cũng vẫn rất lợi hại nhưng ngược lại nó không tạo ảo giác có năm đầu rắn nữa. Tôi nghĩ, mấy việc này có phải là liên quan đến chuyện tượng đá biến mất không?
mà con rắn đó không biết có liên quan đến tượng đá trong ngôi cố mộ mà chúng ta nhìn thấy không. Một khi bên này biến mất, mà năng lực gây ả ghi ác của rắn cũng biến mất. Tuy nhiên, tôi cảm giác con rắn này rất tinh xảo, chắc chắn có liên quan đến cổ mộ. Muốn giải câu đố này, chắc chắn phải chờ một ải. Tuy nhiên, tôi cũng không khẳng định, lại có thể tìm được hoang đảo kia thêm một lần hay không nữa. Hơn nữa, tôi nghĩ, hoang đảo này không biết có liên quan đến mê cung tử vong không? Hay là nó chính là chỗ mà biệt thị trên thi thể trong mê cung kia? Còn bản đồ, không hiểu được các anh giải quyết nó như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Việc này chúng ta đang cùng bàn bạc với ba nước khác có bản vẽ, quan trọng nhất là vấn đề phân phối lợi ích để quyết định. Tuy nhiên, tôi tin, rất nhanh có lẽ lấy hình thức hợp tác cùng thăm dò để giải bí mật trong mê cung. Cung Khai Hà nói. Tuy nhiên, hoang đảo chúng ta phải nắm bắt được, một khi đã thần bí như vậy, không phải nói chuyện khác. Dù cho mang con rắn này về cũng là tốt nhất, mang về hết thì có thể tạo ra cho tổ đặc nhiệm A thêm nhiều cao thủ. Chúng ta đúng là đang cần gấp cao thủ. Hơn nữa, hai người cùng chạy nạn với cậu, Đế Thiết và Bỉ Á Lạc Phu chắc chắn vừa về đã báo cáo với tổ chức. Chúng ta tuyệt đối không thể đi sau họ. Như vậy, đồng chỉ Diệp Phàm, trước tiên cậu phải định vị trước, chúng ta cử người đưa ra một tổ nhỏ Đế đi tìm. Đúng vậy, việc này nếu để lộ có thể đem đến hậu quả nghiêm trọng, nhất định phải tranh thủ thời gian. Nếu cho bọn họ giành được trước thì phiền, Tây Môn Đông Hồng cũng chậc lưỡi nói. Quan trọng là mình vẫn đang mù mờ. Lúc ấy không có thiết bị, chỉ quan sát thôi, chính là sao Bắc Cực. Diệp Phàm nói, đương nhiên chuyện về đôi mắt ưng thì Diệp Phàm không thể nào nói ra. Có cái này thì chúng ta có thể phỏng đoán, ít nhất từ chỗ các cậu cướp được thuyền cướp biến, chúng ta đã có thể xác định đại khái được phạm vi, chúng ta tăng mạnh việc tìm kiếm là được. Tôi nghĩ, nếu là hòn đảo không biến mất thì nó vẫn ở trên biển có phải không? Nếu không việc này cứ giao cho tổ khoa học năng lượng chúng tôi làm. Đối với việc tìm kiếm thì chúng tôi có kinh nghiệm. Ngô Quang Bảo nói. Người này thật sự cũng hứng thú, đôi mắt giống như là sói đói. Các anh có kinh nghiệm khảo cổ giỏi, nhưng đây là vùng đất chết, ngay cả cao thủ như Diệp Phàm cũng thiếu chút nữa chết ở đó. Tổ khoa học năng lượng các anh có thể làm được gì, chỉ sợ chưa kịp đào mộ gạch đã bị rắn nuốt rồi, không ổn. Tây Môn Đông Hồng lập tức đứng ra phản đối. Các anh cũng quá khinh thường chúng tôi rồi, hơn nữa. Chúng tôi có thể cho người mang theo súng và thiết bị thăm dò hiện đại. Diệp tướng quân lúc đó trong tay không có binh khí hiện đại, chúng tôi có những thứ đó thì còn sợ rắn sao? Ngô Quang Bảo hiển nhiên không đồng ý với quan điểm của Tây Môn Đông Hồng, cảm thấy bị xem thường. Chương 2764, thảo nào họ lại thân thiết như vậy? Tôi cũng muốn đi một chuyến, đương nhiên, các chuyên gia của tổ nghiên cứu đồng ý đi theo thì sẽ càng tổ phải không? Tây Môn Đông Hồng quả nhiên giấu đầu lòi đuôi. Diệp Phàm cười thầm, biết Tây Môn Đông Hồng tích cực như thế cũng vì muốn có được mật rắn kia. Sau đó anh ta sẽ nuốt luôn vào bụng, hiện giờ công lực của anh ta chưa qua cửu đẳng, tin rằng nếu hư nuốt được túi mật kia thì chắc sẽ đột phá lên được tầng thức của thập đẳng. Thứ đó đối với một vài người mà nói còn quý hơn cả tiền bạc. Nhưng đối với Tây Môn Đông Hồng thì quan trọng nhất là nâng cao công lực của mình. Bởi vì dã tâm của anh ta rất lớn. Có lẽ đã sớm nhằm vào cái ghế của Cung Khai Hà rồi. Mà anh ta còn trẻ, chưa qua 40, Cung Khai Hà nhận thêm một nhiệm kỳ nữa thì cũng đến 70, cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi. Đến lúc đó Tây Môn Đông Hồng cũng khoảng 50, vừa vặn để nhận chức phụ. Nhưng nếu là tổ trưởng tổ A mà nội công không cao thì khó mà thuyết phục được kẻ dưới. Bởi vì tổ A không giống những tổ khác, nắm đấm mạnh mới là đạo lý cứng rắn. Giúp đỡ cũng được. Nhưng tôi yêu cầu đích thân sẽ đưa đội quân phối hợp với tướng quân Tây Môn để làm nhiệm vụ khảo sát hòn đảo hoang này. Ngô Quang Bảo không có nhiều biện pháp, tuổi ông ta cũng không nhỏ nữa. Có thể là vì thần bí mà đi, cũng như những chuyên gia của tổ nghiên cứu đều thích khảo cổ, điều càng thần bí thì càng thêm hứng thú. Thực ra việc này là một chuyện tổ, họ nếu đã có hứng rồi, thì sẽ nhiệt tình mà tìm ra bí ẩn đó, như vậy mới có ích cho tổ A. Đương nhiên. Nếu nói Ngô Quang Bảo không vì bản thân chút nào thì cũng không đúng. Dù sao Ngô Quang Bảo cũng sắp 50 rồi mà vẫn là một thiếu tướng. Trước khi ông ta về hưu mà được thành trung tướng cũng ị à mơ ước của ông ấy. Chẳng qua sẽ rất khó để được đề bạt lên trung tướng ở tổ A, nguyên nhân chủ yếu chính là chức trung tướng thì có thể lọt vào trung tâm chỉ huy rồi. Ngô Quang Bảo chỉ là tổ trưởng tổ nghiên cứu khoa học mà thôi. Nếu muốn lên vị trí phó tổ trưởng để quản mấy chục bộ ngành bên dưới thì chắc chắn là rất khó.
Bởi vì công lực của đồng chỉ Ngô Quang Bảo còn thấp, chỉ là bước đầu của tử đắng. Ông ấy chủ yếu làm nghiên cứu. Đi thì có thể đi nhưng tôi cũng phải nhắc nhở đồng chí Tây Môn và đồng chí Ngô đây. Đây không phải là một trò chơi mà là một mảnh đất kỳ quái. Đến giờ khi nghĩ lại mà tôi vẫn còn sợ hãi. Nơi đó rất nguy hiểm. Các đồng chí trong tổ nghiên cứu có võ công thấp, thậm chí có những chuyên gia chỉ luyện qua chút quyền thuật trong quân đội. Tất cả đều vì đội hình, phải thật khỏe mạnh, nếu không các người sẽ không phải là đối thủ của con rắn kia. Do đó, làm thế nào để bảo đảm an toàn cho các chuyên gia và trở về an toàn là việc không hề dễ dàng chút nào. Hơn nữa, nếu tổ Hồng Quân và tổ Lam Sơn cũng phái người ra thì chúng ta không chỉ đối mặt với thứ đáng sợ hơn cả chúng, đó là đối thủ của chúng ta. Vì thế, tôi đề nghị nếu như đi thì không nên đi nhiều. Không thể hơn hai người được, trong đó bao gồm cả Ngô tướng quân. Diệp Phàm nhắc nhở bọn họ. Diệp tướng quân, chúng tôi sẽ xem xét qua tổ nghiên cứu khoa học một lượt. Không phải tôi đã nói rồi sao, đã có tướng quân Đông Hồng, chúng tôi chỉ chuyên tâm nghiên cứu, chỉ vậy thôi lẽ nào cũng không được. Mà hơn nữa, tuy võ công của tổ chúng tôi không cao nhưng ít ra cũng thuộc tam đẳng. Thậm chí còn có đồng chí không đến nhị đẳng. Nhưng chúng tôi đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, cũng có thể dùng súng được. Nếu chỉ có hai người đi, sợ là đến lúc có chuyện gì đó xảy ra ngoài tầm tay, lại bị người Anh hay người Nga cướp mất tay trên thì chúng ta cũng không có chỗ mà khóc. Hơn nữa, tôi cũng cảm nhận được, hòn đảo kỳ lạ này có tác dụng đối tổ A chúng ta. Nghĩ lại, nếu như Hồng của Nga hay Lam Sơn của Anh đến trước, họ có những kỹ thuật hiện đại, thì họ sẽ lấy được túi mật rắn thần trước. Như vậy tổ A chúng ta lại càng hổ thẹn, càng bị áp bức. Đây chính là việc liên quan đến an toàn quốc gia, nên không thể qua loa được. Ngô Quang Bảo nói, ông ta cứ nghĩ rằng trước đó Đông Hồng không coi họ ra gì, bây giờ ngay cả tên nhóc Diệp Phàm miệng còn hôi sữa này cũng như thế thì làm sao ông ta chịu nổi. Đúng là không thể qua loa đại khái được, nhưng Diệp tướng quân nói như vậy là vì lo lắng cho sự an toàn của các anh. Các anh đều là những bảo vật của tổ chúng ta, dù tổn thất đi một người cũng không thể được. Công Khai Hà giảng hòa nói. Không sao, khi vào tổ A thì chúng tôi đã thề với đảng rằng cả đời này kiếp này của chúng tôi nguyện hy sinh cả mạng sống để cống hiến cho tổ A. Chúng tôi không sợ chết, thì cũng là chết vì tổ quốc. Lẽ nào chỉ riêng các anh có thể đẫm máu mà đi, còn chúng tôi lại không thể sao? Nếu thành công, cũng sẽ làm tăng thêm lực lượng cho tổ A. Lão Nghiêm tuy đã đi rồi, nhưng câu nói của ông ấy vẫn còn vang mãi, tổ A vĩnh viễn bất bại. Đồng chí Ngô Đại Thuận đi rồi, trước khi ông ấy đi còn nói như thế. Tôi cũng muốn nói cho dù là tôi có không về, tôi tin rằng, tổ chức của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta sẽ có thể đứng cùng với các cường quốc trên thế giới. Ngô Quang Bảo quyết tâm nói. Được lắm, vậy tổ các anh đi 4 người, gồm cả anh ở trong đó. Đồng chí Tây Môn Đông Hồng lập tức chuẩn bị đi. Phải chọn được cao thủ trong tổ, hiểu được trong phương diện cao thủ này. Diệp Phàm tạm thời không quan tâm chuyện này. Anh cũng nên đi nghỉ ngơi, cố gắng mà chăm sóc Viên Viên. Khi Cung Khai Hà nói tới Kiều Viên Viên thì lập tức nhíu mày lại. Ha ha, đã họp xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi về gặp Viên Viên đây. Nửa năm không gặp, tôi nhớ cô ấy muốn chết rồi. Diệp Phàm cười đứng lên, toàn thể các đồng chỉ khác đều nhếch mép cười, rất cứng nhắc. Diệp Phàm vừa nhìn đã biết có gì đấy kỳ lạ, cười đùa nói. Chẳng nhẽ mọi người không đồng ý sao? Tôi đã nói với Viên Viên rồi, trong ngày 26. Đúng rồi, còn mấy ngày nữa là tới rồi. Thiếp 10 còn chưa phát đâu đấy. Đến lúc đó tôi sẽ mời mọi người, chúng ta sẽ uống một phen chứ. Mọi người đều phải đến đấy. Tướng quân Tây Môn cũng không phải vội, sang năm rồi đi. Tin chắc rằng cho dù họ có ra tay trước, thì muốn tìm được đảo đó cũng khó tựa lên trời. Thái Bình Dương rộng lớn bao la, không dưới nghìn vạn đảo, nói thì dễ mà. Thấy ánh mắt của mọi người có vẻ trốn tránh, Diệp Phàm khó hiểu, nhìn về Lý Khiếu Phong, cười nói. Sao? Lão Lý, đến ông cũng không chúc mừng tôi sao? Việc này, ha ha, khuôn mặt Lý Khiếu Phong nhăn nhó như đàn bà. Thôi, tan họp. Cung Khai Hà thở dài, gọi Lý Khiếu Phong lên, nói với Diệp Phàm, đến văn phòng tôi uống miếng trà, nói chuyện đôi câu đã. Vì thế mà ba người lặng lẽ uống hai bình trà. Tổ trưởng Cung, Lão Lý, có phải đã có chuyện gì không? Các ông nói đi, tôi chịu được. Diệp Phàm cảm thấy có gì đó không ổn. Nên lên tiếng hỏi. Vợ cậu sắp không trụ được rồi. Tổ trưởng Cung,
ông không nói ra thì tôi nói, Viên Viên bị hạ độc thủ. Lý Khiếu Phong cố gắng nói chuyện này cho Diệp Phàm biết. Tôi về gặp cô ấy. Diệp Phàm đã hiểu, tại sao mà Đường Hạo Đông lại thân thiết quá mức với hắn như thế, chính là liên quan đến Viên Viên. Diệp Phàm sốt một, đau xót, chỉ nói bốn chữ đó rồi quay người rời đi. Tiếng hai người trong phòng trách móc thì Diệp Phàm cũng không nghe thấy gì nữa. Căn bản là hắn cũng đã chạy rồi. Vừa đến phòng giám hộ bệnh viện quân y, hắn đã gặp phải một người ngoài ý muốn, Phượng Khuynh Thành. Cô đến đây làm gì? Diệp Phàm trừng mắt hỏi. Em đến thăm chị Viên Viên cũng không được sao? Phượng Khuynh Thành thể hiện ra vẻ đau thương, lời này không giống như khẩu khí ngày thường, hình như trong chốc lát cô ta đã trưởng thành hơn trước đây nhiều. Có phải là mèo khóc chuột không? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Nhìn qua cửa thủy tinh, hắn thấy Viên Viên đang nằm im trên giường bệnh, không khỏi ấp úng nói. Viên Viên, anh, Diệp Phàm của em đây, anh đã về rồi đây. Anh đúng là khoan dung. Quả nhiên Phượng Khuynh Thành tức giận. Diệp Phàm đã mặc quần áo bệnh viện và vào phòng bệnh rồi. Viên Viên, anh đã về rồi đây. Sao em không tỉnh dậy mà đón anh? Chỉ còn mấy y ngày nữa là chúng ta kết hôn rồi. Ngày 26 này là ngày đại hỷ của chúng ta. Em hãy tỉnh lại đi. Chúng ta còn phải tổ chức một đám cưới long trọng mà. Anh muốn cho cả thế giới biết vẻ đẹp của em. Diệp Phàm bắt đầu nói năng đã lộn xộn. Hắn đứng ngay bên giường của Viên Viên. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra. Thủ trưởng, cô ấy cũng đang khóc kìa. Lúc này cô y tá nhìn lên khuôn mặt Viên Viên mà vui mừng kêu lên. Viên Viên, em tỉnh rồi sao? Diệp Phàm vui mừng ngồi xuống muốn nâng cô dậy. Đừng động đậy, đột nhiên lúc này có một tiếng quát uy nghiêm từ ngoài cửa vang lên. Diệp Phàm quay người lại thì nhận ra người mới lên tiếng là chuyên gia điều trị cho Viên Viên. Cô ấy không tỉnh thì sao có thể chảy nước mắt được? Diệp Phàm hử lạnh nói. Cô ấy có một chút nhận thức, mà có thể là cô ấy cũng đã tỉnh rồi. Chỉ có điều là nhận thức đó còn quá mông lung thôi. Có rất nhiều người bệnh cũng có phản ứng giống như cô ấy. Hình như họ có thể nghe thấy người thân của họ gọi nhưng rất khó để tỉnh lại. Tiểu tử, tôi nói thật đấy. Chúng tôi đã kiểm tra tổng thể rồi, theo triệu chứng của cô ấy bây giờ thì về cơ bản không có gì nghiêm trọng. Hiện giờ tình trạng của cô ấy là chưa khôi phục lại nhận thức của mình. Vấn đề lớn nhất là ở hệ thống thần kinh của cô ấy. Vì thế tôi đề nghị anh cho cô ấy xuất viện, ở lại trong bệnh viện không có lợi cho cô ấy. Nếu như có thể trở về với môi trường quen thuộc, có người thân bên cạnh, có lẽ tỷ lệ hồi phục của cô ấy sẽ cao hơn. Vị chuyên gia nghiêm túc nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi hy vọng bệnh viện có thể cung cấp thiết bị, tôi sẽ bỏ tiền mời các chuyên gia đến chỗ tôi ở. Tôi không muốn cô ấy gặp bất cứ tổn thương nào nữa. Và tôi tin cô ấy sẽ tỉnh lại được. Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt, nắm tay Viên Viên, dùng nội lực chàm chậm truyền vào cơ thể cô. Nhưng dĩ nhiên, dây thần kinh não bộ của Viên Viên đã bị ách tắc nghiêm trọng. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng nhìn, có chức năng nhìn thấu mơ hồ. Hắn ta phát hiện ra dây thần kinh não bộ của kiểu Viên Viên có nhiều chấm đen lấm tấm, vô số chấm đen như lưới. Nhưng vì mắt ưng của Diệp Phấn cũng mơ hồ nên hắn cũng không nhìn rõ lắm. Chương 2765, chẳng lẽ sắp thăng chức rồi? Diệp Phàm suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Ngài chuyên gia, có phải các ông dùng tia CT, hay chụp X-quang thấy trên não bộ của cô ấy có nhiều chấm đen đúng không? Không hề có, chúng tôi đã chụp nhiều lần rồi, chỉ nhận thấy não cô ấy bị thứ gì đó làm tắc lại. Nhưng não bộ là bộ phận phức tạp nhất của con người, không thể động dao vào được. Sau khi bệnh viện phân tích có hai trường hợp sau. Nếu làm phẫu thuật có thể khiến cô ấy đi được nhưng cô ấy cũng sẽ mất đi ý thức, nên sau này sẽ trở nên ngốc nghếch. Còn không làm phẫu thuật thì cô ấy sẽ ở trong trạng thái như vậy trong thời gian dài. Khi nào tỉnh dậy được là điều đó khó mà đoán được chính xác. Sau khi tổng kết những kiến thức điều trị, chúng tôi nghĩ có phải cô ấy đã bị đánh lén không? Nếu đúng là như thế thì chúng tôi cũng hết cách rồi. Vả lại, người bệnh đã có thai được mấy tháng rồi. Làm thế nào để giữ lại đứa bé thật là một vấn đề nan giải khác. Nếu người bệnh vẫn bị thế thì không thể thuận lợi sinh đứa bé ra được. Mà tình trạng người bệnh như thế này thì hoàn toàn bất lợi cho sự phát triển của đứa bé. Thai nhi phát triển trong cơ thể người mẹ nên có quan hệ rất chặt chẽ với người mẹ. Trong tình cảnh như thế này chỉ có cách cố gắng giữ lại đứa bé thôi. Nếu không có suy xét đến việc có giữ lại đứa bé không, thì cũng phải lo lắng chuyện cái thai quá lớn thì phải bỏ đi cũng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người mẹ.
bởi vì người bệnh đang trong tình trạng vô thức. Vị chuyên gia phân tích cụ thể tình hình cho Diệp Phàm. Ông cũng là người trong đó sao? Diệp Phàm bừng tỉnh, con của Diệp Phàm đương nhiên không giống thế, Viên Viên lại đang có con. Đúng, tôi là chuyên gia trong tổ nghiên cứu, là người đứng đầu trong việc nghiên cứu trị bệnh. Chuyên gia đi đến tắt thiết bị theo dõi, nói nhỏ. Đây là phòng cách âm, mà chỉ còn lại hai người cho nên không sợ bị ai nghe lén. Tôi đã kiểm tra qua rồi, dựa vào năng lực của tôi thì không có cách nào để giải được loại độc này. Dược lực của nó quá mạnh, đến nỗi khiến tôi cũng phải run sợ. Diệp Phàm gật đầu, lại thử một lần, phát hiện ra những lấm tấm đó lại có thể phản xạ ra một luồng sát khí khiến cho nội lực của hắn cũng bị tổn thương. Bởi vì là não bộ nên Diệp Phàm không dám làm căng, chỉ sợ sẽ tổn hại đến Kiều Viên Viên. Mà Diệp Phàm còn phát hiện, lúc ép nội lực vào, Kiều Viên Viên đột nhiên trao mày lại, hình như có cảm giác đau. Nếu như cưỡng ép đi đả thông kinh mạch là điều khó thể thực hiện. Bởi vì công lực của hắn vào còn chưa đủ, nếu như công lực của hắn cao hơn người đã hạ độc thì sẽ có thể thuận lợi mà tiến hành được. Tôi muốn bảo vệ thai nhi, và càng muốn bảo vệ tính mạng người mẹ hơn. Tôi nghĩ, người bệnh tuy ở trong trạng thái vô thức, nhưng về phương diện dinh dưỡng thì hàng ngày các người vẫn tiến hành điều trị, nên chắc sẽ không gây ảnh hưởng gì đối với thai nhi trong bụng. Hơn nữa, đã 9 tháng rồi, cũng sắp sinh rồi. Phải kiên trì, chuyên gia, đó là con của Diệp Phàm tôi. Xin các ngài hãy giúp đỡ hết sức. Diệp Phàm thở dài nói. Chúng tôi hiểu được, tổ trưởng Ngô và tổ trưởng Cung cũng đã dặn đó chúng tôi rồi. Ngày nào chúng tôi cũng có chuyên gia đến quan sát tình hình. Nếu như tướng quân không đồng ý bỏ thai nhi thì chúng tôi sẽ bảo vệ. Tôi tin với người có phúc tướng như tướng quân thì ông trời cũng sẽ thương cảm. Chuyên gia nói. Mà chúng tôi còn phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Dường như đứa bé trong bụng Kiều Tiếu Thư không giống những đứa trẻ khác. Theo như đúng quá trình phát triển của thai nhi thông thường thì sang tháng sau có thể sinh được rồi. Nhưng, các chuyên gia chúng tôi đã nghiên cứu, có lẽ con của anh đến tháng thứ 11 mới sinh ra cũng không biết chừng. Giới y học đều cho đây là kỳ tích, nhưng có thể đó chỉ là suy đoán của chúng tôi thôi, đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết được là thật giả ra sao. Chỉ nói ra những gì mà chúng tôi kiểm tra được thôi. Là con trai hay con gái? Diệp Phàm hỏi, tướng quân thích con trai hay con gái? Chuyên gia hỏi lại, trai hay gái tôi đều thích. Diệp Phàm đáp, vậy thì chúc mừng tướng quân, là một thai long phượng. Mà bào thai này rất đáng yêu. Chuyên gia nói, 3 ngày sau, Tổng cục Viện Quân Y cho lắp đặt thiết bị điều trị tại Hồng Diệp Bảo. Thực ra cũng không có thứ gì quá cần thiết, chỉ là đặt thêm máy dưỡng khí và một số thiết bị khác thôi. Đương nhiên. Sự thay đổi của căn phòng cũng phải có lợi cho sức khỏe của người bệnh. Còn về vấn đề tiền nong, bên Tổng cục Quân Y sẽ chi trả tất cả. Đương nhiên là tổ A rồi. Mà bên Tổng cục Viện Quân Y cũng sai 2 y tá có kinh nghiệm chăm sóc đến, để họ thay phiên nhau chăm sóc cho Kiều Viên Viên, và còn có các chuyên gia phụ sản cũng đã sẵn sàng có mặt. Cả nhà Kiều Viễn Sơn cũng vào ở đó. Ông ấy kéo Diệp Phàm vào thư phòng, bố vợ và con rể ngồi uống trà với nhau. Sau này con có dự định gì không? Kiều Viễn Sơn hỏi. Chỉ có thể chờ đợi thôi, nhưng con sẽ cố hết sức. Con cũng đã từng điều trị nhiều lần rồi, tình hình của Viên Viên rất phức tạp, không thể nóng vội được. Diệp Phàm kiên quyết nói. Ôi, Kiều Viễn Sơn thở dài, trầm lặng một lúc rồi nói. Vấn đề phải có người chăm sóc Viên Viên hàng ngày thì cũng không lớn. Mà chúng ta cũng sẽ thường xuyên qua đây. Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến công việc. Không sao ạ, ăn Tết xong thì con sẽ quay về Đông Lĩnh, việc ở bên đó còn rất nhiều, con cũng đã đi hơn nửa năm rồi. Cũng không biết việc thu hút đầu tư ở Phong Châu giờ ra sao nữa. Còn con đường đó đã làm xong chưa, kênh Thiên Phong không biết bây giờ ra sao. Diệp Phàm nói, hắn biết có vội cũng vô ích, phải cứu được Viên Viên, phải mời được cao thủ mới được. Tuy rằng hắn ta đã là thập nhị đẳng nhưng vẫn chưa được. Xem ra kẻ hạ độc ở mức độ nào, hắn đại khái cũng đã đoán ra được. Người đầu tiên mà Diệp Phàm nghi ngờ đó là Tiêu Sát Nhất của Hoa Sơn. Người này đã là bán thần tiên rồi, nhưng nếu là ông ta hạ độc Viên Viên thì chính hắn cũng không giải thích được nguyên nhân tại sao ông ta lại làm như vậy. Bởi vì người đó hỏi đến cái hộp, có thể là cái hộp mà Sử Vô Đoan đã cướp đi, Sử Vô Đoan chết trên cái hộp đó. Còn vì sao mà lão ta lại theo đuổi đến tận đấy thì có lẽ lão ta có bí thuật gì đấy. Có thế khi giao đấu với hắn đã khiến hắn tức giận mà tìm đến Hồng Diệp Bảo. Một là vì môn phái cũ.
trong võ lâm có bí thuật nhưng không để cho người ngoài biết được là điều đương nhiên. Nhất trác nhất ẩm là do trời định. Con còn không biết sao, giờ con đã bị cách chức bí thư đồng lĩnh rồi, bên Phong Châu cũng không cần phải làm nữa, hiện giờ con chỉ là trợ lý của chủ tịch tỉnh Tấn Lĩnh thôi. Kiều Viễn Sơn nói ra một câu mà ngay cả Diệp Phàm cũng phải khiếp sợ. Lũ chó chết này. Trong lòng Diệp Phàm tức giận, hắn siết chặt nắm tay, không kìm nổi mà mắng chửi một câu. Đừng lo, hôm nay ta đến đây cũng là vì vấn đề này. Việc này không phải là chuyện xấu với con. Kiều Viễn Sơn thản nhiên nói. Bọn chúng lấy cái mũ này của con, đoạt được công lao của con cũng không xem là chuyện xấu, như vậy thì xem là việc tốt rồi đúng không? Diệp Phàm sắc bèn hỏi. Đối với chuyện tình Tấn Lĩnh, chỉ riêng việc ông bố vợ không nhúng tay vào thì hắn đã thấy phẫn nộ rồi. Điểm yếu của con là còn thiếu bình tĩnh, con là cao thủ võ công nhưng có thể vì thế mà con cũng tự cao tự đại. Con có thể kiêu ngạo vì tiền nhưng bên chính trị thì lại không thể như thế được, không phải cứ giỏi võ là thành người cầm đầu được đâu. Công việc về chính trị cần phải bình tĩnh và cẩn thận. Phải có khí phách như núi Thái Sơn mới được, có vậy thì con mới có thể đảm nhiệm được vị trí quan trọng, có thể tiến lên được vị trí cao hơn. Bởi vì càng lên cao thì việc càng nhiều, mà vị trí quan trọng thì công việc càng lớn, thường sẽ rút dây động rừng. Có thể chỉ vì một câu nói lỗ mãng sẽ chôn vùi đi hạnh phúc của hàng nghìn hàng vạn người. Một quyết định bất cần của con sẽ khiến toàn dân phải cực khổ. Đó không phải là điều mà bố hù dọa đâu. Kiều Viễn Sơn nghiêm túc phê bình Diệp Phàm. Con xin lỗi, là con đã quá kích động. Có lẽ là do gần đây con rất dễ tức giận. Những chuyện mà con trải qua chắc bố không biết, toàn là những cảnh máu lửa tàn khốc, đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến con bực tức. Diệp Phàm xin lỗi, nói. Sau này cho dù gặp phải chuyện gì, thì con cũng phải biết kiềm chế, càng khó khăn thì càng phải tươi cười. Đấy mới là người có khí phách lớn, đầy hứa hẹn, là tố chất của người làm nên sự nghiệp lớn. Kiều Viễn Sơn nói. Bố nói đúng ạ. Diệp Phàm có chút phục rồi. Ngôn từ không nóng không lạnh của ông bố vợ hình như đã làm dịu đi cơn bực tức của trong người. Thực ra, về công việc của con, bên trên đã nói chuyện với ta rồi. Con cũng làm việc ở Đồng Lĩnh nhiều năm rồi. Tuy kết quả cũng không có gì nổi bật nhưng bên trên cũng đã thấy rõ. Còn vì sao bên trên lại chú ý như thế, có thể là do có liên quan đến nhiệm vụ bí mật mà con làm. Con đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, nên cấp trên không thể không quan tâm. Đương nhiên đó là bí mật của quốc gia, bố cũng không tiện hỏi. Kiều Viễn Sơn nói. Họ có ý gì ạ? Diệp Phàm giật mình, trong lòng nghĩ chẳng lẽ sắp thăng chức rồi. Về phương diện này thì hắn ta rất khao khát. Tuổi của con còn quá trẻ, bước tiếp theo mà con tiến lên đó là chức thứ trưởng. Nhưng vì tuổi của con, lý lịch lại quá nông cạn, mạng lưới quan hệ lại không đủ, còn về phần công tác thì đúng là con có chút thực lực. Nhưng nóng vội là một trong những điểm yếu lớn nhất của con. Làm thứ trưởng phải quản lý rất nhiều việc, phạm vi lại rất lớn. Nếu như mạo muội đề bạt con lên, chỉ sợ sẽ gặp phải sự hiểu nhầm của rất nhiều đồng chí. Kiều Viễn Sơn nói vậy khiến Diệp Phàm vẫn chưa hiểu ra ý gì. Bố nói con lên trước A là thứ trưởng, lẽ nào chỉ vì con còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa đủ nên bị gác lại sao ạ? Lẽ nào còn muốn con ở cấp giám đốc sở thêm mấy năm thậm chí là mấy chục năm sao? Thay vì một vị trí nào như bí thư thành ủy hoặc là chức vụ trưởng gì gì đó thì con thà về Tấn Lĩnh mà tiếp tục công việc của mình còn hơn. Diệp Phàm lại nóng giận, nhưng vẫn phải nhịn lại, bởi vì con người phải bình tĩnh, Kiều Viễn Sơn vừa mới nói rồi. Diệp Phàm cũng không muốn người khác xem thường mình. Chương 2766, Ủy viên Kiều truyền ý của cấp trên. Ha ha, đầu óc của con đúng là cứng nhắc. Kiều Viễn Sơn uống ngụm trà rồi cười nói. Con không hiểu họ có ý gì. Không được đề bạt lên chức phó tỉnh thì cũng chỉ là cấp giám đốc sở thôi, con lại chẳng có thêm kỳ tích nào. Nói thực, ở cấp giám đốc sở, con đã chuyển qua chuyển lại nhiều lần rồi. Từ ban đầu rồi đến Đồng Lĩnh đều như vậy, cứ nghĩ lại là thấy ghê người, vậy mà vẫn dậm chân tại chỗ. Chuyện này mà ai gặp phải thì cũng đều tức giận cả thôi, đúng không cha? Diệp Phàm nói. Nói như vậy thì còn được. Đột nhiên Kiều Viễn Sơn làm một động tác đánh banh rất kỳ lạ. Diệp Phàm suy xét một hồi, rồi sau đó đã hiểu ra. Cha, đó có phải là đánh bóng gần không ạ? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, ta cũng không nói ra đấy. Kiều Viễn Sơn tỏ ra vui vẻ, cười ha ha rồi đứng lên rời đi, ông để lại một câu. Ta đi đây. Con cũng cứ yên tâm, Viên Viên đã như thế rồi, cũng không nên đau buồn thêm làm gì,
làm như vậy là mất hơn được. Muốn làm việc lớn thì phải chịu khó, có sự kiên nghị, chứ không phải nói là chúng ta không có yêu thương nó, tình cảm và sự kiên trì là hai chuyện khác nhau. Diệp Phàm phát hiện bóng dáng của Kiều Viễn Sơn trông rất già nua, dường như ông đã già đi không ít. Con biết, cha cũng thương Viên Viên lắm, chỉ là cố ra vẻ rất kiên cường. Trong lòng Diệp Phàm xót xa, sống mũi đã cay cay, nắm tay phát ra tiếng răng rắc. Mình phải trở nên mạnh hơn. Đến tối, Phí Thanh Sơn cùng với Phí Đống đến phòng ngủ của Diệp Phàm. Sau khi Phí Đống kiểm tra qua một lượt thì trầm mặc một lúc. Cuối cùng, ông ta cũng lắc đầu nói. Người đã ra tay có công lực còn cao hơn cả ta. Nội lực của ta không thể đả thông vật trong đầu Viên Viên. Tôi nghi ngờ người này không phải là bán thần tiên. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng đó, bởi vì có những bí pháp rất khó giải thích nếu là cao thủ ngang cấp với nhau. Vì não bộ là bộ phận quan trọng nên chúng ta không thể liều mạng mà tăng nội lực lên được. Người hạ độc chắc chắn đã suy tính đến chuyện này rồi. Người này rất có mưu kế, đúng là đối thoại đáng gờm. Có phải là tiêu sát nhất của Hoa Sơn hay không? Diệp Phàm hỏi, nói lại sự việc đã xảy ra trước đây. Cũng có thể lắm. Phí Đống cũng thấy có mâu thuẫn. Đáng tiếc kỳ nhân có khuôn mặt trẻ con nhà họ Tuyết lại không đến. Bằng không, với khả năng của mình thì bà ấy sẽ có cách. Diệp Phàm than thở, trong lòng muốn dụ người tên Tuyết Hồng kia đến đây. Nhà họ Tuyết, kỳ nhân, Phi Đống và Phí Thanh Sơn kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nói tóm gọn lại một lượt những chuyện đã xảy ra, Phí Đống và Phí Thanh Sơn nghe xong cũng thấy thổn thức. Ta hoài nghi người đó có thể là ở một trong 10 cao thủ đệ nhất thiên hạ thời đó, Phi Linh Đang Tuyết. Phí Đống đột nhiên lên tiếng. Hai người đó đúng là có điểm giống nhau, nhưng nếu bà ta còn sống thì cũng phải 80 tuổi rồi, làm sao lại có khuôn mặt trẻ con được. Mà với khuôn mặt trẻ như thế thì bà ta sao lại có thể đạt đến cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết được. Nếu bà ta đúng là thiên tài như lời Diệp Phàm kể thì bà ta đạt đến cảnh giới thần tiên rồi, nhưng không đến 60 tuổi thì không cách nào làm được như vậy. Phí Thanh Sơn hoài nghi nói. Chỉ có Diệp Phàm tin tưởng vào điều đó, bởi vì hắn chắc chắn là nhà họ Tuyết có một người thừa kế mang khuôn mặt trẻ con kia. Có thế là lúc 10 tuổi đã được truyền thừa, cộng thêm công lực cực cao. Nên đã giữ khuôn mặt không biến đổi nhiều. Đương nhiên, điều này là cơ mật của nhà họ Tuyết nên không cho phép truyền ra ngoài. Diệp Phàm cũng không giữ kín nó. Diệp Phàm, sau này con có dự định gì? Phí Thanh Sơn hỏi. Còn có thể có dự định gì nữa ạ, cứ chờ đợi thôi. Con sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề của Viên Viên. Diệp Phàm nói. Còn về công việc thì sao? Phí Thanh Sơn hỏi tiếp. Diệp Phàm nói một lượt về dự tính sau này. Hắn cũng cảm thấy kỳ lạ chuyện vì sao Phí Thanh Sơn lại đột nhiên quan tâm đến công việc của hắn. Trước kia ông chưa bao giờ hỏi về chuyện này. Chắc chắn con thấy kỳ lạ phải không? Ngày trước ta không hỏi han gì. Là do thời gian trước ta gặp một đồng chí cấp trên từ Thiên Vân về, ông ấy đã nói chuyện của con cho ta biết. Nói muốn con đến làm việc bên ông ấy. Phí Thanh Sơn nói. Ông ấy chỉ cho con chức giám đốc sở, con không ứng thú với nó. Diệp Phàm nói. Ha ha. Không phải nẹ uốn đánh bóng gần sao? Có lẽ bên đó ông ta có bóng gần để mà đánh, không tin thì con có thể gọi cao đấy để hỏi xem, chỉ mất mấy đồng điện thoại thôi mà. Phí Thanh Sơn đưa ra một chủ ý cùi bắp. Diệp Phàm, ta thấy, con nên đi tranh đoạt hồng phần thiên yêu của Lao Sơn. Không chừng có hề có được thứ khiến tăng công lực của con. Bằng không, sẽ làm từng bước, thì biết đến ngày tháng năm nào mới thành bán thần tiên được. Cái thân thể này của ta cũng không đợi được. Phí Đống không tán thành ý định của Diệp Phàm, bởi vì ông ấy đã đặt hết kỳ vọng cuối cùng của nhà họ Phí lên Diệp Phàm. Tạm thời có đi cũng không có tác dụng gì. Không ngờ Diệp Phàm lại lắc đầu đáp như thế. Sao lại không có tác dụng gì, không phải là đã bất ngờ gặp dây xích sao? Con đã đột phá đến thập nhất đẳng cũng được một thời gian rồi. Nói không chừng hồng phấn thiên yêu lại có năng lượng đặc biệt có thể giúp con lên một tầng cao mới. Ví dụ như đột phá đến giai đoạn 3 của thập nhị đẳng thì sao? Những ngày con luyện tập đó ta biết, đương nhiên ta không nói con luyện tập như thế là không tốt, luyện tập là việc không thể hoãn lại được, nhưng có cơ hội thì sao ta không cố. Gắng, có đúng không? Đừng có xem thường hồng phấn thiên yêu, đệ tử của lịch đại rất muốn có được nó đấy. Tuy ta không hiểu rốt cuộc nó là thứ gì nhưng khi đó sư phụ đã rất coi trọng, chắc chắn đó là thứ tốt. Phi Đống có chút trách Diệp Phàm, mà ông ta cảm thấy tiểu tử này hình như có chút coi thường hồng phấn thiên yêu. Không phải vì chuyện đó,
mà là vì con vừa mới đột phá lên giai đoạn đầu của thập nhị đẳng. Nên trong thời gian ngắn thì khó mà đột phá thêm, đó là nghịch với trời, có thể bị sét đánh đấy. Diệp Phàm nói ra, Phí Thanh Sơn thất thanh nói. Con đã đột phá lên thập nhị đẳng sao, sao có thể? Vừa mới xong ạ. Diệp Phàm nói ra, hắn lại kể lại chuyện đảo hoang thêm một lần, dù sao nói cho hai người nhà họ Phí nghe thì cũng không sao cả. Quá thần kỳ. Sau khi nghe xong, không ngờ hai người lại đồng thời kêu lên. Đại bá, người xem, mật rắn có thể giúp người chữa được cái chân phế bị tắc kia không? Nếu như túi mật rắn đó có tác dụng thần kỳ như vậy. Nếu nó đã có thể khiến Diệp Phàm đột phá lên thập nhị đẳng được, thì không biết chừng người nuốt nó vào thì có thể chữa được cái chân phế kia, có thể khiến người đứng dậy được. Phí Thanh Sơn đột nhiên thốt ra mấy câu này. Phí Đống nghe xong thì có tia sáng lóe lên trong mắt ông rồi lại vụt tắt. Ông ấy cũng giật mình và động lòng, đồng thời, cũng cảm động phong cách cao thượng của Phí Thanh Sơn, bởi người đầu tiên mà ông ấy nghĩ đến là người nhà chứ không phải là chính bản thân ông ta. Phí Thanh Sơn là điển hình của một hào kiệt, là thần tượng trong lòng Diệp Phàm. Cho dù bây giờ công lực của hắn cao hơn ông, nhưng hắn vẫn tôn trọng ông. Có thể thử xem sao, nhưng cái chân của ta đã bị phế mấy chục năm rồi, dù cho có ăn mật rắn thì khả năng phục hồi như cũ cũng rất thấp. Vả lại, Thanh Sơn à, đảo hoang đó vừa thần bí vừa rất nguy hiểm. Nên cứ thôi đi, dù sao ta cũng quen rồi. Phí Đống đúng là nghĩ một đằng làm một nẻo. Diệp Phàm biết điều đó. Diệp Phàm, con nói đi, hòn đảo đó nằm ở đâu để ta đi thăm dò xem sao. Phí Thanh Sơn kiên quyết nói. Không được đi, Thanh Sơn, cháu là trụ cột duy nhất của nhà họ Phí. Cháu không thể mạo hiểm được, tuyệt đối không thể như thế được, ta không cho phép cháu đi. Phí Đống cũng rất kiên quyết. Nghiêm túc nói. Được, cháu không đi nữa. Phí Thanh Sơn gật đầu, Phí Đống thở phào nhẹ nhõm, nhìn về Diệp Phàm, ông cũng biết rằng Phí Thanh Sơn là người rất cố chấp nên ông ta chắc chắn sẽ đi. Ông lại không thể trói buộc ông ta cả ngày được. Hay là thế này, trong tổ cũng phải người đi, chỉ bằng sư bá đi cùng với họ, đến lúc đó sư bá sẽ tấn công con mãng xà này. Chọn được một người tài giỏi, chỉ cần một túi mật rắn là được. Con tin rằng một người trong tổ sẽ đồng ý thôi. Hơn nữa, có một cao thủ như người tham gia thì sẽ càng thêm đảm bảo thành công, chắc chắn họ còn vui mừng không hết ấy chứ. Diệp Phàm đưa ra chủ ý, ít ra nhờ đó mà bọn người Tây Môn Đông Hồng cũng an toàn hơn. Biện pháp này cũng được, nhưng ta sẽ lấy hai túi. Nhất độ cũng rất cần nó. Phí Thanh Sơn nói. Diệp Phàm muốn cầm điện thoại lên gọi, nhưng bị Phí Thanh Sơn ngắn lại. Để Nhất Hoàn nói với họ thì tốt hơn. Nếu như con tự nói thì lãnh đạo sẽ có suy nghĩ không hay. Đây là bí mật quốc gia. Tuy bọn biết Phí Thanh Sơn ta là ai, nhưng ai nói ra bí mật này cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Tổ trưởng cung sẽ nói con lắm chuyện, nói ra những bí mật quốc gia cho người ngoài, và lại thứ tốt như vậy thì cung khai hà cũng không đồng ý cho nhà chúng ta đâu. Phi Đống phân tích. Bọn họ chắc chắn biết con sẽ nói chuyện này với sư bá Thanh Sơn, vậy có gì khác nhau chứ? Diệp Phàm nói ra thắc mắc của mình. Khác nhau chứ, biết và nói ra là hai chuyện khác nhau, huống chi việc này ta hoàn toàn có thể bảo Nhất Hoàn tìm ra được một lý do hợp lý. Ví dụ, với chuyện này, Nhất Hoàn vẫn có quyền biết đúng không? Đến lúc đó tổ trưởng cung chắc chắn sẽ nghĩ rằng chính ta báo việc này cho Nhất Hoàn, nên Nhất Hoàn biết và yêu cầu như thế. Đừng nghĩ Phí Đống bị phế mấy chục năm rồi, nhưng ông ta vẫn biết về tình hình chính trị, đến nỗi Diệp Phàm cũng phải thầm nghĩ rằng gừng càng già càng cay. Người ta đúng là không những hiểu biết nhiều, mà còn biết nhìn xa trông rộng nữa. Đại sư bá, người nghĩ lại xem, lúc trước có người đến Lao Sơn, nói rằng hiện giờ Lao Sơn đã suy tàn. Ngay cả đạo quan cũng sắp sập. Việc này, Diệp Phàm cũng có chút khó nói, nhìn Phí Đống, ngập ngừng không muốn nói tiếp. Ừ, nói ta nghe xem. Phí Đống như cười như không nhìn Diệp Phàm. Nghe Diệp Phàm kể xong, Phí Đống hừ lạnh một tiếng. Cười nói, ông ta dùng là có cá tính, bày trò còn hơn cả quỷ. Thái sư bá đã gặp qua Ngưu Ly đạo trưởng rồi sao? Diệp Phàm kinh ngạc, lần trước Lý Khiếu Phong đến Lao Sơn, khi đó đạo trưởng Ngưu Ly ăn mặc quần áo cũ kỹ, nhìn rất đáng thương. Lão Lý còn đồng ý chu cấp 10 triệu cho đạo quan Lao Sơn. Nếu xem biểu hiện bây giờ của Phí Đống nghĩa là lão Lý đã bị người tên Ngưu Ly kia lừa gạt. Ha ha, ông ta là sư đệ của ta, mồm mép lấp lẻo. Có người đã bị hắn ta lừa rồi à? Phí Đống thản nhiên hỏi. Không phải chứ, không ngờ lão Lý còn bị lừa tới 10 triệu. Nhưng lão Lý nói đúng,
đạo quan ở Lao Sơn đúng là suy tàn, sắp thành nguy lầu rồi. Ví thế mà lão đã đồng ý chu cấp 10 triệu. Diệp Phàm cười nói. Chương 2767, tâm tư của Phí Đống. Ha ha ha. Hai người Phí Thanh Sơn bỗng cười sảng khoái. Xem ra tên Ngưu Ly kia không đơn giản, đúng là đặc sắc, ngay cả lão Lý cũng đã bị y xoay một vòng. Phí Thanh Sơn nói. Sau này ta cũng đến Lao Sơn, nhưng khi đó y còn nhỏ, chỉ khoảng 10 tuổi. Đừng nghĩ y tuổi nhỏ mà khinh, người trong môn phải đã bị y lừa qua hết rồi. Chỉ là trưởng môn rất sủng ái y, nên người khác chẳng có cách nào mà nói được. Có lẽ chắc chắn y làm bên bộ phận đối ngoại của Lao Sơn phái, giống như kiểu ngoại giao của Trung Quốc vậy. Vì thế mà lão Lý mới có thể gặp được y. Phí Đống cười nói. Lão Lý nói lão ta là trưởng môn. Diệp Phàm nói. Không thể nào, với cái bản tính của y thì không thể kham được chức trưởng môn đâu. Nếu làm hộ pháp của bên ngoại giao thì may ra còn được. Hiện giờ y là hộ pháp hoặc là viện trưởng thôi. Phái Lao Sơn không chỉ có một phân đà ở Lao Sơn, mà còn có mấy nơi khác nữa. Tất cả đều cử ra hộ pháp để chủ trì, thời đó họ gọi là viện trưởng, mà người đứng đầu phân đà được gọi là trưởng giáo. Phí Đồng cũng hứng thú nói về chuyện này. Diệp Phàm hiểu, ông ấy là đang nói một chút về bản thân. Đã mấy chục năm không về rồi, có thể hiện giờ nơi đó đã thay đổi nhiều rồi. Diệp Phàm nói. Cũng có thể, đã mấy chục năm rồi, dù là đá cứng thì cũng đã thành bụi phấn rồi, năm tháng thật tang thương. Nhưng cho dù nơi đó thay đổi ra sao, ít nhất vẫn còn có những người đệ tử, giống như Võ Đang, Thiếu Lâm, hay Nga Mi. Còn phái Thanh Thành không bằng Lao Sơn, Thanh Thành còn có mấy chục đệ tử huống chỉ là Lao Sơn chúng ta. Phải biết rằng, pháp môn của phái chúng ta không giống nhau. Ta rất tâm đắc thổ nạp. Con thu xếp thời gian mà nhanh đi một chuyến xem. Ta tin chắc rằng tên Ngưu Ly kia khi thấy bức thu sơn ưng mà ta đưa cho con thì sẽ không đùa bỡn con đâu. Tuy là kẻ hay nghịch ngợm, nhưng y vẫn có một điểm tốt, đó là biết tôn trọng trưởng bối. Và làm việc cũng rất đứng đắn. Một là một, hai là hai. Phi Đống cẩn thận dặn dò. Đa tạ thải sư bá đã nhắc nhở. Diệp Phàm cung kính hành lễ. Xem khí sắc của con thì rất tốt. Nhưng còn có chút phù phiếm. Có thể là vì con uống túi mật mà gây nên. Thế này đi, hãy dùng phương thức như lần trước, con dốc hết công lực đáng ta. Lực ép ra càng mạnh thì phản ứng của con càng lớn, để có được căn cơ tốt hơn. Phí Đống nói. Trong lòng Diệp Phàm thầm cảm kích, đừng tưởng Phí Đống nói nhẹ nhàng như thế, nhưng thực tế làm được rất khó. Mà hai chân của Phí Đống đã bị phế mấy chục năm rồi. Hiện giờ tuy công lực của ông ta cũng đã lên thập nhị đằng. Nhưng khi ra tay thì công lực sẽ hao khí rất lớn. Điều đó có thể sẽ làm tổn thương cả tâm thần lẫn đan điền. Bởi vì Phí Đống là bán thần tiên, nội khí đan điền của ông ta đã hóa lỏng rồi. Sau khi nó hóa lỏng hoàn toàn thì có thể đến cảnh giới thần tiên trong truyền thuyết. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, hắn không muốn Phí Đống đã tàn phế lại thêm tổn thương, nên mới nói. Thái sư bá, làm như thế sẽ không tốt cho người. Con sẽ luyện tập, có thể sẽ được. Lên đi. Gần cốt của ta đã lâu chưa có hoạt động rồi, làm giãn gân giãn cốt một chút cũng tốt. Chỉ tốn một hơi thì không sao đâu, dù sao vết thương lưu lại cũng không quá lớn, gân cốt này đã bị dằn vặt mấy năm rồi. Có thể giúp con có được căn cơ tốt thì cũng đáng lắm. Hơn nữa ta cũng cảm ơn con đã giúp Thanh Sơn lần trước. Thanh Sơn tiến triển cũng rất nhanh, đó là bởi vì nó đã đi nước ngoài 20 năm, tích lũy mà thành. Với tình trạng của Thanh... Sơn có lẽ sẽ có hy vọng đột phá đến cảnh giới bán thần tiên. Đến lúc đó cơ thể của Thanh Sơn phải luyện tập lại. Có thể sống đến 100 tuổi cũng không thành vấn đề, thậm chí cũng có thể sống đến 120 tuổi. Những người cao tuổi nhà họ Phí chúng ta đều sống lâu, người ngoài nghĩ rằng là do chúng ta chăm sóc sức khỏe tốt. Thực ra, đó đều là do nhà họ Phí chúng ta dưỡng sinh mà thành. Người nào không có công lực, sống lâu nhất cũng chỉ đến 80 tuổi. Bởi vậy, Thanh Sơn sống được hơn vài năm sẽ là một tin mừng với đám hậu bối nhà họ Phí. Phí Đống quay người, trượt bánh xe bay lên, tư thế trượt của ông ta rất kỳ lạ. Khi bánh xe lăn chạm xuống đất thì song trưởng của ông lại vỗ một cái, lợi dụng lực phản chấn để giữ chiếc xe trên khoảng không được một lúc. Chỉ cần mấy vỗ như thế mà chiếc xe đã lướt đến rừng cây ở sau núi. Đi thôi, dùng hết sức mà đấu với thái sư bá của con. Thực ra thúc ấy vừa muốn giúp con. Vừa muốn so đấu với cao thủ như con. Thường thì các cao thủ đều thế. Nếu không làm vậy thì còn luyện công làm cái gì? Đây không phải là trò đùa,
Luyện công là cả một kỹ thuật sống, mà còn rất khổ cực, tôi luyện cả ý chí của mình. Đi thôi, hãy để cho Thái Sư Bá có thể diện. Trong lòng ông ấy rất vui đấy, đi thôi nào. Phí Thanh Sơn nói liền ba lần, đi thôi, rất chấn thành, ông còn giơ tay ra vỗ vai Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng bị khơi dậy chí khí mạnh mẽ, liền trượt đến rừng cây ở sau núi. Đường Thành, Lý Tùng, Lý Cường, các cậu đều thấy rồi đó. Đây là một cơ hội lớn với các cậu đó. Diệp Phàm gọi điện thoại cho bọn người Đường Thành, ba người này sau khi nghe xong thì lập tức đến ngay, nhanh như lái máy bay vậy. Không lâu sau, Tuyết Hồng cũng đi đến. Lúc này Diệp Phàm đã bị cao thủ tát cho một cái, cũng rất đau. Vẫn là cảnh tượng như trước kia, nhưng lần này đã có chút thay đổi. Phí Đống ngồi trên xe lăn và Diệp Phàm đều đang ở trong rừng, lấy cây lớn làm đạo cụ mà tấn công và rượt đuổi. Đừng nghĩ Phí Đống trên xe lăn mà lầm, ông ta vẫn linh hoạt không thua Diệp Phàm là mấy. Đấy chính là thực lực của bán thần tiên. Mấy người Đường Thành o sớm nghẹn cả họng, đầu ưỡi đã uốn lại, thấy sợ. Một lát sau, mấy người trong tổ A cũng đến, ai nấy đều hứng thú đứng xem. Nhưng không ai dám to tiếng vì sợ ảnh hưởng đến cuộc tỉ thí của các cao nhân. Các cậu thấy chưa, bình thường các cậu chỉ hò hét hoành tráng lắm, thấy mình có chút tài năng đúng không? Giờ đi lên đấu với họ thử, xem coi ai còn dám khoe khoang nữa không? Đường Thành ra vẻ lãnh đạo, tiện thể giáo huấn đám người mới đến đó. Những người này đều là đội viên rút ra từ đội A, trong đó có một nửa đội viên dự bị của đội A. Đều là cao thủ tam đẳng. Vừa mới tới nghe thấy một nghiên cứu quân sự thuộc bộ phòng vụ, đám người này đã có vẻ không phục. Ai nấy đều rất buồn bực, cho rằng bản thân họ cao thủ vậy mà lại đến trông cửa cho loại thấp hèn này. Vì thế đám người đó liền oán hận, suýt chút nữa thì tai Đường Thành cũng bị ù rồi. Nhưng không dễ dàng giải thích cho những vị cao thủ này là những cao thủ nổi tiếng thứ 6 của tổ A. Anh ta chỉ có thể lấy bộ mặt cấp trên, lấy việc phục tùng của quân nhân mà ra lệnh. Đường Thành biết trong lòng mọi người không phục, nhưng cũng là cơ hội để mà hãnh diện. Cho nên khi Diệp Phàm gọi điện cho Đường Thành thì anh ta lập tức hỏi các đội viên trong tổ có thể đến quan sát không. Diệp Phàm thấy đám thanh niên này còn trẻ, nhỏ nhất thì không quá 16 tuổi, lớn nhất cũng không quá 25-26 tuổi. Hắn cảm thấy họ cũng được xem là cao thủ trẻ tuổi, cũng cảm thấy có chút tủi thân cho họ. Do đó mà khi Đường Thành đề nghị thì hắn đồng ý luôn. Còn về việc giữ bí mật thì Diệp Phàm đã dặn dò trước rồi, những người này lại là đội viên bên ngoài, đã sớm hiểu rõ bí mật quốc gia là gì rồi. Cho nên hắn cũng không lo lắng điều gì, vì thế trừ bổn đội viên giá trị ra thì 10 người còn lại đều đã đến. Đội trưởng Đường, đúng là hôm nay chúng tôi mới được mở mang tầm mắt rồi. Tính ra chúng tôi cũng không là cái gì, nhưng họ có được tính là người không? Hay họ là thần tiên? Một người có quan hệ tốt với Đường Thành, ghé vào tai anh ta mà nói. Tiên cái khối, cao thủ đã luyện công đến cảnh giới cao siêu cũng có thể làm được như vậy. Đường Thành đang thể hiện như một thầy giáo dạy học sinh. Luyện nội công có thể đến mức này sao? Anh nhìn coi, vị đại sư kia có mang theo xe lăn mà vẫn có thể trượt những 10 mét. Lại còn Diệp Phàm, thật quá thần kỳ, có thể ôm cả một cây to trước mặt họ như nặn sáp đất sét ấy. Một cậu thanh niên hâm mộ, nói. Ha ha ha, đương nhiên. Vì thế lần sau mà gặp họ thì phải cung kính, không chừng lãnh đạo vui mừng lại có thể dạy cho cậu vài chiêu, thế là được rồi. Đường Thành cảm thấy đúng là trong lòng thư thái, liếc nhìn anh mọi người một cái. Trong lòng cũng rất thích thú, vị thầy giáo này cảm thật hãnh diện. Thực ra Đường Thành kẻ nửa vời, bởi vì anh ta còn chưa đến cảnh giới đó. Khả năng mà cảnh giới này có thể làm điều gì thì anh ta đã thấy nhưng không thể cảm nhận được. Khoảng một giờ đồng hồ. Hai người đều đã toát cả mồ hôi. Cuối cũng rơi xuống đất rồi. Được rồi, các cậu có thể tránh ra. Diệp Phàm khua tay, Đường Thành đứng im, mọi người đều tránh ra. Thái Sư Bá, người chờ con ở đây nhé. Diệp Phàm nói xong thì liền bay về biệt thự. Thằng nhóc này định làm cái gì thế không biết? Phí Đống cười hỏi. Có lẽ là nó đi về làm việc gì đó hoặc là muốn hiếu kính với người thứ gì đó cũng nên. Tiểu tử này rất có hiếu. Cũng không hẹp hỏi. Phí Thanh Sơn cười nói. Thứ gì đó thì có gì hay. Tiền thì ta không thèm rồi, còn tòa nhà này cũng không tệ, đặc biệt là đằng sau lại có một rừng cây thế này. Đằng trước nhà còn để trống, dùng nơi đó để hàng ngày luyện tập một chút thì đúng là một lý tưởng. Biệt thự một ớn như thế này thì chắc chắn tốn không ít tiền. Phi Đống nhìn về Hồng Diệp bà họ mà nói. Đương nhiên rồi,
cộng thêm cả rừng cây đằng sau, nó chắc chắn phải rộng đến 2 dặm. Mà nơi này tuy không phải là 3 vòng trong 3 vòng ngoài nhưng cũng được bao bọc 4 vòng rồi. Nếu như bỏ đi để xây nhà thì chỉ tốn vài trăm triệu thôi, đây không phải là vấn đề lớn. Phí Thơ Na Sơn cười nói, nhìn bốn phía xung quanh. Đột nhiên ông sửng sốt, hỏi, đại bá có phải đã ngắm qua rồi phải không? Tiểu tử này đúng là hiểu ta, được lắm, được lắm. Phí Đống cười nói, thở dài, rồi lại nói. Ngày trước ta đã bó buộc trong ngôi nhà nhỏ, giờ thì ta có thể duỗi tay duỗi chân cho thoải mái. Môi trường ở đây rất tuyệt vời, lại còn có cả tình cảm lạ, đúng là ta có chút động lòng rồi đấy. Hay là người nói với Tiểu Diệp đi, nhưng đột nhiên ở đây lại xuất hiện một cao thủ, đại bá ở lại đây thì chắc chắn sẽ có phiền phức. Phí Thanh Sơn nghĩ đến vấn đề an toàn, lo lắng nói ra suy nghĩ của mình. Chương 2768, sắp xếp của nhà họ Phí. Từ cách làm của vị cao thủ thần bí kia có thể thấy kẻ đó không muốn làm thương tổn người vô tội, mà mục đích chủ yếu là muốn có được một thứ gì đó từ Diệp Phàm. Mặc dù đã ra tay hạ độc Kiều Viên Viên, nhưng người đó đơn giản chỉ là muốn lợi dụng chuyện này để đạt được thứ mình cần thôi. Mà ta cũng muốn gặp vị cao nhân này, nếu có bị thương dưới tay người đó cũng đáng. Thanh Sơn, sống trên đời, dù sao cũng cần có một hy vọng phải không? Ta mặc dù đã 100 tuổi rồi, chỉ sống thêm được vài năm nữa thôi. Đến lúc cuối đời, ta lại có thể làm được một việc gì đó có ý nghĩa thì cuộc đời này ta sống không uổng phí, con nghĩ có đúng không? Phí Đống nói ra suy nghĩ rất thoáng của mình. Con cũng tin thế, đại bá ở đây cũng được, con cũng sẽ thường xuyên tới đây. Và lại, Diệp Phàm chắc chắn sẽ có tiến bộ khi người ở đây. Phí Thanh Sơn nói, tư xê ra Phí Đống cũng không quá già, ông đã 70 tuổi, theo cơ thể của ông ấy thì sống thêm 3-40 năm nữa không thành vấn đề. Đương nhiên quan trọng là không được bị tổn thương làm nguy hiểm đến tính mạng. Không lâu sau Diệp Phàm quay trở lại, trên tay hắn lúc này đang cầm một cái hộp. Thái sư bá, đây là thứ mà con mang về, nó được lấy trên người con mãng xà kia. Giống con rắn mà con đã giết trước đây, nhưng con này thì nhỏ hơn, chỉ to bằng cái thùng nước nhỏ thôi ạ. Nhưng trong có thể nó có thứ này, to bằng 2 hạt đậu tương, vừa vặn bây giờ người đang đấu với con, là lúc mà cơ thể đang giãn ra. Nếu uống nó vào chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn bình thường nhiều. Diệp Phàm cung kính mang chiếc hộp đưa đến. Phí Đống cũng không khách sáo, mở hộp ra, thấy gì đó như mật rắn, liền lắc đầu, nói. Diệp Phàm, đây không phải là mật rắn, cái này ta nghe sư phụ nói qua, phải gọi là xà bảo mới đúng. Cái này cực kỳ quỷ hiếm, con rắn đó ít nhất phải sống 500 năm mới có. Bọn chúng sống quá lâu rồi. Thứ này là do tích tụ từ hàng năm hàng tháng dài đằng đẵng mới sinh ra được. Hàng ngày chúng đều hút tinh hoa của nhật nguyệt mà thành hình. Ví dụ như con rắn uống xương sớm cũng là một dạng tích lũy, sau 500 năm mới có thể hình thành được một viên rông như hạt trân châu, nó gọi là xà bảo. Thật không dễ dàng gì, con thử nghĩ xem, có bao nhiêu con rắn có thể sống đến 500 năm. Thực ra như thứ này đều có trên người những động vật trường thọ, ví dụ như rùa. Nếu con rùa sống trên 500 năm thì trong người nó chắc chắn sẽ có thứ này, nó được gọi là quy bảo. Nghe sư phụ ta nói, giống như trong truyền thuyết, các đạo sĩ tu luyện kim đan cũng sẽ có kim đan ở trong người. Nhưng sư phụ ta cũng nói là trước giờ người chưa từng thấy qua một người như vậy bao giờ. Trên đời này chắc chắn là không có thần tiên chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ví dụ, trong thời cổ đại thì còn có cao thủ cấp thần tiên, họ được gọi là gì thì ta cũng không rõ. Nhưng khi bọn đi tới đi lui, một bước đi có thể cách xa tới mấy mét, người khác cứ nghĩ rằng họ có thể bay được. Thực ra đó không phải là bay mà chỉ là vận khí mà thôi. Phí Đống nói, rồi đưa hộp đó cho Phí Thanh Sơn, nói tiếp. Ta sẽ đến hòn đảo thần bí đó, con hãy uống nó đi. Tuy xà bảo này không lớn nhưng có ta và Diệp Phàm hỗ trợ, không chừng con có thể tiến lên một bậc cao hơn. Giờ con đã là tầng thứ 2 của thập nhị đẳng rồi. Nên nếu bây giờ con đột phá thì điều này cũng sẽ giúp con rất nhiều trong hành trình đến hòn đảo kia. Không, không được, đại bá hãy uống đi, người đã lớn tuổi thế này rồi. Thân thể của con không sao, uống nó chỉ lên 2 tầng cảnh giới nhỏ thì cũng không giúp gì được mấy mà. Phí Thanh Sơn kiên quyết không nhận chiếc hộp. Con nghĩ lại xem, sau này con có thể giết được con mãng xà khác thì không phải đã tìm được thứ tốt hơn cho ta sao? Thanh Sơn, con là trụ cột của nhà họ Phí. Tuyệt đối không được có bất kỳ sơ suất gì. Phí Đống vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đại bá, người không cần nói nữa. Con tuyệt đối không uống mật rắn này đâu.
đại bá hãy uống đi. Diệp Phàm nói đã có được xà bảo này mấy tháng rồi, nếu cứ để như vậy khiến nó hỏng thì uổng phí lắm. Phí Thanh Sơn lắc đầu, cương quyết không uống. Được, vậy thì ta uống. Phí Đống cũng biết tính cách của đứa cháu này, sự việc nó đã định thì có dù có tám ngựa kéo cũng không kéo lại được, nên ông ta lấy xà bảo ra mà một hơi nuốt xuống. Chốc lát sau, cơ thể Phí Đống đã có phản ứng, sắc mặt ông ta lúc này đang chuyển sang màu tím. Phí Thanh Sơn rất lo lắng, nhỏ giọng hỏi Diệp Phàm, ban đầu có phải có sẽ có hiện tượng thế này không? Diệp Phàm lắc đầu, nói là lúc đầu sẽ có cảm giác như mơ màng vậy. Vì thế mà Phí Thanh Sơn càng lo lắng thêm nhưng ông cũng không có cách nào. Cả người Phí Đống đã chuyển sang màu tím. Không lâu sau, ông chạy quanh rừng cây một vòng, đương nhiên là có ngồi trên xe lăn. Lúc lên, lúc xuống, lúc thì sang trái, lúc lại sang phải. Điều này khiến cho cả Phí Thanh Sơn lẫn Diệp Phàm đều thấp thỏm lo âu. Nếu như cái thứ đó khiến Phí Đống chết đi thì Diệp Phàm cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt nhà họ Phí nữa, cho nên hắn càng sốt ruột hơn. Hắn hơi tự hối hận, có lẽ xà bảo này không giống như thứ mà hắn uống vào, không chừng lại có độc thì sao? Hoặc là bản thân hắn có thể kháng lại được chất độc đó, còn Phí Đống thì không. Đúng 5 giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng Phí Đống cũng dừng lại. Cái xe lăn đã bị ông đập nát như đống phế phẩm. Lúc này Phí Đống đang ngồi xếp bằng, chốc lát sau, trên trán ông ta bay lên một luồng khí nhìn giống như làn sương mù nhạt. Chẳng lẽ lại là ngũ khí triều nguyên, Thái Sư Bá đã đạt đến cảnh giới tam hoa rồi sao? Diệp Phàm chợt kinh ngạc, hắn dùng mắt ưng nhìn lên trán Phí Đống thì thấy khí phát ra rất kỳ lạ. Hắn phát hiện khí đó hình như có ba màu, Diệp Phàm không hiểu ra sao cả. Nghe nói, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, là biểu hiện của thần tiên. Phí Thanh Sơn cũng không biết chính xác đó là gì, nhưng thời điểm này ông không còn lo lắng nữa, mà lại rất vui mừng. Nếu Phí Đống thực sự bước vào cảnh giới thần tiên, thì đó chính là ân phúc đối với nhà họ Phí bọn hắn. Đây không phải là tam hoa tụ đỉnh nhưng cũng có khả năng là ngũ khí triều nguyên. Nhưng khí trên trán ta chi là tam khí trong ngũ khí thôi. Một khi ngũ khí triều nguyên rồi thì chắc chắn là đến cảnh giới tiên thiên. Bỗng nhiên lúc này Phí Đống mở mắt ra mà cười nới. Thái Sư Bá có cảm giác ra sao? Diệp Phàm căng thẳng hỏi. Rất tốt, trong nháy mắt vừa rồi không ngờ ta có thể đột phá đến cảnh giới tiên cảnh. Đừng thấy nó chỉ là cánh cửa, nhưng đối với bán thần tiên thì bước tiến này cũng rất quan trọng. Ta nghĩ là ta đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ của bán thần tiên rồi. Chỉ kém một tí nữa thôi là đến cảnh giới thần tiên rồi. Dù vậy, ta có lòng tin rằng, không chừng cuộc đời này lại có thể làm đạt đến cảnh giới thần tiên cũng nên. Hơn nữa, ta đã cảm nhận được là đôi chân bị tàn phế mấy chục năm nay đã có cảm giác như vận động lại được. Trước kia không thể bước xuống xe lăn được, nhưng giờ đây đã có chút hy vọng đi lại được rồi. Đợi đến khi ép toàn bộ chân khí xuống chân, hình thành một vòng tuần hoàn thì đó cũng là lúc mà đôi chân này đi được. Các con xem, có phải chân ta đã động đậy được rồi không? Phí Đống vui mừng nói, dùng sức di chuyển chân, đôi chân của ông ta đúng là động đậy được. Tuy rằng nó chỉ cử động nhẹ nhưng đó đúng là một tin vui rồi. Chúc mừng Thái Sư Bá. Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm, nếu cháu không ngại thì ta sẽ chuyến đến ở nơi này được không? Phí Đống đột nhẽn hỏi. Diệp Phàm lập tức mừng rỡ, nhưng sau đó lại có chút chần chừ, có vẻ chưa quyết định được. Có phải con đang lo lắng cao thủ bí mật kia sẽ đả thương ta phải không? Phí Đống cười nói, Diệp Phàm gật đầu. Cháu đừng lo lắng, người đó chắc chắn là cao thủ rồi, nên chắc không đến làm sằng bậy đâu. Nếu như người đó là bán thần tiên thì không biết chừng ta có thể giúp con trị được người đó đấy. Nếu bản lĩnh của người đó cao hơn ta thì chắn chắn kẻ đó rất biết cách làm người. Người đó sẽ không chấp nhặt với ta đâu, bởi kẻ đó căn bản không đếm xỉa đến chuyện nhỏ này. Hơn nữa, con cũng đã phải sai không ít người canh chừng bốn phía xung quanh sao. Bọn họ toàn là cao thủ dùng súng thì phải. Đúng rồi cháu cho bọn họ dùng súng liên thanh phải không? Ta thấy không cần thiết phải làm như thế đâu. Cao nhân nếu đã thực sự ra tay, thì bọn họ không có cơ hội dùng súng đâu. Ngược lại sẽ làm ra trò cười cho kẻ đó nữa. Phí Đống cười nói. Thái Sư Bá nói rất đúng, con sẽ bảo họ tản ra, không cần nhiều người canh giữ như thế nữa. Chỉ cần ba, bốn thuộc hạ hỗ trợ con là được. Còn súng thì dùng súng lục là được. Diệp Phàm gật đầu nói. Giữ lại hai khẩu súng bắn tia, bảo người chú ý vào. Nếu có cao thủ đến gây sức ép, ta tin rằng súng bắn tỉa sẽ uy hiếp được đấy.
Phí Thanh Sơn đưa ra cách nghĩ của mình. Ừ, cũng có lý ạ, vậy lưu lại đi. Phí Đống cũng thấy hợp lý. Nếu dùng súng bắn tỉa, thì bán thần tiến cũng không thế may mắn trốn thoát được. Thái sư bá, bây giờ con sẽ sắp xếp chỗ ở cho người. Hay là thế này đi, người tự đi chọn thì tốt hơn. Hồng Diệp bảo của con rất rộng, ngay cả đại sảnh đã có 3, 4 cái rồi, người sang đó nhìn. Xem, thực ra nó cũng được phân thành mấy cái bảo nhỏ, mỗi cái đều độc lập với nhau. Con sẽ chọn cho người nửa bảo có được không? Diệp Phàm đề nghị. Không cần đâu, ta sẽ ở cùng các con. Lấy phòng nào cách phòng của Viên Viên 5, 6 phòng là được. Còn lại người nhà họ Phí sẽ cho hai người đến để sắp xếp là được. Phí Đống nói. Diệp Phàm xúc động, hắn biết rằng Phí Đống làm như vậy là muốn bảo hộ cho Viên Viên. Nếu Phí Đống đã có quyết định như vậy, thì Diệp Phàm càn cầu mong gì nữa. Còn người nhà họ Phí. Đến hầu hạ Phí Đống có lẽ đó là người hầu trước đây của ông ta. Diệp Phàm cũng không có ý kiến gì. Không lâu sau người nhà họ Phí đã đến, thu dọn địa bàn. Ngày trước Hồng Diệp bảo đã được sửa chữa nên giờ cũng không cần phải sửa sang lại gì cả. Phí Đống không đòi hỏi gì, trong lòng ông ta ở chỗ này thì đã vui vẻ rồi. Nhưng đến buổi tối ngày thứ hai thì Phí Điệp Vũ đến đây. Cô cười khanh khách, lại còn tỏ ra xấu hổ khi đứng trước mặt Diệp Phàm. Điều này khiến Diệp Phàm không khỏi giật mình cười hỏi. Em đến thăm Thái sư bá sao? Không, tôi đến là để hầu hạ sư bá. Phí Điệp Vũ thể hiện rất lạ. Hầu hạ chăm sóc Thái sư bá, mấy ngày vậy? Diệp Phàm ngớ ngẩn hỏi. Vừa nới xong thì hắn ta đã phản ứng lại, biểu hiện như vậy không phải là không hoan nghênh người ta đến hay sao? Vì thế mà hắn ta xoa tay, xấu hổ nói. Thật ngại quá, em đến đây ở bao lâu thì anh đều sẵn lòng đón tiếp. Xem điệu bộ của anh chắc là không hoan nghênh em đúng không? Phí Điệp Vũ liếc mắt nhìn hắn mà nói. Không phải, không phải. Sao em lại nói thế, anh vui mừng vì em đến còn chẳng được nữa là. Diệp Phàm khua tay biện hộ. Anh nới là anh hoan nghênh em đến có phải không? Phí Điệp Vũ dùng giọng tinh danh mà hỏi. Đương nhiên rồi, em ở bao lâu cũng được. Diệp Phàm suýt chút nữa là vỗ ngực đảm bảo. Chương 2769, ba người phụ nữ một vở kịch. Ồ! Phí Điệp Vũ đột nhiên giơ ngón tay lên thể hiện vẻ tinh nghịch. Điều này cũng khiến Diệp Phàm ngây người không hiểu cô em gái này có ý gì nữa. Thái sư bá muốn hai người đến đây, một là Lưu Mama, một người là em. Anh xem, đồ của em cũng đã mang đến đây rồi. Lúc đầu em còn nghĩ rằng anh không thích em đến đây, nên cũng không dám mang đồ vào. Bây giờ anh đã đồng ý rồi thì em cho người mang đồ vào nhé. Phí Điệp Vũ cười khanh khách, chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, có mười mấy người đi vào, trên tay họ là túi to túi nhỏ, hòm to hòm nhỏ, tính sơ qua cũng phải đến mấy chục cái. Hơn nữa, chuyện khiến Diệp Phàm phải phùng mang trợn mắt chính là cả chiếc giường khắc Long Phượng cũng được di chuyển đến. Chiếc giường này có điểm giống như giường thời nhà Thanh, Diệp Phàm dùng mắt ưng nhìn thì phát hiện ra đúng là một chiếc giường cổ còn tổ. Lại còn là hàng thật nữa, tuyệt đối không phải là hàng nhái mà bên ngoài hay làm nhái. Em nghe kể lại rằng chiếc giường này là do cụ bà để lại cho em, nghe nói đó là giường ngủ của một quý phí đời Thanh. Năm đó vì nhà họ Phí có nhiều môn đệ, lại nhiều cao thủ, tổ tông nhà em còn có người làm hộ vệ tứ phẩm. Vì thế mà đã có được cái giường này, đó là một bảo vật trong nhà. Phí Điệp Vũ nói, nhìn người tôi mải mê sắp đồ, Diệp Phàm có cảm giác như mình làm hoàng thượng vậy. Hắn ta đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng nghĩ chẳng nhẽ Phí Đống lại có ý khác. Giờ Viên Viên còn hôn mê chưa tỉnh mà, cứ tưởng tượng thêm, Diệp Phàm đột nhiên dựng cả tóc gáy lên. Đi thôi, chị Điệp, anh Diệp à, chúng tôi đến phòng chị Điệp xem, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên đây. Lúc này Tuyết Hồng đi đến, gọi từ xa. Diệp Phàm vốn không muốn đi, nhưng bị Tuyết Hồng kéo đi. Đúng là cô tôi bày biện rất cẩn thận. Cách sắp xếp của Phí Điệp Vũ đúng là dựa theo thiết kế khuê các thời cổ đại. Gồm có bàn trang điểm, giường, màu sắc, hoa vân, ghế khắc phượng. Có đầy đủ mọi thứ, mà bên ngoài lại còn thêm hai gian nữa. Một gian là phòng khách, còn lại là phòng sách. Thực ra đó là một phòng nhỏ. Căn bản đây là phòng của Phí Cách Cách mà. Tuyết Hồng chớp mắt vẻ ngưỡng mộ, cô tôi nhảy lên trên giường của Phí Điệp Vũ mà lăn lộn, cười khanh khách nói. Thích quá, thích quá. Chị Điệp cứ như quý phi vậy, em ở bên phải, em sẽ là tiểu quý phi nên ở bên phải. Ở giữa là đại quý phi Viên Viên, anh Diệp chính là hoàng thượng vạn tuế. Ha ha ha,
Diệp Phàm nghe thấy vậy mà lạnh cả sống lưng, mặt hắn thì xám xịt lại. Chỉ có thể ngượng ngùng cười. Em nhầm rồi, Tuyết Hồng. Không được gọi như thế. Không ngờ Phí Điệp Vũ lại đỏ mặt nói với Tuyết Hồng. Các cô cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước, còn có việc. Lúc này, Diệp Phàm chỉ muốn chạy trốn. Không được đi, nghe chị Điệp nói xong đã rồi mới được đi, em vẫn còn có điều muốn nói với anh đấy. Tuyết Hồng đứng chống tay vào eo nói như một tiểu dạ xoa, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Có gì thì nói sau đi, hiện giờ tôi có việc phải đi thật mà. Diệp Phàm quyết tâm trốn, chỉ sợ để Điệp Vũ giải thích xong lại không thể đi được thì thảm rồi. Mấy ngày nữa người nhà tôi đến, nếu anh không nghe thì thôi vậy. Không ngờ Tuyết Hồng gọi Diệp Phàm lại, nói. Vừa nghe hắn đã sửng sốt, nếu như cao nhân nhà họ Tuyết đến chẳng phải là sẽ có lợi cho Viên Viên sao? Hắn đương nhiên nghĩ là người đến là Phí Linh đang Tuyết nhà kia, là cao nhân có mặt giống như em bé. Hắn ta có thể khẳng định, người này chắc chắn đã đạt đến cảnh giới đại cao thủ trong truyền thuyết. Bởi vì bán thần tiên Nam Vân Thiên Mi cũng không phải là đối thủ của bà ấy. Nếu bà ấy đến thì Viên Viên được cứu rồi. Cho nên hắn ta nhanh chóng quay người lại, cười tủm tỉm nói. Nói đi, tôi thích nhất là được nghe nói về câu chuyện của nhà họ Tuyết. Anh rất thích nghe kể chuyện đúng không Điệp Vũ? Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Phí Điệp Vũ cười nói. Hừ, đúng vậy, anh dùng là đồ nịnh hót. Tuyết Hồng cũng hừ một tiếng, nói. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng cười đanh thép. Sao em cũng đến đây vậy? Diệp Phàm cảm thấy có chuyện không ổn, tại sao Ninh Hòa Hòa lại đến đây nhỉ? Chị Điệp đã chuyển đến đây rồi, đương nhiên là em cũng có thể đến chứ. Ninh Hòa Hòa không sợ Diệp Phàm, ưỡn ngực đi lên, và Mai Thiên Kiệt lại đi đằng sau cô như một cái đuôi. Thái Di Trưởng về rồi à? Phí Điệp Vũ hỏi, liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Tự nhiên hắn ta cũng lúng túng, đang muốn tìm đồng chỉ Ninh và Chủ tịch Thiên Vân để đánh bóng gần. Hắn thầm nghĩ Phí Điệp Vũ đúng là chu toàn. Rất hợp với ý hắn. Vừa về, tôi vừa từ Thiên Vân trở về đây. Ninh Hòa Hòa ngồi trên giường của Quý Phi, chân rung rung, ngồi rất thoải mái. Tiểu tử kia, mang cho tôi chiếc ghế vào đây. Diệp Phàm nhìn Mai Thiên Kiệt, không vui vẻ lắm sai bảo. Tuân lệnh. Mai Thiên Kiệt cười rồi đi lấy ghế, mời sư phụ Diệp Phàm ngồi, rồi còn đưa lên cả một điếu xì gà, tách một cái liền châm lửa. Ừ, đây là hàng mới của Cuba, chúng được lắm. Mùi vị khá ngon. Diệp Phàm rít một hơi rồi thả ra khói, buông lời khen. Anh cũng làm một cây đi. Anh đã nghiện rồi lại còn mời Thiên Kiệt hút sao, không được hút. Ninh Hòa Hòa trừng mắt nhìn Mai Thiên Kiệt, anh ta liền rụt cổ lại, đỏ mặt nói. Trước mặt người ngoài, cho anh ít sĩ diện được không? Về nhà em là nhất, không thể thế này được, bằng không sư phụ lại cười cho đấy. Đó là sư phụ của anh chứ không phải là sư phụ của Ninh Hòa Hòa này. Hừ, em không nể mặt anh đó. Ninh Hòa Hòa nói, Mai Thiên Kiệt cũng không dám cãi lại. Tiểu tử này đúng là thảm ai báo lại thích tiểu nữ Ninh Hòa Hòa này. Vẫn là Viên Viên tốt nhất. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tự nhiên lại không muốn tham gia vào chuyện này nữa. Sư phụ, tôi chuẩn bị đến tỉnh Thiên Vân công tác rồi. Mai Thiên Kiệt nói, được lắm, đã có chủ tịch Ninh bao rồi, tiểu tử người cũng sẽ phất lên nhanh thôi. Nhưng không được để chủ tịch Ninh thêm phiền phức đấy. Diệp Phàm lấy chức sư phụ lên mà giáo huấn. Không phải là chủ tịch Ninh. Mai Thiên Kiệt nói. Không phải chủ tịch Ninh, lẽ nào lại sinh rồi. Diệp Phàm nghĩ trong lòng, Ninh Chí Hòa càng lên cao thì càng có lợi cho hắn. Chi là bí thư tỉnh ủy, vẫn chưa có điều chuyển chính thức. Ninh Chí Hòa cười nói. Chúc mừng nhé Hòa Hòa. Diệp Phàm cười nói. Hừ. Ninh Hòa Hòa tính ngước đầu lên, muốn nhéo mặt Diệp Phàm. Được rồi, gần đây tôi cũng làm mấy viên thuốc cho Điệp Vũ. Diệp Phàm giơ tay lấy trong túi quần ra mấy viên thuốc. Anh vẫn còn hậu cung Ngọc Nhan Hoàn Tử sao? Ninh Hòa Hòa lập tức nhảy phất từ trên giường xuống trước mặt Diệp Phàm, đã nhanh chóng đưa tay ra, nói. Chị Điệp có làn da hơn em rồi, nên chị ấy không cần cái này đâu. Thực ra, Phí Điệp Vũ còn phải gọi Ninh Hòa Hòa một tiếng cô. Bởi vì Phí Thanh Sơn và mẹ của Ninh Hòa Hòa là huynh muội của nhau. Mà Phí Điệp Vũ là cháu gái của Phí Thanh Sơn nên Ninh Hòa Hòa được coi là bề trên của cô. Nhưng hai người cùng tuổi nhau, Ninh Hòa Hòa vẫn gọi Phí Điệp Vũ là chị, gọi thuận miệng nên nhà họ Phí cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì cũng là bọn trẻ, kệ chúng đi, gọi sao cũng được.
anh Diệp tặng chị mà, nếu như em muốn thì chị cho em một viên nhá. Không ngờ Phí Điệp Vũ cũng kỳ kèo, nhìn bộ dạng cũng biết cô không nói đùa. Thực ra nếu ai đã dùng hậu cung Ngọc Nhan Hoàn thì chắc chắn không muốn nhường cho ai cả. Cho dù là thân thích cũng không được, bởi vì họ biết rằng đây là một vị thuốc cực tốt cho nhan sắc của họ. Bề dưới phải nhường bề trên chứ. Hừ hừ, Điệp Vũ, chị gọi em là gì thế nhỉ? Không ngờ Ninh Hòa Hòa lại tức giận, mang danh bề trên ra nói. Giờ lại gọi là Điệp Vũ rồi, cái từ chị kia đã bị lược bỏ mất. Phải là trên nhường dưới mới đúng chứ, bà chị họ, có phải không? Phí Điệp Vũ cũng không vừa, không ai nhường ai cả. Vậy thì mỗi người một nửa, không nói nhiều nữa, nếu không chịu tôi sẽ đi gọi cậu. Ninh Hòa Hòa đùa giỡn, cậu chắc chắn là Phí Thanh Sơn rồi. Được, một nửa thì một nửa. Phí Điệp Vũ bất đắc dĩ mà trả lời. Thế mới đúng chứ chị Điệp. Ninh Hòa Hòa lại lẻo mép nói. Tôi còn chưa đồng ý đâu, thuốc này là của tôi mà, các cô còn chưa thèm hỏi tôi sẽ cho ai đấy. Diệp Phàm cũng đùa giỡn, vênh váo vắt chân chữ ngũ. Mai Thiên Kiệt đứng sau vợ cũng thầm giơ ngón tay cái lên với Diệp Phàm, ý là sư phụ rất hoành tráng. Nên giáo huấn cho mấy bà cô này một trận mới được. Tôi nghe nói có người muốn đánh bóng gần, thì phải đánh cho hài lòng mới được. Bằng không, bán cô nương này đã không quấy rồi. Không ngờ Ninh Hòa Hòa lại nói ra câu vậy, Diệp Phàm liền đỏ mặt tía tai. Có lẽ việc này là sau khi Ninh Hòa Hòa vừa trở về nhà họ Phí thì Phí Thanh Sơn cũng đã nói qua chuyện này rồi. Chắc chắn là Ninh Hòa Hòa đã nghe được, nên bây giờ cô ta mới nói thế. Diệp Phàm thầm nghĩ thật là xui xẻo, tự nhiên lại gặp phải người đàn bà tai họa này. Đương nhiên Diệp Phàm cũng hiểu, Ninh Chí Hòa không thể nói cho Ninh Hòa Hòa biết được. Ninh Hòa Hòa không thể ảnh hưởng đến quyết định của Ninh Chí Hòa, nhưng lại có thể quấy rầy tâm trạng của vợ Ninh Chí Hòa. Đến lúc đó, gió thổi mang tai thì Ninh Chí Hòa cũng phải suy xét. Tốt nhất là không cần chọc giận cô gái này. Được rồi, cho các cô, coi như là tôi sợ các cô rồi đấy. Nhưng, Hòa Hòa, cô phải nói ngon nói ngọt cho tôi nhé. Diệp Phàm gọi người lấy thuốc đưa cho các cô. Không thành vấn đề, nói hay lại không cần tiền, sau này có thứ gì tổ đừng có quên bản cô nương này là được. Ninh Hòa Hòa gật đầu như gà mổ thóc, vui mừng khôn tả. Sau khi bật dậy, cô ta lấy thuốc trên tay Phí Điệp Vũ, cầm thuốc cất ngay vào trong hộp, chạy đặt nhanh vào tủ. Cái tủ kia còn có cả một cửa ngầm thời cổ. Thực ra đó như là tủ bảo vệ thời cổ, động tác của cô như mây trôi nước chảy, đến cả Diệp Phàm cũng trợn mắt mà nhìn. Chương 2770, mày dạn mặt dày đi trước. Trong lòng hắn tầm nghĩ, nhanh quá, đúng là tay lanh mắt lẹ, nếu cô ấy muốn tấn công người thì mình cũng phải cẩn thận một chút. Tuyết Hồng không hứng thú gì với trò này, bởi vì cô đã có khuôn mặt của Nhi Đồng, cô gái nhỏ đã nhắc lại chuyện cũ, hỏi. Chị Điệp, khi nãy chị còn chưa giải thích rõ ràng đó, tại sao em nói mình là Tả Quý Phi lại sai chứ? Đương nhiên là sai rồi, trong thời cổ phân thành bốn cung. Chính là Đông Cung, Tây Cung, Bắc Cung, Nam Cung, được gọi là Tứ Đại Nương Nương. Mà Nương Nương ở Đông Cung là vợ chính của Hoàng Thượng. Mà địa vị của Phi Tử thì thấp hơn một bậc so với các Nương Nương khác. Phí Điệp Vũ nói, Tuyết Hồng lập tức kêu lên. Không được, không được. Thế là em phải làm nương nương mới được. Em là Hữu nương nương, chị là Tả nương nương, chị Viên Viên là chính cung nương nương. Ha ha, chúng ta sẽ không để mụ Phượng Khuynh Thành kia chen chân vào. Nếu cô ta muốn đến thì cho cô ta vị trí nha đầu là được rồi. Đến lúc đó cô ta sẽ phải mang nước mà rửa chân cho chúng ta. Lời Tuyết Hồng nói ra khiến cho Diệp Phàm thấy lạnh dạ. Công chúa nhà họ Phượng lại đi rửa chân cho người khác được sao? Nếu sắp xếp cô ta rửa trận thì Diệp Phàm lão đại sẽ là người tắm, kỳ cọ cho các cô. 36 kế, chuồn là thượng sách. Các cô cứ nói chuyện đi, tôi có việc phải đi trước đây. Hắn ta mau chóng lên đi, lần này đúng thật là chạy bán sống bản chết. Đằng sau còn lại những tiếng cười khanh khách của mấy nữ nhân giống như gà mái đẻ trứng. 1.500 con vịt, đúng là loạn hết lên rồi. Mãi mới dừng bước lại có thanh âm của Mai Thiên Kiệt vang lên. 1.500 con vịt, đúng vậy. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Nếu Ninh Chí Hòa đã trở về thì mình phải nắm chắc cơ hội. 3 ngày nữa là đón năm mới rồi, đến lúc đó sợ người đến chúc Tết nhà bí thư Ninh lại như nước sông cuồn cuộn không ngừng. Tôi đến, Diệp Phàm thông báo trước cho Ninh Hòa Hòa nghe ngóng mà biết Ninh Chí Hòa đang ở nhà,
vậy là hắn lấy hai bình rượu, đến thắng nhà Ninh Chí Hòa. Đã đến đây lần thứ hai rồi, nên đồng chí Diệp Phàm như ngựa quen đường cũ. Nơi mà Ninh Chí Hòa ở là một phòng riêng, hiện giờ tuy ông ta đã điều đến tỉnh Thiên Vân, nhưng ban tổ chức trung ương vẫn không thu lại chỗ ở trước kia của ông. Là Tiểu Diệp à, vào đi, đến đây. Ninh Hòa Hòa chạy ra mở cửa, của vừa mở thì hắn đã nghe thấy lời chào hỏi của Ninh Chí Hòa. Ninh Hòa Hòa nhìn Diệp Phàm rồi giơ tay lên ý là đã nói lời tốt đẹp cho hắn rồi. Diệp Phàm hiểu được ý đó là cảm kích. Ninh Hòa Hòa lại đổi ngay sắc mặt, Diệp Phàm suýt chút nữa mà trợn mắt nhìn, trong lòng tự nhủ cô nàng đúng là tham, trước đó đã muốn hai viên mà bây giờ còn đòi nữa. Nhưng hắn ta cũng ra hiệu tạm thời không còn thuốc. Cuối cùng, Diệp Phàm nhận lấy ánh mắt xem thường của Ninh Hòa Hòa thì cô mới buông tha cho hắn. Dì Phí, ở đây còn mấy viên thuốc giống loại lần trước đã đưa cho dì, nhưng chất lượng mấy viên này còn hơn lần trước. Diệp Phàm đưa ra bình rượu Mao Đài, cười nói. Sau đó hắn liền lấy ra một cái hộp. Sao cháu lại làm thế, đều là người nhà mà, không cần phải tặng đồ quý như thế đâu. Vợ của Ninh Chí Hòa là Phí Hương Ngọc có ý thoái thác. Bởi vì có quan hệ với sư phụ Phí Phương Thành của Diệp Phàm và Diệp Phàm cũng đánh bại nhà Hoành Đoạn vì nhà họ Phí. Vì thế nhà họ Ninh rất nể Diệp Phàm, cũng xem hắn như con cháu trong nhà. Đều là người một nhà mà dì Phí còn khách sáo làm gì chứ. Diệp Phàm cười nói. Đặt cái hộp lên mặt bàn. Thấy ánh mắt của Phí Hương Ngọc cũng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đó. Hắn biết là nữ nhân tất sát kia rất có tác dụng. Thậm chí ngay cả Phí Hương Ngọc đã hơn 40 tuổi mà cũng chết mê chết mệt. Mẹ, mẹ không dùng thì con dùng. Ninh Hòa Hòa như thỏ chạy ra muốn vồ lấy chiếc hộp. Ai nói thế, lần trước dì Lưu hàng xóm thấy mẹ thay đổi nhiều nên đã hỏi chuyện này. Khi đó mẹ đã tiện miệng nói sẽ tặng cô ấy một viên. Con đừng có mà làm loạn lên, bỏ tay ra. Phí Hương Ngọc nhẹ nhàng vỗ vào lưng của con gái. Là vụ trưởng Lưu có phải không? Ninh Chí Hòa đặt tờ báo xuống, nhẹ nhàng nhìn, cười hỏi. Tử đã, chú Ninh, để cháu mát xa cho chú một lát. Diệp Phàm đột nhiên đứng dậy đi về phía Ninh Chí Hòa. Đúng là đồ nịnh bợ. Ninh Hòa Hòa bên cạnh càng thêm khinh thường. Tôi đây là có chút đạo hiếu, sư phụ còn chưa trở lại. Nên tôi mát xa cho chú Ninh thì sao gọi là nịnh bợ. Không thể báo hiếu cho sư phụ nên trong lòng tôi cũng buồn lắm. Nhưng đạo hiếu đó giờ tôi tạm thời chuyển sang chú Ninh thì có gì là sai. Da mặt Diệp Phàm có thể nói là còn dày hơn cả nồi sắt rồi. Hơn nữa, hắn lại còn dở mánh làm bản mặt bi tình. Ôi, Phương Thành còn chưa có tin tức gì. Quả nhiên Ninh Hòa vừa nghe đã thở dài nhìn Diệp Phàm. Trong mắt lóe lên chút yêu thương nói. Làm cho tốt đi. Phương Thành trở về mà thấy cháu thành công thì chắc ông ấy sẽ vui lắm đấy. Nói như vậy tức là hiệu quả mà Diệp Phàm cũng đã làm được rồi. Diệp Phàm chế túi mật rắn thành bột rồi thoa lên tay Ninh Chí Hòa. Sau đó nhẹ nhàng xoa bóp. Bởi vì Diệp Phàm phát hiện ra mặt rắn khi nghiền thành bột sẽ có hiệu quả khiến mắt sáng hơn, chứ không nhất thiết phải uống vào. Mà có hiệu quả về mắt trực tiếp, cũng đã thể hiện ra. Diệp Phàm cũng đã thử qua rồi, không hề có phản tác dụng. Quả nhiên khi Diệp Phàm vừa thu tay lại thì Ninh Chí Hòa mở mắt, ngạc nhiên nói. Cách xoa bóp này của cháu đúng là thật tuyệt, đây có phải là cách bấm huyệt mà các cao thủ như cháu hay làm không? Chú chỉ nói đúng một nửa thôi, thực ra, khi này cháu dùng mật rắn, kết hợp với nội lực để mát xa cho chú. Nhưng phương pháp này cũng có giới hạn, phải là cao thủ dùng nội khí phóng ra mới có tác dụng, bởi vì trong nội lực có thể trung hòa dược tính, hơn nữa nó có thể khiến dược tính phát huy tác dụng lớn nhất. Người thông thường không thể nào làm được. Diệp Phàm nói. Làm một lần thế này có thể giữ lại hiệu quả trong bao lâu? Ninh Chí Hòa hứng thú hỏi. Cũng khoảng được một tháng, đương nhiên, có thể do cơ thể từng người khác nhau. Ví dụ như sức khỏe chú tốt thì có thể giữ được lâu hơn. Nhưng tổng thể thì cũng khoảng một tháng, mà dùng càng nhiều thì hiệu quả càng tốt. Diệp Phàm nói đến đạo dưỡng sinh. Về phương diện này thì Ninh Chí Hòa biết Diệp Phàm là cao thủ. Nên cũng đồng ý với quan điểm này. Đương nhiên cũng phải từ từ thì mới vào đề được, chứ ai lại nói ngay đến chuyện, đánh bóng gần, thì chắc chắn sẽ không có hiệu quả và lợi ích. Điều này chính cách nói chuyện, cứng quá thì dễ gãy. Đối với cấp bậc đại soái biên giới như Ninh Chí Hòa thì đương nhiên không thể để, gãy, được rồi. Cháu nói xem nhà họ Phí chúng ta có mấy người có khả năng bôi thuốc cho ta được như cháu. Ninh Chí Hòa hỏi, đương nhiên là đã rõ ý rồi.
Ông ta nói vậy là muốn lấy một chút bột từ Diệp Phàm để bảo người nhà họ Phí bóp cho, như vậy thì thiện hơn nhiều. Dù sao Diệp Phàm cũng không thể đến đây mỗi ngày để làm việc này được. Chỉ sợ chỉ có Phí sư bá, và Phí thái sư mới có thể làm được, bởi vì muốn cách không bước ra nội khí thì ít nhất cũng phải là cao thủ thập đẳng. Nhất độ mới chỉ là thất đẳng, nên không được. Còn sư bá Phí Thanh Sơn gần đây đã đi du ngoạn, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể ở nhà được. Còn Phí thái sư thì đã cao tuổi rồi, chỉ là bôi thuốc nhưng cũng rất phí tâm lực. Diệp Phàm đúng là bẩn. Trước tiên dùng thủ đoạn nói chỉ có hai người làm được. Rồi sau đó lại loại bỏ luôn hai người đó. Nói như vậy khác nào nhà họ Phí không có ai có thể đảm đương làm việc này. Ai, ông cậu thì rất khó gặp được, có thế là cũng thích chuyện của giang hồ. Còn về Phí thái sư thì khỏi phải nói, để ông ấy bôi thuốc thì có khác gì mình muốn tự ngược. Ninh Chí Hòa thở dài. Còn có một người cũng được, đó là Phí đống thái sư. Diệp Phàm bổ sung thêm một câu, tự nhiên lại nói ra câu vô nghĩa. Người ta là người tàn tật, chả lẽ Ninh Chí Hòa ông còn không biết xấu hổ mà đi cầu ông ấy. Hơn nữa, phòng trừng Ninh Chí Hòa cũng không dám đi phiền toái người già nhất Phí ra. Ha ha, cậu có lẽ tính toán rất hay nha. Ninh Chí Cùng cười cười, quả nhiên ông ta đã hiểu kế sách của Diệp Phàm. Chẳng qua là, Diệp Phàm lại cảm thấy Ninh Đại Lão phỏng chừng cũng cân nhắc đến tâm tư của mình. Cho nên, cái tiếng cười kia chắc hẳn có chút ý tứ hàm xúc. Diệp Lão Đại giả bộ như chưa phát hiện, cười nói, nếu những biện pháp này không được thì thực ra còn có một loại biện pháp khác có thể thực hiện. Gì nói này, Tiểu Diệp à, cháu cũng đừng dẫn chúng ta vào bến mê, có chuyện thì nói nhanh đi. Sau khi nghe xong thì dì cũng đi chuẩn bị chút điểm tâm. Phí Hương Ngọc cười nói, đương nhiên là bà quan tâm đến sức khỏe của trông giòi. Cả ngày chồng bà ngồi xem tài liệu, mắt mờ đến mức không thấy gì nữa rồi. Chuyện chú Ninh an bài cháu đến Thiên Vân không phải là đã được giải quyết rồi sao? Diệp Phàm dày mặt nói ra mục đích của mình. Ha ha, cháu cứ vòng vo mãi có phải là vì chuyện này đúng không? Dù sao cũng coi Diệp Phàm là con cháu trong nhà nên Ninh Chí Hòa cũng cười đùa. Việc này, ha ha, nói chuyện với chú Ninh đương nhiên là phải vòng vo rồi. Bằng không chú sẽ nói cháu này nọ. Diệp Phàm gượng cười, lại đổi thêm một ánh mắt khinh khỉnh từ Ninh Hòa Hòa. Đến thư phòng ngồi, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Ninh Chí Hòa nói, đứng lên, Diệp Phàm đương nhiên là đi theo rồi. Tiếu Diệp, lần này cháu cầm hai viên. Lát nữa ta tặng chị Lưu một viên, còn lại một viên. Không ngờ trên cầu thang đồng chỉ Phí Hương Ngọc lại lên tiếng như thế. Thực ra, Diệp Phàm nghe thế mà lấy làm vui. Chỉ có ai đối xử như người nhà như dì Phí mới nói thẳng ra như thế thôi. Xem ra, tình cảm mấy năm nay mà mình đầu tư vào đây không có uổng phí. Tình cảm giữa mình và nhà họ Ninh đã tăng thêm một bước. Trước kia nhà họ Phí chỉ coi Diệp Phàm là đệ tử của Phi Phương Thành, giờ thì khác rồi. Hắn có cảm giác như mình là con cháu trong nhà vậy. Đương nhiên Diệp Phàm muốn có cái kết quả này, mục tiêu trở thành con cháu nhà họ Ninh đã đạt được. Đừng nói Diệp Phàm có tâm địa xấu xa, đó là điều bình thường mà. Không sao ạ, lần này cháu có nhiều thời gian rảnh rỗi, cháu sẽ đi hái thuốc. Một khi làm xong cháu sẽ chuyển cho dì. Đến lúc đó cháu cũng đi Thiên Vân rồi, nghe nói thuốc ở đó rất nhiều, như thế sẽ tiện hơn nhiều có phải không dì Phí? Thuận tiện lại có thể giúp chú Ninh nữa, thế là vẹn cả đôi đường rồi. Diệp Phàm lại trưng ra cái bản mặt dày cộp, người ta còn chưa đồng ý mà chính hắn đã có kế hoạch đến Thiên Vân rồi. Đúng là rất buồn cười. Ha ha ha, Ninh Chí Hòa cũng cười lớn. Vào trong thư phòng của Ninh Chí Hòa, ông tự đi pha trà. Nhưng bị Diệp Phàm chặn lấy, nói. Chú cứ để cháu làm, cháu có chút trà ngon, kết hợp với thuốc đông y. Trà này không những là đồ uống ngon mà còn có lợi cho cơ thể nữa. Cháu đúng là biết nhiều trò, thế thì tùy cháu. Ninh Chí Hòa ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức món trà mà Diệp Phàm làm. Chương 2771, cuối cùng lão Lý cũng đã hiểu. Trà này là do Hòa Thượng ở Đồng Lĩnh làm, còn được gọi là công phu trà. Bởi vì, trong quá trình chế tác phải dùng nội công để mà nhào nặn. Mà kết hợp thêm nhiều thuốc đông y, quả nhiên là đồ tốt. Người thường không có cái phúc này được. Người bình thường muốn làm cũng không thể làm được, đó là khí rắn. Gõ xuống một cái Ninh Chí Hòa biết đúng là đồ tốt, quả nhiên đã khen ngợi. Được lắm, sau này khi có lãnh đạo đến, cháu giúp ta pha trà nhé. Ninh Chí Hòa cười tủm tỉm,
Diệp Phàm vừa nghe mặt đã hiện lên những tia sáng kỳ lạ. Lãnh đạo của Ninh Chí Hòa là cấp bậc gì chứ? Đến lúc có khách quý đến chắc chắn phải là cấp bộ rồi. Còn về lãnh đạo cấp phó chủ tịch, cũng có thể nhìn thấy được. Đây chính là cơ hội lớn từ gần quan mà được ban lộc. Không thể không quan tâm được, cứ làm quen trước đã rồi tính sau. Chú Ninh đồng ý cho cháu đi rồi đúng không? Và vui hơn chính là việc này rồi. Không phải đã sớm nói với cậu rồi sao, chính là con đường mà trước kia đưa cho cháu. Đã nói rồi mà, nếu cậu muốn cứ gọi điện đến ta sẽ sắp xếp cho, hơn nữa, bên bố vợ cậu cũng phải làm thêm động tác. Như vậy không đơn giản sao? Ninh Chí Hòa nói ra khóe môi Diệp Phàm giật giật, trong lòng tự nhiên cảm thấy mát hơn, mà cũng có chút kỳ lạ. Nếu như Phí Thanh Sơn mà chơi đánh bóng gần với Ninh Chí Hòa, thì tại sao Ninh Chí Hòa lại giải cho hắn con đường khác? Mà lại vẫn phải đi con đường phó chủ tịch tỉnh đến chủ tịch thành phố. Mà, vừa đi đã là cấp giám đốc sở, Diệp Phàm không muốn lại đi con đường cũ. Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ đến chức cấp thứ trưởng. Cái chức phó chủ tịch thường trực đã là quá cao với Diệp Phàm, không thể vào má được. Sao thế, nhìn sắc mặt cậu như không muốn làm chức phó chủ tịch thường trực à? Ninh Chí Hòa sửng sốt, hỏi. Ở chỗ Ninh Chí Hòa này, khả năng che giấu của Diệp Phàm còn kém lắm. Thể hiện rất lộ. Đương nhiên, Diệp Phàm đã coi Ninh Chí Hòa như người nhà, nên cũng không muốn che giấu. Thực ra là hắn ta cố ý như thế. Chính là đợi cho Ninh Chí Hòa hỏi lại, bản thân cũng sẽ đưa ra kế đánh bài gần. Không phải, chú Ninh, cái này. Diệp Phàm có chút khó nói, chỉ sợ người ta tức. Bởi vì Phí Thanh Sơn đã nhắc. Như vậy là đã biết đánh bóng gần rồi. Nếu mà cứ tiếp tục nói thì người ta sẽ chán ghét, đây là điều tối kỵ trong nói chuyện. Sao từ bao giờ mà cháu lại thành các bà cô thế, nói một lời, đờ hay không? Ninh Chí Hòa cũng coi Diệp Phàm như người nhà, vì thế mà dứt khoát, từ thái độ của ông ấy có thể thấy ông ấy cũng có chút nóng giận. Không phải, chuyện đánh bóng gần chú Ninh đã suy xét chưa ạ? Diệp Phàm cũng bị ép, sợ rồi, toát cả mồ hôi chán. Dù sao cũng phải lưu manh nhắc lại xem sao, cuối cùng cũng tranh thủ chút, không được thì hắn sẽ theo con đường mà lão Ninh đã vạch ra. Lại trở về đồng lĩnh cũng không có gì cả, mà hắn ta cũng tự thấy làm nhiều việc cho Tề Chấn Đào, thấy không phụ lòng ông ta rồi. Hơn nữa bên trên cũng có ý đó, bố vợ cũng đã nhắc rồi, giờ khắc này mà không tranh thủ thì sẽ phải hối hận cả một đời. Một khi bước lên con đường phó chủ tịch thành phố có thể không đến ba. 5 năm lại có thể được đề bạt lên vị trí chủ tịch tỉnh. Bởi vì thủ phủ của tỉnh Yêu Vân là thành phố cấp phó tỉnh, nên chủ tịch thành phố cũng là cán bộ cấp phó tỉnh rồi. Mà bí thư thành ủy cũng chính là bí thư tỉnh ủy. Con đường mà Ninh Chí Hòa trải ra là từ phó chủ tịch thành phố thường vụ chủ tịch thành phố thường ủy tỉnh ủy kiêm bí thư thành ủy, nếu như không nhắc đến chuyện đánh bóng gần kia. Con đường này có thể nói là một con đường khang trang. Lăn lộn 7, 8 năm mới có thể vào thường vụ tỉnh ủy. Bởi vì Ninh Chí Hòa là nhân vật số 1 của tỉnh Yêu Vân. Đánh bóng gần, thế là sao, cậu đừng có bừa bãi. Lại còn thế nữa, đồng chí Tiểu Diệp, đầu óc cậu có hồ đồ không thế? Ninh Chí Hòa tức giận, chau mày lại. Cái giọng điệu nặng nề, cảm thấy tên tiểu tử này không biết thân biết phận, tự bản thân đã phải trải đường cho nó thế mà nó lại không coi ra gì. Chú Ninh không hiểu chuyện đánh bóng gần sao? Diệp Phàm tự nhiên thốt ra, suýt nữa thì cắn răng. Có thể việc này không phải như việc của bản thân vậy. Căn bản là Phí Thanh Sơn không nói gì về chuyện này với Ninh Chí Hòa. Nghĩ thì cũng đúng, Phí Thanh Sơn chỉ yêu thích võ nghệ, làm sao có thể nhắc nhở cho Ninh Chí Hòa về chuyện trốn quan trường. Bản thân chắc chắc sẽ hiểu nhầm ý của Ninh Chí Hòa. Thế nào là đánh bóng gần, cậu nói xem nào. Đúng là hồ đồ không biết làm cái gì nữa. Ninh Chí Hòa đã lấy lại bình tĩnh, có thể cũng đã cảm nhận được trong chuyện này có chút hiểu nhầm chăng. Bằng không Tiểu Diệp hiểu chuyện như vậy thì sao có thể nói chuyện đó được. Thế là Diệp Phàm mơ hồ nói lại chuyện, việc này không thể dùng những lời nói toạc ra được. Không phải là không có căn cứ, với tuổi chưa đến 30 của cháu, kinh nghiệm lại không đủ, sao có thể đề bạt lên chức phó tỉnh được. Ngay cả trên lý thuyết thì đánh bóng gần cũng không được. Sẽ khiến người ta loạn mắt, có những chuyện cậu cũng không được nghĩ quá tới bờ nào đó. Mà cũng có những chuyện có thể đề cập được. Nếu như cậu tin tưởng thì sẽ không có lợi cho cậu. Đi được đến đây không phải là dễ dàng. Không thể để bản thân tự hại mình được. Ninh Chí Hòa có chút không tin, lắc đầu uống ngụm trà. Có những lời nói thầm thía,
và cũng tâm sự với đồng chí Tiểu Diệp, mà cũng nhắc nhở đồng chí cũng đừng rơi vào bẫy. Quan trường cũng rất hiểm ác, sợ ý bước một bước sẽ khiến cho ta rơi vào vực thẳm mà không thể quay lại được. Nhưng, những lời nói của Ninh Chí Hòa cũng rất huyền diệu, khiến cho người ta phải suy nghĩ. Không thể, cái này cháu không thể nói là ai nói, nhưng cháu dám khẳng định, người nói ra điều này chắc chắn là người có thế lực. Mà ông ấy không thể hại cháy, điểm này chú Ninh cứ yên tâm. Diệp Phàm lắc đầu, trong lòng nghĩ bố vợ không thể hại mình được, như thế thì mặt trời mọc đằng tây rồi. Ồ! Ninh Chí Hòa nói, trong mắt cũng lóe ra tia kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm sau đó nhắm hai mắt lại như ngủ gật vậy. Diệp Phàm biết là ông ấy cũng đang suy nghĩ nên cũng không lên tiếng. Tâm trạng Diệp Phàm đã phức tạp hơn, như một tội phạm đang đợi tòa tuyên án. Người kia đã đến cấp bậc nào? Ninh Chí Hòa đột nhiên mở mắt, nhìn Diệp Phàm rồi giọng điệu đã nhẹ nhàng đi chút nói. Tiểu Diệp, đây là việc lớn ta không thể không hỏi lại, bằng không làm sai một bước sẽ hủy hoại cả đời cháu. Mà cũng sẽ khiến bản thân ta bị động. Việc này Diệp Phàm đều hiểu, nếu như Ninh Chí Hòa làm, nếu như trên không có ý này thì sẽ tạo cho lãnh đạo không tin tưởng, sẽ để lại ấn tượng xấu. Đối với cán bộ cấp cao như Ninh Chí Hòa, mỗi lời nói, hành động đều quan trọng. Đặc biệt là khi nói chuyện với cấp trên, một câu không đúng sẽ mất đi tiền đồ chính trị. Cấp phó chủ tịch nước, vẫn đương nhiệm, bộ phận quan trọng. Diệp Phàm không thể nói ra là bố vợ hắn, chỉ có thể nói như thế, chắc chắn rằng Ninh Chí Hòa sẽ hiểu. Câu nói này có điểm nhấn chính là ở chữ còn đang nhiệm. Nếu là phó chủ tịch nước thì chắc chắn là tốt, người được nhận đãi ngộ này của nhà nước chắc chắn ít. Nếu như nói đã về hưu và vẫn còn đương nhiệm thì kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Mà Diệp Phàm lại còn thêm một chữ bộ phận quan trọng thì chắc chắn là rõ rồi. Người này hiện không những đương nhiệm mà còn làm nhiệm vụ tương đối quan trọng, là bộ ngành hàng đầu của nhà nước. Người này nói ra sẽ lợi hại hơn người làm chức bình thường. Ha ha ha! Ninh Chí Hòa cười rất sảng khoái, nhìn Diệp Phàm nói. Cậu này, lại còn chơi trò đoán với ta, không phải là đồng chí kia của cậu sao? Ha ha, đó là chú đoán chứ không phải cháu nói. Diệp Phàm cũng dùng ánh mắt giả dối đáp lại, có nghĩa là thừa nhận rồi. Lại còn dám đùa cợt trước mặt ta, cậu cứ về đi, một khi có gì ta sẽ điện thoại. Cậu phải chuẩn bị cho tốt, tốt nhất là thương lượng với đồng chí đó. Bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng, việc này chắc chắn có hy vọng. Ninh Chí Hòa tin tưởng. Đương nhiên. Đối với một đồng chí có thể làm được việc như Diệp Phàm thì Ninh Chí Hòa cũng quyết tâm mà giúp hắn cũng đúng thôi. Bởi vì ông cũng muốn hắn ta đến Thiên Vân để giúp ông. Bởi vì những việc mà Diệp Phàm làm bên Tấn Linh ông ấy cũng đều theo dõi cả. Đối với người tài, thì cũng cần phải có vài người. Bằng không, bên cạnh toàn là đồ nịnh hót, thì không có lợi gì trong chốn quan trường. Nịnh hót cũng phải có nhưng tiên phong phải là người tài, nịnh hót thì phải trung thành, người tài thì phải kiêu ngạo. Có khi thậm chí cũng phải khiến lãnh đạo phát hỏa. Nhưng tuyệt đối không thể thiếu hai người đó, bởi vì kẻ nịnh hót sẽ khiến cho lãnh đạo có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bởi vì họ có thể nghĩ ra những thứ khiến cho lãnh đạo hài lòng, nói năng sẽ khiến lãnh đạo thoải mái. Ví dụ như Hòa Thân, Càn Long đâu có không biết rằng ông ta lòng xạ gian xảo. Nhưng Càn Long vẫn cần người đó, anh có tham cũng được nhưng chỉ cần cái lòng tham đó cũng khiến cho Càn Long dễ chịu thì cũng được. Bằng không, quốc khố lấy đâu ra nhiều tiền thế để Càn Long thất hạ Giang Nam. Còn người tài lại khiến cho lãnh đạo có cảm giác an toàn. Không có nhân tài thì sự nghiệp không đi lên được, thế sẽ không có cảm giác an toàn, bởi vì lúc nào cũng lo cho cái mũ trên đầu. Cho nên kẻ nịnh hót và người tài đều có tác dụng, nhưng tác dụng đó không giống nhau, hai người đó mà kết hợp lại sẽ khiến cho lãnh đạo sẽ vô tư, chẳng lo lắng gì. Cuối cùng muốn nói với cậu, câu chuyện của cậu. Khiến tôi thấy phục đồng chí kia của cậu, có thể dám làm chuyện này. Chúng ta sẽ phải có chút kỵ hối đó, dù sao cũng sẽ hơn thông thường chút, thế này không giống như cách làm việc của đồng chí đó. Ninh Chí Hòa còn bổ sung thêm. Chính xác là đang chỉ Kiều Viễn Sơn rồi, bởi vì Kiều Viễn Sơn làm gì cũng sẽ mong bình ổn. Thông thường ông ấy sẽ không thể nào làm chuyện vượt rào thế này, bởi vì nước miếng quá là nhiều. Mặc dù Diệp Phàm là người của mình nhưng Ninh Chí Hòa tin rằng Kiều Viễn Sơn không thể nào làm chuyện phạm quy định thế. Lời nói thật là đáng sợ. Chương 2772, lập luận sắc sảo. Cháu nghĩ phong cách của ông ấy khó mà thay đổi, lần này. Diệp Phàm nghĩ rồi nhìn Ninh Chí Hòa, quyết định vẫn là thử,
cũng muốn đồng chí Ninh Chí Hòa có thể buông tay to gan mà thao tác. Bởi vì việc này Lý Khiếu Phong cũng có nhắc đến, thủ trưởng cung thì không phải nói rồi, nhưng Diệp Phàm biết chắc chắn là tổ trưởng cung đã nghe miệng lão Lý nói lại. Bởi vì tổ A không thể tham dự vào chuyện chính trị được, thế là Diệp Phàm nói. Chú cũng biết cháu còn một thân phận khác, lần này cháu đã đi hơn nửa năm rồi. Có thể nói trên đường Hoàng Tuyền đi một vòng rồi nhanh chóng quay về. Nên cứ coi như là bồi thường chút đi. Mà, những chuyện ở Tấn Lĩnh cháu đã làm cũng rõ như ban ngày. Cũng đã nói đến chuyện đánh bóng gần. Bằng không, với phong cách của ông ấy thì không thể ra tay. Chú Ninh, chú cũng không phải không hiểu thói quen của ông ấy. Nếu không nhắc đến chuyện này, có thể ít nhất cũng phải đợi 4, 5 năm nữa. Thì ra như vậy, được, coi như là bồi thường. Thái độ Ninh Chí Hòa rất mập mờ, cứ như mãnh liệt lắm. Tự nhiên như đốt Diệp Phàm lên. Bởi vì Kiều Viên Viên đang trong tình cảnh này nên Diệp Phàm không dám nói với người nhà. Đành phải nói với cha mẹ là hôm nay đi xem ngày, nhà họ Kiều nói ngày này không thuận lợi để kết hôn, phải chờ sang năm. Cha mẹ Diệp Phàm cũng không hoài nghi gì cả, con trai nói thế nào thì cũng biết thế thôi. Mà nhà họ Kiều là một gia tộc lớn, nhà họ chắc chắn sẽ nghe theo nhà họ Kiều thôi. Đó là ý nghĩ của cha mẹ Diệp Phàm, chẳng qua là bà mẹ muốn bế cháu nên cứ giải dòng đôi điều. Vì Kiều Viên Viên đang thế này nên dự định cha mẹ Diệp Phàm lên kinh thành đón năm mới cũng đã bị hoãn lại. Chủ yếu là sợ cha mẹ lo lắng, mà Hồng Diệp bảo lại không được an toàn. Diệp Phàm tranh thủ thời gian này mà vội vàng về thăm nhà, và cũng tiện về Tấn Lĩnh báo cáo tình hình công tác. Đã về rồi à? Tề Chân Đào hỏi. Vâng, đã về ạ. Diệp Phàm gật đầu. Ngồi đi. Tề Chấn Đào chỉ xuống chiếc ghế đối diện, mời Diệp Phàm ngồi xuống. Diệp Phàm liền ngồi xuống ghế, tiện tay lấy ra hộp xì gà, rút ra một điếu mời Tề Chấn Đào. Tề Chấn Đào cũng không lên tiếng, sau khi cầm lấy liền hút thuốc. Hai người bắt đầu phì phò hơi thuốc. Mãi lâu sau, điếu xì gà cũng đã hút hết nửa rồi, Tề Chấn Đào dập xuống, nói. Có phải cảm thấy tủi thân không? Đúng, có chút ạ. Không phải là tủi thân mà thậm chí là phẫn nộ. Diệp Phàm thành thật gật đầu, đương nhiên là chỉ việc Tấn Lĩnh đã bỏ chức của hắn đi. Vị trí trợ lý vẫn còn, vị trí khác không cần cũng được. Tề Chấn Đào khua tay, nói. Sau khi ăn Tết xong ta sẽ đề nghị lên trên để sắp xếp công việc cho cậu, chắc chắn là không về được Đồng Lĩnh và Phong Châu rồi. Nhưng Tấn Lĩnh lớn như vậy, cậu thấy thành phố Long Giang thế nào? Trở về tỉnh cũng sẽ gần tỉnh ủy. Làm việc càng có hiệu quả. Chú Tề định cho cháu công việc gì? Diệp Phàm hỏi, dù sao thì cũng là đang tán chuyện, mà cũng xem cách nghĩ của Tề Chấn Đào ra sao. Thực ra lúc này Diệp Phàm cũng rất thoải mái, dù sao cũng muốn đi rồi, cứ làm một người đứng xem để quan sát nội bộ tỉnh ủy Tấn Lĩnh xem sao. Cứ coi như có thêm chút kinh nghiệm về việc thăm dò quan trường. Chủ tịch tỉnh có được không? Tuy là người thứ hai nhưng bí thư thành ủy cũng chính là bí thư tỉnh ủy. Cậu cứ làm vài năm đi, đồng chí Trung Minh cũng sắp về hưu rồi, đến lúc đó sẽ dễ dàng mà vượt lên. Tề Chấn Đào nói, Diệp Phàm hiểu, như vậy thì dễ dàng. Trung Minh là thường vụ tỉnh ủy, là bí thư thành ủy Long Giang. Mà thành phố Long Giang không phải là thành phố cấp phó tỉnh, đương nhiên chủ tịch thành phố cũng chỉ là cấp giám đốc sở. Đối với Diệp Phàm mà nói thì cũng chẳng có gì thay đổi, từ nhân vật số 1 lại trở thành nhân vật số 2 tự nhiên lại kém hẳn đi. Không thể đề lên được, tuy cháu cũng đến Tấn Lĩnh hơn một năm rồi, nhưng việc cháu làm cũng không ít. Đề cử lên trên là hoàn toàn hợp lý đúng không? Mà cháu còn kiêm cả chức trợ lý chủ tịch tỉnh, cấp phó chủ tịch, trợ lý chủ tịch tỉnh nói được phải không? Diệp Phàm ra vẻ chăm chú hỏi. Ôi, nếu như giờ cháu năm, 60 tuổi thì Tề Chấn Đào này sẽ đứng lên mà nói được. Đương nhiên, thái độ của Bí Thư La cũng là quan trọng. Tề Chấn Đào sững sờ nói. Việc đó không phải nói, đến tỉnh làm mấy năm thì cũng được lắm. Tỉnh thành dù sao cũng không giống với Đồng Lĩnh, ở tỉnh thu thập, rèn luyện mấy năm sẽ có lợi không nhỏ cho chức vụ mà sau này cậu sẽ đảm nhiệm. Qua được cấp phó tỉnh thì chắc chắn là cậu đi được rồi, sự luyện tập trong giai đoạn này là không thể thiếu. Vẫn còn một con đường khác, đồng chí Bạch ở Sở Giao thông nghe nói là đề bạt lên trên, cậu nhận trước đó cũng không tồi. Sở Giao thông cũng là một cơ quan quan trọng của tỉnh. Nếu như cậu làm bên giao thông thì chắc chắn sẽ tâm đắc. Tuy cậu chưa từng làm về ngành này nhưng chính tay cậu cũng đã làm được mấy con đường. Tất cả lại đều là công trình lớn,
đương nhiên cậu nên sớm biết về những con đường của sở giao thông mới đúng. Như thế mới có thể thuận buồm xuôi gió thế được chứ. Nhưng nếu nói như cách của ta thì tốt hơn vẫn là nên đến thành phố nhận nhiệm vụ. Sở giao thông tuy cũng hướng về tỉnh, nhưng lại không thể lớn bằng chủ tịch tỉnh được. Thực ra tính giới hạn cũng quá rõ ràng, về phương diện đào tạo người, thì chức chủ tịch tỉnh đó phù hợp với cậu. Chú Tề, cảm ơn chú đã chiếu cố cháu. Hiện cháu chưa nghĩ kỹ chuyện này. Đợi ăn Tết xong cháu sẽ thảo luận cùng chú. Diệp Phàm thoái thác nói, cũng muốn đi rồi, thì cũng không nên khiến người khác bận rộn thêm. Đương nhiên, hiện giờ việc bên Thiên Vân Bát Tự đã định rồi, cũng không thể để cho Tề Chấn Đào biết mình muốn chuồn. Diệp Phàm, thời gian không chờ đợi ai cả. Hiện giờ trên tỉnh đang thiếu người, đợi ăn xong Tết thì không còn cửa nữa đâu. Cậu nên biết rằng có biết bao nhiêu đồng chí đang nhăm nhăm cái trước đó. Ngay cả trong sở cũng đã có không ít đồng chí nhăm nhe rồi. Trong thành có nhiều vụ trưởng các bộ ngành, nếu như có thể tiến thêm bước thì đều muốn thử. Mấy hôm trước ta có lên Bắc Kinh họp, có mấy người đã cùng chào hỏi ta rồi. Nhưng vị trí này ta đã giữ lại cho cậu, vì thế mà ta đã không đáp ứng họ. Đương nhiên nếu cậu ngồi vào đó thật thì bên Bí Thư La cũng là điểm mấu chốt. Cho nên, đợi khi cậu báo cáo công việc cũng nên thăm dò trước. Ta thấy Bí Thư La cũng đã đổi mới ấn tượng với cậu rồi. Đặc biệt là với tiến độ Phong Châu thu hút vốn đầu tư và đường cấp 2, ông ấy có ấn tượng rất tốt về cậu. Vừa may là gặp dịp đúng không? Tề Chấn Đào nói. Cũng không thể gõ việc vào năm trước được, sắp đón năm mới rồi. Diệp Phàm đương nhiên là thoái thác rồi, nhưng cũng không được quá lộ liễu. Bằng không Ninh Chí Hòa còn chưa diễn mà bên này đã đờ người ra rồi, không được làm gì để cho hai bên phải rơi vào tình cảnh thế. Quái, cậu hình như không vội vàng. Rốt cuộc là sao, tuy trước Tết không thể làm được, nhưng đó là thời kỳ hoạt động được nhất. Nhân dịp chúc Tết lãnh đạo mà nói chuyện của mình, đây cũng là một cơ hội tốt. Diệp Phàm cậu cũng đi trên con đường này chục năm rồi. Không thể không biết trong chuyện này có hại chứ. Tề Chấn Đào nghi hoặc, nhìn Diệp Phàm rồi như có cảm giác cảm nhận ra điều gì đó. Việc này đương nhiên cháu hiểu, chỉ là, việc này. Diệp Phàm nhất thời không nói được gì, cứ giữ chức trợ lý phó chủ tịch tỉnh, không phải là không thể nối lạ rồi máy hàn vào phế. Cậu này, ta phải nói thế nào cậu mới hiểu, chỉ lấy một chức trống cho cậu thì còn ra gì, lẽ nào lại muốn để bạt dưỡng lão sớm sao? Tề Chấn Đào giận rồi. Ngay cả lời thô tục cũng văng ra. Ta thấy việc này không kéo dài được, đợi chút nữa cậu nói chuyện này với Bí Thư La xem. Giờ ông ấy có ấn tượng tốt với cậu thì cậu nên nắm bắt cơ hội này mà làm đi. Có thể gần đây số lượng các đồng chí đến chỗ Bí Thư La không phải số ít đâu. Dù sao việc này cũng không thể hoàn thành trước Tết được, thôi để sang năm rồi tính. Mà việc của cháu chú cũng đã nghe qua rồi chứ. Rất bận, không chừng ăn Tết xong cháu cũng sẽ xin trên nghỉ một thời gian để về chăm sóc cô ấy. Diệp Phàm đánh quân bài đau buồn, đương nhiên là đem Kiều Viên Viên ra làm bia đỡ đạn rồi. Ôi! Quả nhiên vẻ mặt Tề Chấn Đào thả lỏng ra, than dài, trầm mặc rồi đột nhiên nói. Hay là thế này, cậu cứ bận việc cậu, ta sẽ chào hỏi Bí Thư La xem, bằng không cậu không nói thì người ta cũng không nhét chức vào đầu cậu được. Vị trí đó không phải là lãnh môn, là nó nóng như lửa vậy. Ôi, chú Tề, cháu biết là chú tốt với cháu. Trước giờ chú đều xem cháu như con. Được rồi, cháu xin nói thật cho chú biết vậy. Diệp Phàm thở dài. Biết rằng không thể nào giấu được nên đành phải nói chuyện đánh bóng gần lại một lượt cho Tề Chấn Đào nghe. Tiểu tử này cuối cùng cũng nói rõ ngọn ngành, ta còn nghĩ cậu có thể giấu đến lúc nào nữa. Tề Chấn Đào không ngờ lại giãn mày ra, hừ nói. Diệp Phàm hoảng hốt, quả nhiên trúng kế rồi. Có thể Tề Chấn Đào làm vậy để ép hắn nói ra. Người ta đã sớm biết hết tim đen của hắn rồi. Quả đúng là gừng càng già càng cay. Diệp Phàm không khỏi gượng cười trong lòng. Cháu có giấu ai thì giấu cũng không thể giấu được chú đúng không, chỉ là việc này bát tự còn chưa định, sao cháu có thể mở miệng được. Cháu chỉ sợ chú mắng cháu chưa đủ điềm đạm, mà cháu cũng băn khoăn, hai đầu đi không cũng không được phải không? Diệp Phàm gượng cười nói. Ôi, cứng cáp rồi thì luôn muốn bay mà, cứ một mực ép cậu ở một nơi thì cậu cũng buồn. Đi thì đi đi, mà đó cũng là việc tốt, chú Tề này cũng không thể vì cháu mà mở rộng nhưng cũng không thể ràng buộc cháu ở lại đây. Tề Chấn Đào có chút đau lòng, thở dài. Cháu xin lỗi chú, cháu đã phụ sự kỳ vọng của chú. Diệp Phàm nói, cơ vẻ hơi ngượng ngùng. Mèo khóc chuột thôi,
giờ tâm hồn cậu đã bay sang tới thiên vân rồi. Nhưng cậu cũng phải nghĩ kỹ. Tuy ngay lập tức có thể tiến một cấp, đánh bóng gần tức là thăng cấp, chỉ có điều những đồng chí nhổ nước miếng cũng sẽ ít đi, chim chọc ra mặt cũng sẽ phải khiêm tốn hơn. Nhưng cháu nhất định phải ghi nhớ, nhất định phải khiêm tốn. Bằng không, một khi thể hiện tự cao thì sẽ trở thành đối tượng của ngòi bút dư luận đó. Dù sao tuổi của cậu còn nhỏ, chúng ta trong cái vòng này, mặc dù cậu có lập nhiều thành tích, lập nhiều công lao thì trong vòng đó vẫn còn có quy tắc của nó. Chương 2773, cười ra nước mắt. Bởi vì như vậy là đã vi phạm ranh giới quy luật của vòng đó. Tự nhiên trở thành mũi tên của dư luận, mà có thể không phải ngay lập tức mà cậu có thể kháng đáng được nhiệm vụ quan trọng như cấp phó tỉnh. Ta nghĩ đồng chí Ninh Chí Hòa sẽ tìm cho cậu một vị trí nào đó, có thể là doanh nghiệp. Mà, nếu đúng có doanh nghiệp quốc hữu thì chắc cũng rối ren lắm. Các lãnh đạo của doanh nghiệp có thành tích cao cũng nhiều lắm chứ, người ta không thể đi lên thì sẽ trút giận lên người cậu. Chỉ có cục diện dùm beng thì mới có ít người soi mói, nếu như cháu tiếp tay, tuy người ta không thể tấn công cháu. Nhưng sẽ có không ít đồng chí sẽ cười cháu, mà cháu còn trẻ, thì lại càng trở thành mục tiêu gây cười mà những đồng chí chỉ biết châm chọc, nhổ nước miếng tán chuyện thôi. Cho nên có thể cháu sẽ khó mà được thoải mái trong một thời gian dài. Nếu như so sánh với vị trí chủ tịch thành phố thì cũng không, mà cậu cũng không hề thấp, cũng khó, Tề Chấn Đào không hổ là Tề Chấn Đào, lập luận đúng là rất sắc sảo. Có thể tình huống như vậy thì cháu cũng đã có chuẩn bị rồi. Diệp Phàm gật đầu, vẻ mặt khâm phục nói. Ha ha, cháu cũng không cần phải ủ rũ như thế. Thấy phong độ của Diệp Phàm thu thập được đống rắm rối này không thể khiến cho người ta nhìn với ánh mắt xưa được. Khiến cho các đồng chí chảy nước miếng cũng không có nước miếng mà chảy ra mới. Được, mà, dù gì thì cuối năm cũng không có việc gì làm, cũng nên chuẩn bị chút. Đến các doanh nghiệp mà làm lãnh đạo là một con đường mới. Tuy ngày trước cậu cũng đã vì doanh nghiệp của cậu mà làm một số việc, ví dụ như công tác thu hút đầu tư cho Phong Châu. Nhưng dù sao cũng chỉ là chỉ huy đánh bóng gần mà thôi. Sẽ khác biệt với việc cậu đến doanh nghiệp mà đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo. Một doanh nghiệp đối với bộ ngành chính trị mà nói thì phạm vi có nhỏ hơn nhưng chim sẻ tuy nhỏ, bản thân vẫn có đủ lục phủ ngũ tạng. Mà, trong cái vòng đó cậu phải xử lý nhiều mối quan hệ phức tạp. Nếu nói là cục diện rắm rối thì mâu thuẫn bên trong chắc chắn là sắc nhọn. Nếu mà cậu đến tiếp nhận thì trước hết phải làm rõ mối quan hệ đó. Mà, tỉnh Thiên Vân được gọi là doanh nghiệp lớn, có thể điều tra được. Nếu đã được gọi là đại đa số doanh nghiệp cấp phó tỉnh là trực quản của Trung ương. Việc này đúng là dễ điều tra. Tề Chấn Đào đã đóng vai trò quân sư. Vâng, đến doanh nghiệp mà nhận chức thì cũng giống như làm sếp. Chẳng qua là doanh nghiệp nhà nước và công ty tư nhân khác nhau thôi. Doanh nghiệp nhà nước thực ra là rất khó giải quyết bởi vì nó còn khoác một chiếc áo ngoài của nhà nước. Còn thực ra muốn tách ra khỏi rồi. Nhưng, doanh nghiệp nhà nước mà muốn tách ra thì không phải dễ. Có rất nhiều lãnh đạo chính quyền không có việc gì thì lấy việc của doanh nghiệp làm chuyện vui. Khua chân múa tay thế là xong. Mà thường xuyên phải bị ép làm chuyện mà một số doanh nghiệp không muốn làm. Nếu thuộc loại trực thuộc Trung ương quân, nhưng bản thân doanh nghiệp vẫn ở địa phương, sẽ có liên hệ chặt chẽ với người trong địa phương. Muốn hoàn toàn dứt bỏ quản lý của địa phương là không thể được. Như vậy làm việc lại càng khó. Diệp Phàm nói. Nhưng, có bí thư Ninh rồi thì cậu cũng có chỗ dựa. Điều này là điều tốt với cậu, nhưng nếu như không xử lý tốt thì đúng là trộn đá. Bí thư Ninh muốn cậu đi thì chỉ có một con đường đó thôi, như vậy sẽ phải biến cục diện rắm rối này thành máy móc kiếm tiền thôi. Bằng không, ông ấy bỏ ra sức như vậy mà lại chỉ cần đến đường thôi sao? Mà, cho dù là chính quyền nào, thì những khúc mắc trong nội bộ cũng không phải nhỏ. Lão Ninh đã đến Thiên Vân chưa đầy 2 năm, hiện là bí thư đại diện, cái từ đại diện chắc chắn là ông ấy muốn vứt đi. Mà cậu chắc cũng là quân cờ chính để ông ấy bỏ nó đi. Nếu quân cờ này không có tác dụng gì, có thể đến lúc đó kết cục của cậu thì ta cũng không thể làm gì được. Giờ chúng ta cứ bỏ qua các mối quan hệ để nói, cũng không nói đến chuyện của cậu và người nhà họ Phí. Trên tất cả những quan hệ lợi hại, quan hệ gì đều phải đặt ở vị trí thứ yếu. Việc này có liên quan đến việc đồng chí Ninh Chí Hòa có thuận lợi mà tiếp nhận vị trí số 1 ở Thiên Vân hay không. Trong thời khắc liên quan đến lợi ích này, thì cậu đừng nên hy vọng có thể được. Nếu như muốn làm trung dung, thì đến phương pháp để mà giải cho tốt đống mà cậu tiếp nhận cũng khó mà được. Chỉ có thể là lội ngược dòng nước,
cậu chỉ là một binh sĩ mà lội qua sông, chỉ có thể tiến không thể lui được. Bằng không, Ninh Chí Hòa chỉ có thể bỏ tốt mà giữ lại tướng thôi. Tề Chấn Đào phân tích những yếu hại trong đó, Diệp Phàm nghe mà cũng lạnh cả sống lưng. Lúc trước không hề có cách nghĩ phức tạp như vậy, bây giờ sau khi được lão Tề phân tích thì đúng là phải suy nghĩ rồi. Còn chưa đến Thiên Vân, nhưng đã khiến cho Diệp Phàm có cảm giác đó như là đầm rồng hang hổ. Được, thế cháu chính là binh sĩ dũng cảm rồi. Diệp Phàm thái độ đột nhiên kiên cường lên. Không thể để cục diện bế tắc quá được, kết quả thứ hai chính là cậu anh dũng mà đến, giúp cho đồng chí Ninh Chí Hoa thuận lợi mà qua được vị trí bí thư. Đương nhiên, sức của cậu không phải lớn như thế, chỉ có thể là thêm một vài điểm tốt, nhưng trong mắt Ninh Chí Hoa cậu lại là một đại công thần. Do đó mà tốt đã chuyển thành xe, tiền đồ sẽ sáng lạng hơn. Ngay cả nhà họ Phí cũng sẽ là thay đổi nhiều thái độ với cậu. Tới lúc đó sẽ như hóng mát dưới cây đại thụ, sảng khoái biết bao, cậu cũng vui vẻ đúng không? Tề Chấn Đào cười nói. Ha ha, vượt qua mọi chông gai, cháu chính là một thanh đao sắc nhọn. Diệp Phàm cười, ý chí chiến đấu không ngờ lại nổi dậy. Thái độ của La Khảm Thành với Diệp Phàm cũng rất tốt, nói chuyện phiếm một hồi lâu. Nhưng ông lại không tỏ thái độ gì về vấn đề chức vụ mới của Diệp Phàm. Diệp Phàm không khỏi thất vọng, tuy bản thân đã quyết tâm phải đi nhưng nếu bị người ta không coi trọng thế thì cũng chẳng hứng thú gì. Cảm thấy La Khảm Thành quá vô tình, dù gì thì cũng vì Tấn Lĩnh mà làm bao nhiêu việc có phải không? Kết quả là ông lại có mới nới cũ sao? Có phải ông đang nghĩ rằng ăn Tết xong chức chủ tịch thành phố này thế nào thì Diệp Phàm cũng thoải mái phải không? Hắn ta không khỏi buồn bực. Cảm thấy vòng ý thức của La Khảm Thành quả là mạnh. Mặc dù bản thân hắn có làm tốt thể nào đi nữa thì trong đầu cũng phải đề cao chữ Tề. Có lẽ chức chủ tịch thành phố quan trọng như vậy thì La Khảm Thành cũng sẽ trao lại cho người có bản lĩnh cáng đáng, tuy Diệp Phàm có nhiều thành tích hiển hách nhưng khi trong đội ngũ thì lại chọn sai phương hướng. Đương nhiên Diệp Phàm không cam lòng, cũng nói ra chút quả nhiên La Khảm Thành không phản ứng gì. Điều đó cho thấy, vị trí đó chắc chắn ông ta đã có sắp đặt trước rồi. Chỉ còn chờ hoạt động nữa mà thôi. May mà hắn lại muốn bỏ đi, bằng không cũng phải đấu tranh thật, có thể trong nội bộ tỉnh ủy Tấn Lĩnh đã xảy ra cuộc chấn động nhỏ. Đến lúc đó chắc chắn Tề Chấn Đào sẽ ủng hộ hắn, với quan hệ với La Khảm Thành không chừng lại có thể nói được. Phó Chủ tịch Điền Sơ Nhất lại tỏ ra rất thân thiết, mà cũng ám chỉ rằng chức Chủ tịch thành phố còn đang trống, Diệp Phàm cũng đã giả vờ hiểu ý. Từ tỉnh về đến đồng lĩnh Diệp Phàm tiến hành công tác bàn giao lại cho đồng chí bí thư thành ủy mới nhận chức Vạn Đạt Thành. Diệp Phàm vốn nghĩ con người này sẽ đến Phong Châu nhận chức bí thư, ai ngờ đâu thuộc hạ của hắn nhân cơ hội hắn không có mặt lại bước lên vị trí của hắn. Tự nhiên trong lòng hắn không có thiện cảm với người này, mà Diệp Phàm cũng cảm nhận được người này quá thủ đoạn. Ngày trước khi ở Phong Châu cùng tiến hành kêu gọi đầu tư, người này thường làm những hành động khác thường. Khi đó Diệp Phàm cũng nhắm mắt làm ngơ vậy. Đương nhiên, bề ngoài thì hai người vẫn làm việc một cách hài hòa, êm thấm. Trợ lý Diệp à, anh đi rồi, việc ở đây mới chỉ là bước đầu, tôi không nỡ để anh đi. Vạn Đạt Thành như mèo khóc chuột nói vài câu, Diệp Phàm thật ghê tởm anh ta. Vốn muốn nói với Vương Long Đông và Mễ Nguyệt vài câu và cũng đề cử Vạn Đạt Thành nhưng giờ Diệp Phàm đã thay đổi chủ ý, không thèm nói nữa. Ha ha, hay là cùng tôi nói với Bí Thư La để tôi quay lại đồng lĩnh giúp anh làm việc được không? Diệp Phàm cười ha ha nói. Tôi rất hoan nghênh, có trợ lý Diệp về chỉ đạo công tác ở đồng lĩnh tôi tin chắc công việc sẽ được triển khai thuận lợi. Vạn Đạt Thành ra vẻ vui vẻ nói. Thôi, cũng muộn rồi, ăn Tết xong tôi còn muốn nghỉ ngơi một thời gian qua đã mệt mỏi lắm rồi. Tin rằng đồng lĩnh có đồng chí Vạn Đạt Thành dẫn đường sẽ thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp không ngừng phát triển. Có lẽ vài năm sau tôi quay lại, nơi này chắc chắn sẽ thay đổi nhiều. Thay đổi đến nỗi bản thân tôi cũng không nhận được ra. Diệp Phàm cười nói, cái từ thay đổi bao hàm nghĩ là tan nát, hỏng bét. Anh thật khéo nói. Vạn Đạt Thành cười nói. Gần đây đồng chí Vương Long Đông phụ trách dự án nhà máy điện, năng lực của đồng chí rất giỏi. Khi tôi đến đồng chí Mễ Nguyệt xử lý công việc của thành ủy rất rõ ràng, quản lý cũng rất thành thạo. Hai đồng chí này rất có tố chất. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu rồi. Tên Vạn Đạt Thành này đã có ý thu nạp. Cũng ý là những cốt cán của Diệp Phàm đã bị giao lại cho hắn ta. Vạn Đạt Thành đến đồng lĩnh, không thể tránh khỏi những rắc rối cũng như ban đầu Diệp Phàm đến. Ví dụ như không đoan là một con hổ có thế lực nơi đây.
anh ta vừa tới chắc chắn còn chênh vênh. Trong thường vụ không có vài người đồng ý, mà lần này không đoan không thể ngồi vào vị trí số một của đồng lĩnh, đương nhiên là lão ta không cam tâm rồi. Nghe nói quan hệ của hai người tương đối căng, thời gian này chắc chắn anh ta khó chịu đây. Mà Diệp Hệ còn chưa trở về, tạm thời cũng trong tình trạng xem chừng. Mà Khổng Đoan thế lực rất mạnh, Diệp Hệ không thể lên tiếng được. Vạn Đạt Thành còn có thể kéo được mấy ủy viên vào trong vòng của mình. Thời gian này ngay cả việc họp cũng không thể tiến hành nhiều. Bởi vì đã mấy lần khiến Khổng Đoan tức. Vạn Đạt Thành đương nhiên hy vọng Diệp Phàm lên tiếng, nếu anh đã đi rồi thì để người của anh lại là được rồi. Đúng, hai đồng chí đó rất có năng lực, điểm này thì không cần hoài nghi gì rồi. Diệp Phàm gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì. Vạn Đạt Thành không khỏi thất vọng. Đương nhiên rồi, với những đồng chí ấy, thực ra đồng chí Vạn Đạt Thành có thể điều chỉnh cương vị công tác cho họ. Có thể tìm cho họ một vị trí làm việc thích hợp hơn thì càng tốt đúng không? Diệp Phàm cũng nói ra điều kiện, có thể tiếp nhận người của hắn nhưng cũng phải đưa ra một vị trí tốt hơn cho họ. Chương 2774, anh em tụ hội Hồng Diệp bảo. Chuyện này lại liên quan đến việc phân công chức vụ của các vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy rồi. Trợ lý Diệp làm việc với bọn họ cũng đã được một thời gian khá lâu rồi, anh thấy chức vụ nào phù hợp để bọn họ phát triển năng lực của mình. Vạn Đạt Thành bắt đầu thăm dò, ông ta bắt đầu dao động rồi. Ông thấy đồng chí Long Đông làm bên công tác đảng quần chúng thì thế nào? Đồng chí Mễ Nguyệt nhậm chức phó chủ tịch thành phố, ban nãy đồng chí Đạt Thành cũng đã nói rồi, có thể quản lý thành ủy một cách xuất sắc như vậy thì tin rằng vị trí phó chủ tịch thường trực thành phố là hoàn toàn phù hợp với đồng chí ấy. Diệp Phàm cười lớn, Vạn Đạt Thành nghe thấy vậy thì lồng ngực hít thật mạnh. Ông ta chửi thầm trong bụng, tên tiểu tử này dám mở mồm nói những lời đó. Công tác đảng quần chúng giữ vị trí thứ ba trong ban ủy viên thường vụ, sau khi Sa Quân rời khỏi vị trí đó thì nguyên phó giám đốc sở dân chính là Vệ Bình tiếp quản. Người ta còn chưa ngồi ấm chỗ đã nghĩ cách đuổi đi hơn nữa, lý do cũng không hoàn toàn thuyết phục. Mấu chốt là ở chỗ Vệ Bình có thể từ phòng dân vận nhảy lên vị trí thứ ba trong thành ủy đồng lĩnh là do ông ta là người bí thư La nhắm chúng. Nếu đổi lại là người khác thì còn có thể thử chứ, với Vệ Bình cương thì đừng hòng nghĩ cách dòm ngó đến vị trí của ông ta. Còn về phó chủ tịch thường trực thành phố là Tất Phân Lý. Ông ta cùng một hội với Khổng Đoan. Nếu Diệp Phàm cậu muốn tôi giỡn mặt ông ta thì khác nào chọc giận Khổng Đoan. Đến lúc đó cậu cũng phải chết cùng Vạn Đạt Thành tôi thôi. Quan hệ giữa bọn họ vốn rất vững chắc, châm thêm lửa vào khác nào tự thiêu chính mình. Đến lúc đó thì hết đường, Vạn Đạt Thành tuyệt đối không thể làm như vậy. Điều này Diệp Phàm sớm đã nhận ra, các ông muốn có người của tôi thì phải thực hiện những biện pháp mạnh mới được. Nếu không làm thế thì tôi đưa người cho các ông cũng chẳng có tác dụng gì cả. Hơn nữa có Tề Chấn Đào ở đây, Vạn Đạt Thành ông có thể làm khó Vương Long và Mễ Nguyệt sao? Ha ha, hai người bọn họ đều rất có năng lực trong lĩnh vực này nhưng ghế trống thì không có nữa rồi. Cứ bình tĩnh, từ từ đã. Vạn Đạt Thành cười nói nhưng khuôn mặt méo mó chẳng khác gì đang khóc. Diệp Phàm cảm thấy rất thoải mái, suýt nữa thì bật cười. Ha ha, vậy thì cứ từ từ. Từ từ vậy. Diệp Phàm cười đáp lại, cái chữ từ từ của hắn đầy ẩn ý. Khi nào ông ta cho họ hai chỗ trống để ngồi vào thì ông ta cũng sẽ nhận được sự hậu thuẫn. Bằng không ông ta cứ từ từ thì người ta cũng chẳng việc gì phải vội vàng. Buổi tối hôm đó Vương Long và Mễ Nguyệt đều tới. Trợ lý Diệp, sao mọi việc lại thành ra như thế này? Vẻ mặt Vương Long đầy tức giận. Không sao cả, bên tỉnh có ý định riêng của họ. Diệp Phàm cười đáp lại. Mễ Nguyệt đang pha trà cũng tiện mồm hỏi luôn. Có phải trợ lý Diệp chuẩn bị sang tỉnh thành không? Cô nghe tin tức ở đâu thế? Diệp Phàm nghiêng một bên đầu, hỏi lại. Tôi đoán vậy, bây giờ có rất nhiều người bàn tán về chuyện này. Mễ Nguyệt trả lời. Trợ lý Diệp đi rồi thì mang tôi đi theo với, tôi làm ở đồng lĩnh cũng mấy năm rồi, muốn chuyển sang chỗ khác. Mễ Nguyệt nhanh nhẹn hơn Vương Long đã nói trắng ra ý định của mình. Cô muốn vị trí nào trong tỉnh thành? Diệp Phàm cười hỏi. Vị trí nào cũng được, chỉ cần được đi theo anh thì tôi làm thư ký cũng được. Không ngờ Mễ Nguyệt lại bạo gan đến vậy. Vương Long nghe thấy vậy liền nháy mắt ngay với Diệp Phàm. Ý của anh ta, Diệp Phàm hiểu. Hắn trừng mắt nhìn Vương Long như thể nhắc nhở anh ta đừng nghĩ linh tinh. Hắn và Mễ Nguyệt hoàn toàn trong sáng. Mà cũng không đúng, nếu nói là hoàn toàn trong sạch thì chưa được thỏa đáng cho lắm. Tối hôm đó bên hồ Hồng Thùy,
Mễ Nguyệt đã ôm hắn nhưng đó là do cô ta tưởng sợi dây thừng là con rắn mà thôi. Tôi không cần một thư ký xinh đẹp như cô, người ta nuốt chửng tôi mất. Diệp Phàm tếu táo đáp lại. Trợ lý Diệp thật vui tính, tôi chỉ là một cô gái bình thường, đâu dám nhận cái danh mỹ nữ gì đó. Mễ Nguyệt đỏ mặt. Nói vào việc chính, Mễ Nguyệt, cô có muốn làm việc bên tỉnh không? Chẳng hạn như làm phó giám đốc một phòng nào đó hoặc làm bên ủy ban nhân dân tỉnh cũng được. Diệp Phàm hỏi lại, nếu hắn đã đi thì cũng phải sắp xếp cho bọn họ một chỗ đứng thích hợp. Nếu không thì cả hai người bọn họ đều không nhập hội với Vạn Đạt Thành. Tình huống này quả thật rất đáng lo, cuối cùng cả hai bên đều không nhượng bộ. Đó không phải là kết cục mà Diệp Phàm muốn nhìn thấy. Nếu nhường lại cho Vạn Đạt Thành thì Diệp Phàm không can tâm. Đã nhường lại cái ghế cho ông ta lại còn đem cả người của mình dâng luôn cho ông ta nữa. Như thế thì thánh thiện quá, đó không phải là cách làm việc của Diệp Phàm. Vì thế không cần phải tính thêm kế nữa. Diệp Phàm đã suy xét rất lâu rồi, cũng đã bản bạc với Tề Chấn Đào. Đến văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh rất dễ dàng, làm phó phòng một sở nào đó cũng chỉ là điều động cùng cấp nên chắc chắn không có vấn đề gì. Ít nhất thì trước khi đi cũng phải giữ chút thể diện cho La Khảm Thành. Có một số chuyện đồng chí La không hẳn sẽ làm được. Cũng cần nhớ rằng, đối với một thanh niên tuổi trẻ tài cao như Diệp Phàm, mọi thứ đều có thể xoay chuyển. Không chừng có lúc người ta lại trở thành người cùng cánh với đồng chí La. Con người mà, tốt nhất phải để lại một đường lui cho chính mình. Kính lão yêu trẻ, ấy cũng là nguyên tắc trong quan trường. Tôi xin nghe theo trợ lý Diệp. Không ngờ Mễ Nguyệt lại tin tưởng Diệp Phàm đến vậy. Điều đó khiến chính Diệp Phàm cũng phải giật mình. Trong lòng sung sướng. Hắn cố gắng chế ngự cảm xúc của mình, nói. Vậy thì đến làm ở Ủy ban Nhân dân tỉnh đi. Chuyện này tôi đã nói qua với Chủ tịch Tề rồi. Làm phó ban thư ký của Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân, cô thấy sao? Tôi xin nghe theo anh. Mễ Nguyệt nhắc lại một lần nữa. Diệp Phàm hơi bực một chút vì Vương Long lại nháy mắt với hắn. Anh ta ra vẻ rất tự nhiên nhưng Diệp Phàm biết chắc chắn anh ta cố ý mà ý định của anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Vậy thì cứ quyết định vậy đi. Vương Long, anh có ý kiến gì không? Diệp Phàm vội vàng chuyển ngay đề tài câu chuyện để anh ta thôi nhay cái trỏ nháy mắt. Tôi cũng nghe theo trợ lý Diệp. Không ngờ Vương Long cũng lặp lại câu đó như một con vẹt khiến Diệp Phàm tức giận. Ném anh vào thùng rác anh cũng thuận theo à? Diệp Phàm tức giận hỏi vặn lại. Nếu trợ lý Diệp thấy tôi có thể đảm nhiệm được vị trí bộ trưởng bộ môi trường thì tôi cũng đi. Vương Long giả điệu rất thành thật, Diệp Phàm bắt đầu thấy bực mình thật sự. Vương Long, anh có muốn đi thăm nhạc phụ đại nhân không? Diệp Phàm hỏi lại, cười một cách thần bí. Ý của anh là cho tôi đến thành phố Kim Lăng. Vương Long đông sửng sốt, khuôn mặt hắn như sắp bật cười. Kim Lăng là thành phố lớn, trước đây là căn cứ của Quốc dân đảng. Nơi này cũng thể xem nhẹ được. Nếu anh đồng ý thì hãy đến đó đi, tôi sẽ có cách, mà bản thân tôi cũng nghĩ là anh nên đến đó. Để cho nhà họ cố nhìn thấy, lúc đó anh trở thành quân phụ mẫu của họ, chẳng phải rất thú vị hay sao? Diệp Phàm phân tích, đi. Vương Long Đông quyết định một cách rất nhanh chóng, dù nhà họ cố đã bị Phí Nhất Độ ép cho đến mức không thể không mở miệng xin lỗi Diệp Phàm. Nhưng hình như gia đình nhà họ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Vương Long Đông. Trong lòng bọn họ vẫn có ý nghĩa bài xích, khinh thường anh ta.